Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 571, linh hồn thiếu nhân từ, chết một lần đi. Không phải nhập mộng, cũng không phải ảo giác. Đang khi Thư Hàng chậm rãi đọc quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này, thì thân thể của hắn lại có thể cảm nhận được sâu sắc sự đau khổ mà vị cao tăng này đã trải qua trong lúc khổ hạnh. Loại cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy khi mặc áo tang mỏng manh, chịu đói rét lạnh lẽo, đi chân trần ở nơi băng thiên tuyết địa, cái khả năng chịu rét mà tu sĩ vẫn lấy làm tự hào lúc này hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào. Những đau khổ mà vị cao tăng ở trong quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này đã gánh chịu bây giờ đang trực tiếp tác dụng lên người của Tống Thư Hàng, không thèm đếm xỉa đến ma phòng và vật phòng của hắn. Mặt của Tống Thư Hàng bị đông lạnh xanh mét, môi tím tái và cảm giác như thể bàn chân của hắn sắp bị đông lạnh tới mức nứt toác ra. Thư Hàng, Diệp sư tỷ nhìn thấy trạng thái của Tống Thư Hàng không đúng lắm nên lập tức thi triển chỉ dũ thuật lên người của hắn. Nhưng là chỉ dũ thuật hoàn toàn không có tác dụng gì cả, bởi vì thân thể của Tống Thư Hàng vốn cũng không phải bị thương. Quyền, nhật ký cao tăng của khổ hạnh, này quả nhiên có điều tà đạo, đọc lên thì lại xảy ra dị trạng. Tống Thư Hàng lập tức dừng lại không đọc quyển nhật ký cao tăng của khổ hạnh, này nữa, không dây vào được thì anh không biết trốn à. Cùng lắm thì anh đây không đọc nữa là được chứ gì. Nhưng lúc này lại xuất hiện chuyện khá quỷ dị. Tống Thư Hàng đã ngừng đọc, nhưng trong hư không lại có một giọng nói khác đang lớn giọng đọc quyển nhật ký này. Giọng đọc kia nghe y chang giọng của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vội vàng lấy tay bịt miệng của mình lại, bố khỉ, làm sao có thể như vậy được chứ? Miệng của ta căn bản không hề mấp máy cái nào luôn mà. Giọng đọc này ở đâu ra đây? Từ mũi à, hay là lữ lô S của ta? Diệp sư tỷ giống như nghĩ đến điều gì đó, liền nói. Lẽ nào đây là chú văn ngâm sướng tên kỹ xảo tự động tục sướng của vu thuật thượng cổ sao? Thư Hàng, lý ra ngươi không thể nắm giữ kỹ xảo cao thâm như thế được đúng không? Tống Thư Hàng lắc đầu nguầy nguậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa, kỹ xảo tự động tục sướng ư. Nói cách khác, hắn chỉ đọc đoạn mở đầu, nhưng quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này sẽ tự động đọc hết nguyên quyển sao? Tống Thư Hàng cảm thấy lòng đau như cắt. Thế này rõ ràng là chơi gian mà đây chẳng phải là ép hắn phải chịu đựng cùng một loại thống khổ với cao tăng trong quyển sách hay sao? Diệp sư tỷ nhíu mày nói. Xem ra cái kỹ năng tự động tục sướng này chính là cái bẫy ẩn chứa ở bên trong quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh đó. Bắt đầu từ khi Thư Hàng ngươi đọc quyển nhật ký này thì e là chân khí trong cơ thể của ngươi cũng đã tiến vào hình thức của chú văn ngâm sướng mất rồi. Ngươi cố gắng cảm nhớ lại thử xem, có phải là cảm giác được có chỗ nào không đúng hay không? Có một số điều Diệp sư tỷ còn chưa nói ra. Tự động ngâm sướng này là một loại kỹ xảo giống như pháp thuật, bây giờ Tống Thư Hàng đang tự mình thể nghiệm một phen, nếu như may mắn thì nói không chừng sau này hắn còn có thể nhân cơ hội để nắm giữ loại kỹ xảo dạng pháp thuật này nữa. Tuy rằng đối với tu sĩ mà nói thì loại pháp thuật này chẳng để làm gì. Dù sao thì tu sĩ cũng khác với cổ vu, mấy loại đạo pháp cần phải ngâm sướng thời gian lâu cũng chẳng có nhiều. Rất lạnh, cũng giống hệt như vị cao tăng ở trong quyển nhật ký này vậy, giống như đang phải đi chân trần giữa trời đông giá rét ấy, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Thế thì đúng là phiền toái rồi, Diệp sư tỷ lập tức cảm thấy lo lắng bởi vì cô nhớ rõ. Kết cục cuối cùng trong quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này thì vị cao tăng khổ hạnh kia đã bỏ mình. Nghĩ tới đây, Diệp sư tỷ lập tức dùng kiếm làm bút, nhanh chóng khắc họa trên mặt đất. Cô nhất định phải nhanh chóng cắt đứt cái tự động tục sướng ở trong hư không này mới được, bằng không rất có thể mạng sống của Tống Thư Hàng sẽ gặp phải nguy hiểm. Thấy Diệp sư tỷ có vẻ lo lắng như thế, Tống Thư Hàng thở dài, hắn cũng đã nghĩ đến kết cục tử ẹo của vị cao tăng này rồi. Chẳng lẽ hắn sẽ chết hay sao? Trong lúc đang suy tư thì hàn ý trên người hắn đột nhiên biến mất hết, sau đó là cái nóng dẫy khắc nghiệt không ngôn từ nào tả xiết. Giống như đang phải đi lại trong sa mạc vậy, hàn ý lạnh thấu xương dưới chân nay lại biến thành cơn nóng sôi sục tựa như có thể nướng chín con người. Tống Thư Hàng cảm giác lúc này mình giống như trang con vịt nhỏ trong món ăn chân vịt nướng mà Hoa Hạ Cấm bán vậy, đặt một con vịt sống lên một tấm thép nóng, sau đó cho gia vị vào rồi tăng nhiệt độ của tấm thép lên. Bởi vì nóng nên con vịt sống kia sẽ đi tới đi lui trên tấm thép, sau đó sẽ bắt đầu nhảy tưng tưng lên. Cuối cùng chân vịt được nướng chín rồi, nhưng con vịt vẫn còn sống, đầu bếp sẽ chặt chân nó ra bày lên đĩa, còn con vịt thì để làm món khác. Bàn chân của Tống Thư Hàng lúc này bỏng rát vô cùng khó chịu, cảm giác như sắp bị nướng chín đến nơi. Nếu thêm mấy phút nữa thì chắc chân của hắn cũng có thể chặt ra bày lên mâm mất thôi, chết tiệt thật.
Lần này lại là sa mạc à? Tra tấn người ta như thế vui lắm hay sao? Tác giả của quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này nhất định là một kẻ thích ngược đãi. Không đợi chân của Tống Thư Hàng kịp làm quen với cái nóng cháy da cháy thịt kia, ngay sau đó, lòng bàn chân hắn lại biến thành nỗi đau đớn như bị vô số lưỡi đao sắc bén cứa đứt, đây chính là khu loạn thạch. Từng cơn đau đớn thấu tim gan. Chết tiệt, rốt cuộc cái sở thích khổ hạnh tăng phải đi chân không này từ đâu ra đây? Cái quá trình khổ tu đi chân trần dã man này. Tống Thư Hàng thầm cắn răng, dựa theo những gì hắn nhớ thì sau khi đi qua khu loạn thạch bén ngót này thì chính là trúng độc thì phải. A, à, tèo rồi, đột nhiên hắn có cảm giác chẳng lưu luyến trần đời nữa. Tới rồi, tới rồi. Cảm giác trúng độc này hình như là trạng thái trúng độc hỗn hợp do ăn nhầm thứ gì có độc, rồi lại bị trùng độc trích thì phải. Rất đau đớn, rất khó thở, giống như bị sốt cao hơn 40 đột vậy. Không khí hít vào đều giống như có lẫn cát, khiến khí quản và lồng ngực của hắn rát buốt. Tống Thư Hàng phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Xin lỗi, đều là do ta. Diệp sư tỷ ngồi bên cạnh đã dùng đủ cách rồi, nhưng tất cả đều không thể phá giải năng lực tự động tục sướng này. Là kỹ năng đắc ý của cổ vu, tự động tục sướng này chính là thần kỹ có thể bảo đảm lúc kẻ thi thuật niệm chú dở dang, lại bị người nào đó xen ngang cắt đứt thì chú văn vẫn có thể được đọc tiếp. Trong một quãng thời gian ngắn thì khó mà cắt đứt nó được. Diệp sư tỷ nhìn thấy Diệp sư tỷ mặt mày tím tái, miệng sùi bọt mép thì không khỏi đau lòng òa khóc. Hu hu hu. Tống Thư Hàng há miệng, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào để an ủi cô. Sau kịch độc chính là đủ loại đau đớn tựa như hình phạt khác như bị sóng lớn ập vào, bị bão cát chôn sống, bị sấm sét đánh trúng. Sau đó, vẫn phải đi đến cuối cùng. Phần cuối hình như là ngủm thì phải. Lúc này, lại có một giọng nói trung tính nặng nề vang lên bên tai của Tống Thư Hàng. Hỏi linh hồn đã rơi vào tội ác, còn thiếu lòng nhân từ kia, hãy chết một lần đi. Móc lửng. Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng hiểu rõ, đây là do mình không mang lòng nhân từ để đọc quyển nhật ký này, cho nên mới vô tình kích hoạt cái bẫy nào đó ẩn chứa bên trong quyển nhật ký này hay sao? Cái đồ thần kinh. Nội dung quyển nhật ký ngươi viết dở như hạch ấy, mọi câu chữ đều toát lên vẻ hân hoan hớn hở bệnh hoạn của tác giả quyển nhật ký này, thế thì ta mang lòng nhân từ khiểu quái gì được chứ hả? Đúng là làm khó người ta mà. Hơn nữa, Tống Thư Hàng cảm giác khi mình đọc quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này lên thì cũng ẩn ẩn tìm được bí quyết nhân từ rồi. Nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa thì hắn nhất định có thể mang theo tâm trạng nhân từ để đọc quyển nhật ký này. Nhưng hắn đã không còn cơ hội may mắn lần sau nữa rồi. Nhưng bây giờ, mặc kệ Tống Thư Hàng buồn bực hay nổi cơn tam bành kiểu gì thì cảm giác chết chóc vẫn giáng xuống người của Tống Thư Hàng. Hắn cảm giác giống như mình bị cuốn vào bên trong một căn phòng tối đen. Hắn cảm giác xương cốt của mình bị chôn sâu xuống lòng đất, bắt đầu mục rữa. Cuối cùng, hắn đã tự ẹo. Ngay cả xương cốt cũng mục ruỗng ở trong đất sâu. Hắn dùng sinh mạng của mình làm điểm cuối cho chuyến khổ hạnh của đời mình. Linh hồn của hắn đã được thăng hoa, móc lửng. Sau cùng, trước mắt Tống Thư Hàng tối sầm, mất đi khả năng khống chế thân thể. Chương 572, thích tự sướng, thích cuộc sống. Lạ thay. Khi đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế thân thể, trong lòng Tống Thư Hàng lại cảm nhận được một loại cảm giác tự do. Một loại cảm giác tự do không còn bất kỳ gò bó trói buộc nào. Loại cảm giác kỳ lạ này khiến cho nội tâm của Tống Thư Hàng cảm thấy sợ hãi. Trước khi mất đi ý thức, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Diệp Sư Tỷ. Khoảng hơn 10 phút sau, ý thức của Tống Thư Hàng được hồi phục lại một lần nữa, chỉ là ý thức vẫn ở trong không gian đen tối như cũ. Đối với Tống Thư Hàng mà nói, hơn 10 phút mất đi ý thức này quả thật giống như một loại giày vò hơn cả thế kỷ dài đằng đẵng, không sao tả xiết. Nhưng cảm giác giày vò buồn chán kéo dài này, cuối cùng lại trở thành vốn liếng kinh nghiệm quý giá của Tống Thư Hàng. Đạo tâm của hắn lại được củng cố vững chắc thêm trong kinh nghiệm tử vong lần này. Tâm tính người đã chết qua một lần và người chưa từng chết qua hoàn toàn khác nhau. Còn chưa khôi phục lại từ trạng thái tử vong nữa à? Phải chờ tiếp tới lúc tự động tỉnh lại sao? Trong lòng Tống Thư Hàng tự nhủ thầm. Hay là phải dùng cách gì đó mới có thể khiến mình khôi phục lại từ trong trạng thái tử vong đen tối này nhỉ? Suy nghĩ này vừa sinh ra thì Tống Thư Hàng bắt đầu nhớ lại toàn bộ công pháp, đạo thuật sở học của hắn cùng với toàn bộ những thứ hắn xem được từ trong thư viện của Diệp Sư Tỷ dạo gần đây lại một lượt. Đồng thời, ngộ đạo thạch trong túi áo của Tống Thư Hàng bắt đầu phát huy lực lượng của nó.
thông nương ở trên ngộ đạo thạch lại bắt đầu mọc ra một đoạn chồi hành. Trên đoạn chồi hành non này lại thấm vết máu đỏ tươi, khiến cho mầm hành xanh non lại càng đẹp hơn nữa. Theo lực lượng của ngộ đạo thạch được phát động, có một bộ kinh văn được kích hoạt trong đầu của Tống Thư Hàng. Là bản địa tạng độ hồn kinh tròn ký ức được cộng hưởng từ linh quỷ. Cũng không biết nó là kinh văn bí truyền của môn phái Phật tông nào, nhưng nó tuyệt đối là bảo điển. Độ hết chúng sinh, bồ đề chứng giám, địa ngục chưa trống, thề không thành Phật, mấy dòng ghi chú mở đầu của Hòa Thượng Tây lại lượn lờ trong đầu của Tống Thư Hàng đầu tiên. Sau đó nội dung của địa tạng độ hồn kinh cũng dần dần hiện ra trong đầu Tống Thư Hàng, giống như một bức họa quyển thật dài. Lực lượng của ngộ đạo thạch không ngừng kích hoạt năng lực lĩnh ngộ của Tống Thư Hàng. Theo nội dung của địa tạng độ hồn kinh được triển khai từng chút một, linh quang liên tục lóe lên trong đầu Tống Thư Hàng. Hắn đã nắm bắt được bí quyết của siêu độ thuật. Thì ra là thế, đây chính là cách siêu độ sao? Tống Thư Hàng đã hiểu ra rồi. Trải qua trạng thái tử vong một lần xong, suy xét địa tạng độ hồn kinh này từ góc độ của người chết, sau đó lĩnh ngộ ra được áo bí của cách siêu độ. Nếu như thế, hình như hắn đã biết đối tượng đầu tiên mà mình cần phải siêu độ là gì rồi. Chính là nó. Tống Thư Hàng lặng lẽ đọc nội dung kinh văn của địa tạng độ hồn kinh. Theo thanh âm tụng kinh văn ngày càng lớn, một quyển địa tạng độ hồn kinh thực chất hóa bắt đầu xuất hiện ở trong biển ý thức của Tống Thư Hàng, phát ra ánh sáng màu vàng kim rạng ngời, ánh quang thắp sáng không gian tối đen ở chỗ Tống Thư Hàng. Không gian đen thui kia biến thành một không gian sáng sủa màu vàng kim. Còn Tống Thư Hàng thì cũng mở to hai mắt, tỉnh lại từ trong trạng thái hôn mê. Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi sao Thư Hàng, Diệp sư tỷ ngồi xổm bên cạnh hắn, đôi mắt ửng đỏ, đang cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên trán cho hắn. Thư Hàng trong cơn hôn mê dường như đã trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ, nên cứ túa mồ hôi lạnh không ngừng. Ừ, rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Mặc dù nó là một đoạn kinh nghiệm khá quỷ dị, nhưng cũng là đoạn trải nghiệm quý báu rất đáng giá. Diệp Tư, ta đã ngủ bao lâu rồi? Tống Thư Hàng cười hỏi. 13 phút, bây giờ ngươi ổn cả chứ? Diệp sư tỷ lo lắng hỏi. Hoàn toàn không sao nữa rồi, trạng thái của ta bây giờ rất tốt, Tống Thư Hàng đứng dậy. Hơn nữa ta cũng có được thu hoạch không tệ. Hiện tại mà dùng chân ngã minh tưởng kinh để quan sát chân ngã thì có thể nhìn thấy rõ ràng chân ngã của Tống Thư Hàng lại có thêm chút thay đổi. Trạng thái của chân ngã lúc này đại khái cũng giống như Tống Thư Hàng. Điều khiến cho Tống Thư Hàng an tâm hơn chính là trên người của chân ngã không có thêm cái áo cà sa nào, vẫn là cái quần đùi như cũ. Đầu của chân ngã cũng không bị chọc, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nom như thư sinh, dù rằng thân thể vẫn còn vai u thịt bắp chả đổi gì. Lúc này, trên nét mặt của chân ngã lại có thêm vài phần thương cảm, trong tay thì có thêm một quyển kinh văn. Đó chính là địa tạng độ hồn kinh, ngay khi vừa mới tiếp xúc với bản kinh văn này thì nó lập tức ảnh hưởng đến trạng thái của chân ngã của Tống Thư Hàng. Rõ ràng bản địa tạng độ hồn kinh này có cùng nguồn gốc với chân ngã minh tưởng kinh. Cũng là sản phẩm của kim cương môn thời thượng cổ. Tóm lại, sau khi trong chân ngã xuất hiện kinh thư thì tinh thần lực sắp sửa bùng nổ của Tống Thư Hàng lại được chân ngã sớt bớt phần nào, nên cũng dễ thở hơn rất nhiều. Tiếp theo, nếu như có thể tu luyện ánh sáng công đức tới mức độ được như Hòa Thượng Tây, biến ánh sáng công đức trở thành thực chất, cũng có thể tạo được tác dụng chia sớt tinh thần lực. Đến lúc đó, Tống Thư Hàng sẽ không sợ chứng đau đầu do tinh thần lực quá mạnh nữa. Diệp sư tỷ tò mò hỏi. Thu hoạch á, ngươi đã lĩnh ngộ được cách siêu độ rồi à? Ừ, Tống Thư Hàng gật đầu. Sau đó, hắn mặc niệm quyển địa tạng độ hồn kinh nọ, ngón tay điểm nhẹ lên hư không. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đốm oan hồn màu đen, phát ra tiếng kêu chít chít kỳ lạ ở dưới ngón tay của Tống Thư Hàng. Đó chính là lời nguyền của gã đàn chủ. Khi xưa, lúc gã đàn chủ biết mình bị lừa một vố thì dùng sinh mệnh còn lại của mình làm cái giá để hạ một lời nguyền rủa độc ác tựa như giỏi bám trong xương cho Tống Thư Hàng. Trong lời nguyền rủa này thậm chí còn ẩn chứa một phần tàn hồn của gã đàn chủ. Đáng tiếc chính là lời nguyền rủa này cũng thảm lắm. Mấy lần nó xuất hiện đều không thể làm gì được Tống Thư Hàng, ngược lại, mỗi lần gần như đều trở thành đồ ăn cho linh quỷ của Tống Thư Hàng. Có một lần lại còn bị Bạch Tôn giả chủ động kích hoạt ra, vò thành một quả cầu đen đút cho linh quỷ của Tống Thư Hàng nữa. Tính ra thì lời nguyền của đàn chủ chỉ còn chừng 3-4 lần có cơ hội thành hình nữa thôi. Lời nguyền ẩn chứa một phần oan hồn của đàn chủ này vẫn luôn lặng lẽ tích góp năng lượng, chờ cơ hội trả thù Tống Thư Hàng. Thế nhưng tốc độ tấn cấp của Tống Thư Hàng thật sự quá nhanh,
chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi thôi mà đã từ một gã tu sĩ nhất phẩm bình thường tấn cấp lên đến cảnh giới nhị phẩm mất rồi. Với sức của lời nguyền rủa do đàn chủ hạ thì căn bản không tìm thấy cơ hội nào để bộc phát, chỉ có thể một mực lặng lẽ ẩn nấp, tích góp sức mạnh. Cho nên về sau nó vẫn luôn không có cơ hội xuất hiện. Cũng vì thế nên nó mới còn nguyên tới bây giờ. Lúc này, đoàn oán khí nguyền rủa màu đen kia bị ngón tay của Tống Thư Hàng điểm trúng. Trên ngón tay của Tống Thư Hàng ẩn chứa sức mạnh siêu độ. Ở trong ánh sáng siêu độ của địa tạng độ hồn kinh, tàn hồn của đàn chủ biến thành đốm sáng màu vàng, sau đó dần dần biến mất. Đồng thời, Tống Thư Hàng cũng có thể cảm ứng được cơn giận và nỗi oán hận ẩn chứa ở bên trong tàn hồn của đàn chủ. Nỗi oán hận lẫn tức giận kia đang tan biến dần. Diệp sư tỷ chống cằm, chớp chớp mắt, nhìn quá trình Tống Thư Hàng siêu độ tàn hồn của đàn chủ. Ánh lên trong mắt của cô lúc này là cảnh tượng tàn hồn của đàn chủ biến thành đốm sáng. Từng đốm sáng tan biến đi tựa như mang theo sự giải thoát, buông bỏ toàn bộ oán và hận. Cô cũng bất giác thở dài. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại thở dài như thế nữa. Sau đó, cô đột nhiên làm một hành động khiến cho cả Tống Thư Hàng lẫn bản thân mình không thể nào ngờ tới. Cô đột nhiên bay tới bên cạnh Tống Thư Hàng, sau đó vươn ngón tay thon dài của mình ra, nhẹ nhàng điểm về phía ngón tay của Tống Thư Hàng, chính là ngón tay đang điểm lên người oán quỷ đàn chủ để siêu độ tàn hồn của hắn. Ngón tay của hai người khẽ chạm vào nhau, Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ đồng thời cảm giác như bị điện giật, cả hai cùng run lên. Cảm giác dòng điện xẹt qua nơi đầu ngón tay rồi lan ra khắp thân thể cả hai. Đúng lúc này, lời nguyền ẩn chứa tàn hồn của đàn chủ rốt cuộc cũng hoàn toàn tan biến. Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ đưa mắt nhìn nhau một cái. Hi 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 hi, Diệp Sư Tỷ đột nhiên vui vẻ mỉm cười, ngón tay cả hai chạm vào nhau lại sinh ra cảm giác như điện giật, khiến cho cô và Tống Thư Hàng lại càng thân thiết hơn nữa. Cảm giác này chẳng đáng ghét chút nào. Tống Thư Hàng cũng mỉm cười, hắn nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay của mình, trong nháy mắt khi ngón tay của hắn và Diệp Sư Tỷ chạm vào nhau, hắn cảm giác hình như mình và Diệp Sư Tỷ đang kết nối với nhau. Hắn cảm ứng được niềm vui mừng của Diệp Sư Tỷ từ ngón tay của cô ấy, rõ ràng cô ấy đang rất vui vẻ. Thời gian dần trôi qua, dựa theo thời gian của thời quang thành thì bây giờ đã bước vào rạng sáng của ngày mới rồi. Tống Thư Hàng và Sở Sở đã vào trong thời quang thành này 48 ngày. Bên ngoài cũng vừa bắt đầu một ngày mới. Thứ hai, ngày 5 tháng 8, đạo hiệu của Tống Thư Hàng, Kim Cương Quân Tử Đao. Hoa Hạ, động phủ của Lệ Chi Tiên Tử. Hôm nay Lệ Chi Tiên Tử nhận được một món lễ vật đến từ người đang nằm thẳng cẳng trên giường bệnh là Đồng Quái Tiên Sư, đó là bộ pháp bào nữ tu mới số lượng có hạn vừa mới ra mắt năm nay của Tu Hoa Cung, đây là nhãn hiệu thành lập trên trang web giao dịch riêng của tu sĩ. Hơn nữa đây là bộ bỏ tiền ra đặt làm riêng nữa. Nó không có chức năng đặc biệt gì hết, là loại được cái đẹp mã thôi ấy. Đây là lễ vật xin lỗi của Đồng Quái Tiên Sư, một hơi đã tiêu hết nửa tháng lương của Tiên Sư rồi. Tháng trước, Đồng Quái Tiên Sư bị Lệ Chi Tiên Tử ôm cây đợi thỏ chờ sẵn ngay cửa nhà dược sư. Sau đó bị cô ấy đánh cho một chặp hay a, tơi bời, thế là sau đó Đồng Quái Tiên Sư quyết đoán chọn cách xin lỗi nhận tội. Lệ Chi Tiên Tử mở hộp quà ra, pháp bào bên trong rất đẹp, rất hấp dẫn. Loại pháp bào này là hàng số lượng có hạn, tuy rằng giá cả không thể xem là đắt đỏ gì, nhưng vì số lượng có hạn, cho nên mấy nữ tu mê làm đẹp có linh thạch thì cũng khó mà mua được. Không ngờ Đồng Quái Tiên Sư lại có chiêu mua được loại pháp bào số lượng có hạn này luôn. Đạo hữu ở trong nhóm Cửu Châu số 1, đều giấu tài nhiều lắm đây. Lệ Chi Tiên Tử nghĩ thầm trong lòng. Đồng Quái Tiên Sư mới không thèm nói cho Lệ Chi Tiên Tử biết là bản thân hắn là khách VIP của Tu Hoa Cung đâu. Đồng Quái Tiên Sư đã từng đặt mua đủ loại pháp bào ở Tu Hoa Cung. Nam nữ gì cũng có tuốt, hắn có thuật dịch dung đỉnh cao, nên cũng cần tốn rất nhiều tiền của để duy trì. Lệ Chi Tiên Tử mặc bộ pháp bào xinh đẹp này vào, đây là một chiếc pháp bào có kiểu dáng giống như một chiếc váy chiết eo màu đen, Lệ Chi Tiên Tử mặc vào càng tôn lên vóc dáng gợi cảm của cô. Hình như mình béo lên rồi hay sao ấy, Lệ Chi Tiên Tử nói khẽ. Sau đó, cô lấy điện thoại ra, bấm một cái pháp ấn, điện thoại lập tức tự động lơ lửng trên không trung, tìm một góc độ hoàn mỹ để chụp ảnh. Tách tách, một bàn tay vô hình ấn nút chụp ảnh, lưu lại dáng vẻ xinh đẹp của Lệ Chi Tiên Tử. Trước khi thần khí chụp ảnh hiện đại của người thường được phát minh ra thì kỹ năng chụp ảnh tự sướng của Lệ Chi Tiên Tử đã mắc cấp rồi. Cô thích chụp ảnh tự sướng,
kể từ khi có ký ức đến nay thì cô đã thích rồi. Không chỉ riêng việc chụp ảnh, cô còn thích quay lại các chuyện và vật ở quanh mình, đây là sở thích của cô. Chương 573, Dược Sư Huynh, đặt giường thêm nửa tháng nữa nhé. Mỗi khi Lệ Chi tiên tử gửi ảnh tự sướng lên thì đó đều là thời gian hưởng phúc lợi của nhóm Cửu Châu số 1. Trong giới tu sĩ có rất nhiều tiên tử xinh đẹp, nhưng tiên tử xinh đẹp tầm cỡ lại còn thích gửi ảnh tự sướng như Lệ Chi tiên tử thì hiếm có lắm. Hôm nay phúc lợi đến vào buổi sáng. Mà lúc này, ở trong động phủ của Hoàng Sơn Chân Quân. Một con chó kinh ban ho nhỏ đang tự nhốt mình ở trong phòng, nó đã tự nhốt mình hơn nửa tháng rồi. Đậu đậu trốn ở trong góc phòng, tay cầm một cái máy tính bảng, lặng lẽ login vào nhóm Cửu Châu số 1 để xem tin nhắn. Bây giờ nó không thể nào lên tiếng được, Hoàng Sơn Chân Quân đã cấm nó chat trong nhóm đến tận 30 ngày rồi. Hơn nữa ở ngoài đời nó cũng không thể nào nói chuyện được, Hoàng Sơn Chân Quân cũng đã cho nó ăn một phần đồ ăn cấm nói đúng một năm dòng. Lần này Hoàng Sơn Đại Ngốc nổi giận thật rồi. Lệ Chi tiên tử lại gửi ảnh tự sướng lên kìa, Hoàng Sơn Đại Ngốc mà xem thì chắc là sẽ vui lắm nhờ. Móc lửng. Lại nói, tên thư hàng kia chẳng có nghĩa khí chút nào, đợi biết bao lâu rồi mà chẳng online lấy một lần, mấy hôm trước hắn online cũng chẳng thèm hỏi han gì mình, đúng là không có nghĩa khí gì hết. Chẳng lẽ hắn không biết bây giờ ta đang lâm vào nguy cơ lớn nhất của đời một con cậu hay sao? Gâu gâu, móc lửng. Trong lòng đậu đậu đặc biệt buồn bực, nó tự nhốt mình ở trong phòng, nhưng nó vẫn còn cách nghe ngóng được một số tin tức ở bên ngoài. Nếu như không có chút thủ đoạn phòng thân thì sao nó có thể thường xuyên trốn khỏi động phủ của Hoàng Sơn Chân Quân, bỏ nhà đi bụi được chứ? Theo như tin tức mà đậu đậu nhận được, hiện tại Hoàng Sơn Chân Quân đã định ngày hẹn với vài vị đạo hữu, lại còn đang chuẩn bị hôn lễ cho nó nữa. Thật ra hôn lễ cũng chẳng phải chuyện to tát, dầu gì nó cũng là một con khuyển yêu tứ phẩm, đã sắp ngưng tụ được một viên yêu đan để trở thành đại yêu ngũ phẩm rồi, là ngôi sao mới nổi trong giới yêu quái. Sau này nó cũng phải tìm một cô nàng chó nào đó để kết hôn, sinh một ổ chó con nữa. Nhưng vấn đề là trong cái hôn lễ sắp sửa cử hành này, nó lại là bên phải gả đi. Nó không dám tưởng tượng đến cảnh tượng mình mang trang sức màu đỏ bị gả ra ngoài tí nào. Rốt cuộc Hoàng Sơn Đại Ngốc có âm mưu gì đây? Hắn muốn thiến ta hay sao? Hay là nói hắn có thủ đoạn đặc biệt gì đó, có thể biến ta thành một em chó cái đậu đậu đây? Móc lửng. Ngoại trừ hai khả năng này ra thì còn một khả năng còn khiến cho đậu đậu cảm giác sợ hãi hơn nữa, đó chính là bản thân nó vốn chính là một con yêu khuyển giống cái. Không chừng, em chim nhỏ, mà mình có được bây giờ chính là do Hoàng Sơn Đại Ngốc dùng loại đạo thuật thần kỳ gì đó biến ra chăng? Nói không chừng mình vốn là một em chó cái thì sao? Mấy hôm nay đậu đậu vẫn luôn lăn tăn về cái vấn đề đáng sợ này. Sau khi Hoàng Sơn Chân Quân bắt nó về động phủ xong thì không hề nhìn nó lấy một cái. Chân Quân chỉ cắm đầu sắp xếp hôn lễ vô cùng long trọng cho nó. Hành động của Hoàng Sơn Chân Quân khiến cho đậu đậu bắt đầu hoài nghi cuộc đời một con cẩu và cả giới tính của nó. Không được, ta không thể ngồi im chịu chết được, ta nhất định phải bỏ trốn thêm lần nữa, mặc kệ là thiến hay là biến ta thành giống cái, hoặc là ta vốn là giống cái cũng được, đây hoàn toàn không phải cuộc đời mà ta mong muốn. Mặc kệ là loại nào ta cũng không hề thích, nếu như ta không thể tự mình chọn lựa được thì ta chọn chó chết. Móc lửng. Đậu đậu ấn mạnh nút tắt máy tính bảng, nó định chuồn đi lần nữa, hơn nữa lần này nó không tính tiếp tục ở lại trái đất làm gì. Nó phải học theo Tống Thư Hàng, chạy vào trong vũ trụ bao la mới được. Ngay cả con gà nhị phẩm như Tống Thư Hàng mà cũng có thể sống sót được ở ngoài không gian, lẽ nào một con đại kinh ba tứ phẩm như nó lại sợ đói chết à? Ừ, trước khi trốn đi cứ mang nhiều ít cốc đan một chút thì hơn. Lúc này, ở trong nhóm Cửu Châu số 1, cho dù là mới sáng sớm, nhưng vẫn có rất nhiều đạo hữu online, tu sĩ cường đại đã chẳng cần ngủ nghỉ gì nhiều. Đồng quái đang nằm trên giường bệnh nịnh nọt. Lệ Chi tiên tử sinh quá đi mất, bộ đồ này có vừa ý tiên tử hay không? Lệ Chi tiên tử, tha cho ngươi đấy. Thế nên, đồng quái đang nằm trên giường bệnh, hớn hở đổi tên nick của mình lại thành đồng quái tiên sư. Sau đó, bản thân hắn cũng nhảy dựng lên từ trên giường bệnh. Không cần phải tiếp tục nằm lì trên giường giả bệnh nữa rồi. Lúc này, Bắc Hà Tán Nhân ở trong nhóm lại gửi một cái icon cười gian. Bắc Hà Tán Nhân, đồng quái, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề này. Thôi đừng hỏi làm gì, chỉ cần là Bắc Hà thì ta sẽ không trả lời vấn đề của ngươi đâu. Đồng quái tiên sư đáp cái một. Bắc Hà Tán Nhân, gạch nối.
Đồng quái tiên sư lại nói thêm. Đương nhiên, nếu như ngươi cung kính gọi ta một tiếng đồng quái đại nhân thì ta có thể cân nhắc, xem tâm trạng thế nào mà trả lời câu hỏi của ngươi. Thôi đi đồ thầy bói giỏm, ngươi chết chắc rồi. Ngày 1 tháng 9 trên đỉnh Tử Cấm, ta nhất định sẽ nện chết ngươi. Bắc Hà tán nhân cắn răng nói. Mấy lời này ta xin trả ngược lại cho ngươi không sót chữ nào. Kẻ chết chắc sẽ là ngươi đấy Bắc Hà. Đồng quái tiên sư cười hình hịch, tâm trạng của hắn bây giờ tốt lắm. Lệ Chi tiên tử không thèm chấp nhất hắn nữa, mà thương thế của đệ tử Thiết Qua Y Toán tiên nhà hắn cũng đang chuyển biến tốt đẹp hơn, bây giờ đồng quái cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên đáng yêu. Bắc Hà tán nhân. Gạch nối. Tô Thị A thất trồi lên, tò mò hỏi. Bắc Hà, người định hỏi đồng quái chuyện gì thế? A thất huynh đệ ngươi nối tiếp chủ đề hay lắm, Bắc Hà tán nhân cười hắc hắc. Ta đang nghĩ đến một chuyện, cái tên thầy bói giỏm này từng dịch dung thành bộ dạng của Lệ Chi tiên tử để đi lừa phỉnh hãm hại người ta. Như thế, ta muốn hỏi hắn xem, ngoại trừ Lệ Chi tiên tử ra thì có phải hắn còn từng ngụy trang thành đạo hữu khác trong nhóm Cửu Châu số 1 để đi bịp người hay không ấy mà. Đồng quái tiên sư xem đến đây thì trong lòng lập tức thầm kêu toi đời. Mẹ nó, cuồng đao tam lãng lập tức trồi lên, dùng chức năng chát voi để nói. Khả năng này cũng lớn lắm, không thể không đề phòng được. Tô Thị A thất. A còng đồng quái tiên sư, ta cũng muốn biết đáp án của vấn đề này lắm. Lệ Chi tiên tử. Ha ha ha. Diệt Phượng công tử. A còng đồng quái tiên sư, ta cũng muốn biết đáp án của vấn đề này nữa. Càng lúc càng có thêm nhiều đạo hữu trồi lên, nhóm Cửu Châu số 1 lại bắt đầu spam màn hình. Đồng quái tiên sư. Ha 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 ha, hôm nay đẹp trời phết đấy nhờ. Các ngươi cứ nói chuyện đi nhé, tự dưng ta nhớ ra mình còn có việc, ta thăng trước đây. Trời đẹp cái con khỉ khô, bây giờ hoa hạ còn chưa sáng nhé. Phủ chủ thất sinh phù nhìn thấy đồng quái tiên sư nhắn thế thì không thể nào bình tĩnh được nữa. Đợi đã, đồng quái đạo hữu người đứng lại đó cho ta, chẳng lẽ ngươi cũng từng dùng hình dạng của ta để đi bịp người à? Chẳng trách ngày nào đó của 5 năm trước, ánh mắt của mấy vị trưởng bối ở quê nhìn hắn lại kỳ quái như thế, hắn cứ cảm giác hình như có hiểu lầm gì đó, chẳng lẽ chính là do cái tên thầy bói giỏm này gây họa rồi để hắn đổ vỏ thay à? Ha ha, tự nhiên ta nhớ đến một chuyện, 100 năm trước, đột nhiên có một quãng thời gian có đạo hữu hỏi có phải ta đang tu luyện quái thuật hay không? Năm đó ta còn không hiểu gì cả. Đồng quái đạo hữu này, 100 năm trước ngươi có dùng ngoại hình của ta để đi xem bói dạo không thế? Tô Thị A thất gửi một cái ai cần cười lạnh. Người cảm giác có vấn đề không riêng gì phủ chủ thất sinh phù và Tô Thị A thất. Lúc này, bàn tay đang cầm điện thoại của đồng quái tiên sư run lên, cầm cũng không chắc. Không đáp chứ gì, đồng quái đạo hữu này, đao của ta đang đói khát dữ lắm đây, Tô Thị A thất tiếp tục nói, hắn chính là Tô Thị A thất cuồng đánh nhau đấy, đánh nhau chính là chuyện mà hắn thích nhất. Diệt Phượng công tử, bảo kiếm của ta cũng đói khát lắm đây. Phá Dương Kích Quách Đại. Ai cần đầu chó đáng yêu. Phá Dương Kích Quách Đại. Ai cần tức giận xoa đầu con chó ở lầu trên. Phá Dương Kích Quách Đại. Tự dìm hàng xong rồi, đại kích của ta cũng đang đói khát lắm đây. Tạo Hóa Pháp Vương. Giọng hát của ta cũng đang đói khát lắm đây. Thôi đủ rồi, Pháp Vương huynh ngươi đừng có suốt cái chiêu lưỡng hại câu thương ấy ra như thế, phần của ngươi cứ giao cho cuồng đao tam lãng ta đại diện lĩnh thay đi. Đại đao của lãng mỗ đang đói khát gấp đôi luôn rồi đây. Cuồng đao tam lãng vội vàng nói. Tam lãng đạo hữu nói hay lắm, Cổ Hà Quan Chân Quân thản nhiên nói, giọng hát của Tạo Hóa Pháp Vương gây ô nhiễm tiếng ồn ghê lắm. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Ta nói này, chắc là đồng quái đạo hữu sẽ không dịch dung thành ta đấy chứ. Lệ Chi tiên tử. Tỉnh mục cư sĩ đừng lo, đồng quái tiên sư căn bản không nhớ nổi ngươi là ai đâu. Cảm ơn Lệ Chi tiên tử. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu gửi một icon thở dài. Nhưng ta là Túy Nguyệt cư sĩ mà, nếu như tiên tử không nhớ nổi thì có thể dùng chức năng đặc biệt danh cho bạn bè đấy. Thực xin lỗi, Lệ Chi tiên tử xin lỗi luôn mồm, nhưng không rõ tại sao cô lại không muốn dùng cái chức năng đặc biệt danh cho bạn bè với Túy X cư sĩ. Lúc này, Bắc Hà tán nhân lại lên tiếng, chém thêm một đao cho đồng quái tiên sư. Ha ha, đồng quái đạo hữu. Ngươi còn đang ở nhà của dược sư đúng không? Ta nhìn thấy địa chỉ của ngươi rồi. Chết dở, bại lộ rồi. Đồng quái tiên sư yên lặng đặt điện thoại di động của mình xuống. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn cầm cái mai rùa lên, tự bói cho mình một quẻ,
tuy rằng bình thường khó mà tự tính quẻ cho bản thân được, nhưng đồng quái tiên sư bây giờ lại là lúc ở trong trường hợp đặc biệt. Đồng tiền trong mai rùa văng ra, sau khi rơi xuống thì lại xếp thành một đồ án rất đẹp. Quẻ đại cát đại lợi tốt nhất. Hốc mắt của đồng quái tiên sư lập tức ươn ướt, rồi hắn quay sang kêu rõ to với dược sư ở đằng xa. Dược sư huynh ới, tương đương đặt giường thêm 10 ngày nữa nhé, à không, đặt luôn đến ngày 1 tháng 9 đi vậy. Dược sư yên lặng đặt điện thoại trong tay xuống, gật đầu cái rụp. Ừ, không thành vấn đề. Đồng quái đạo hữu, đến lúc đó ngươi cứ an tâm nằm dưỡng thương đi, rõ ràng là dược sư vẫn luôn ngồi xem mọi người chat, nên biết hết những chuyện đã xảy ra. Đồng quái tiên sư, vẫn là dược sư huynh chu đáo hiểu lòng người nhất. Ừ, lương y như từ mẫu mà, yên tâm đi, dù vết thương nặng tới đâu đi chăng nữa thì ta cũng có thể chữa lành cho ngươi, dược sư nói. Đồng quái tiên sư cảm động tới mức lệ nóng doanh tròng. Lúc này, dược sư lại hỏi dò. Vậy ta hỏi thử tí nhé, đồng quái đạo hữu năm xưa có từng dịch dung thành ta để đi lừa bịp không thế? Giác, đồng quái tiên sư hóa đá, hồi lâu sau, hắn mới cười khan nói. Cái đó, chắc là, không có đâu ha. Xem ra là có rồi, dược sư yên lặng gật đầu. Hai chân của đồng quái tiên sư mềm oặt ra, còn có chuyện gì nguy hiểm hơn việc sắp sửa bị đánh như tử mà còn đắc tội với bác sĩ điều trị trực tiếp không chứ? Trái đất nguy hiểm quá đi mất, liệu hắn có nên tính đến chuyện trốn ra ngoài vũ trụ không nhỉ? Lúc này, ở trong một khu biệt thự xa hoa của khu Giang Nam, Ngư Kiều Kiều biến thành cỡ lòng bàn tay, nằm bẹp ở trên giường, dùng móng vuốt kéo màn hình điện thoại với vẻ hưởng thụ. Xem nội dung chương mới nhất do tên tác giả bị bắt nhốt trong phòng viết ra mấy hôm nay. Mặc dù đang là rạng sáng, nhưng bây giờ trạng thái tinh thần của cô ấy rất tốt. Chương 574, Pháp sự siêu độ. Của nhiên hiệu quả của tỉnh mục đan cộng linh mạch bích trà cộng hoạt lực dược dịch cộng lại vô cùng tuyệt vời. Những thứ này bảo đảm sức khỏe của hắn, để cho hắn có thể tràn trề sinh lực suốt cả ngày, gõ không ngừng tay. Ba vạn chữ quả nhiên không phải giấc mộng nữa, Ngư Kiều Kiều hớn hở cười lớn. Tiểu thư đúng là anh mình, có một cô gái mặc quần áo nha hoàn cổ điển đứng bên cạnh Ngư Kiều Kiều khẽ nói, cô yêu thương đưa một miếng bánh lên cho Ngư Kiều Kiều. Nể tình hôm nay hắn chăm chỉ là thế, cho hắn thêm một bữa ăn khuya đi, Ngư Kiều Kiều gật đầu nói. Đúng rồi, trong đồ ăn của hắn nhớ cho thêm tí xíu thối thể dịch nhé, để xem thể chất của hắn có thể thừa nhận nổi hay không. Khó khăn lắm mới gặp được một vị tác giả viết văn hợp in mình, nên Ngư Kiều Kiều đang cân nhắc xem liệu có thể bồi dưỡng hắn thành tu sĩ luôn hay không. Nếu làm thế thì ít nhất có thể khiến hắn sáng tác được mấy trăm bộ tiểu thuyết luôn ấy nhỉ. Ở trong giới tu chân trước đây đã từng có chuyện thế này xảy ra rồi. Nghe nói từng có vài vị văn nhân hoa hạ sáng tác thể loại tiểu thuyết diễn nghĩa khá là hay, sau đó bị một vị đại lão trong giới tu sĩ bắt đi, nhận làm đệ tử dạy dỗ tu hành. Nói cho hay thì là, ta thấy tư chất của ngươi rất khá, rất có khiếu tu luyện, chỉ bằng theo ta tu đạo thành tiên đi nhé. Thực ra thì mấy vị đệ tử này bị túm đi xong thì ngày nào cũng chỉ có nước cổ ra sáng tác tiểu thuyết mà thôi. À đúng rồi, nghe nói tuy rằng vị đại lão trong giới tu sĩ kia vừa giàu lại còn tùy hứng, nên dù mấy vị đệ tử kia căn bản chẳng có chút thiên phú tu chân nào, nhưng vị đại lão kia vẫn bỏ ra một số tài nguyên khổng lồ để nhồi nhét tăng cảnh giới tu vi cho mấy vị đệ tử nọ. Hơn nữa còn tìm thêm rất nhiều đan dược, thiên tài địa bảo chuyên môn dùng để kéo dài tuổi thọ cho bọn họ. Có thể thấy được, việc giỏi một nghề kiếm cơm là chuyện quan trọng tới mức nào. Ngư Kiều Kiều cảm giác mình cũng có thể học theo vị đại lão tu sĩ kia. Tiểu thư đúng là nhân từ, cô gái mặc quần áo nha hoàn kia che miệng cười khẽ. Ngoài ra, hôm nay vị tiên sinh kia có nói với ta là hắn muốn gọi một cuộc điện thoại cho bạn gái của hắn. Nói cho hắn biết chuyện gọi điện thoại có thể bỏ qua được rồi bởi vì ta đã chuẩn bị một sự bất ngờ cho hắn lâu lắm rồi, vì ta đã mời bạn gái của hắn đến đây làm khách. Giờ này bạn gái của hắn đang trên đường đến đây đấy. Ngư Kiều Kiều nói với vẻ vô cùng đắc ý. Vậy thì ta sẽ chuyển lời cho hắn y như thế, cô gái mặc quần áo nha hoàn nọ cười khẽ rồi nói. Ngư Kiều Kiều lại vui vẻ lăn lộn trên giường. Ai? Nếu mà biết sớm chuyện bắt cóc tác giả nhốt vào trong phòng tối thì sẽ được đọc truyện sướng như vậy thì ta đã làm từ đời nào rồi. Vẫn còn vài vị tác giả vẽ truyện tranh khác nữa, mình cũng đang chờ chuyện ra đây. Liệu có nên bắt hết về luôn không nhỉ? Ngư Kiều Kiều nghĩ thầm trong lòng. Đúng rồi, không thể quên chính sự được, Ngư Kiều Kiều vất vả lắm mới ngừng nghĩ vậy được, sau đó gửi một tin nhắn qua cho Tống Thư Hàng. Thư Hàng ơi,
Người muốn kịch bản phim theo đề tài gì thế? Chúng ta định quay phim đô thị, phim kiếm hiệp, phim tiên hiệp đây, hay là phim khoa học viễn tưởng đây? Dù là phim kiếm hiệp, tiên hiệp, khoa học viễn tưởng, hay là huyền huyễn đi nữa, Ngư Kiều Kiều đều bảo đảm có thể quay đỉnh của đỉnh luôn. Độ chân thực 100%, nghe thấy sợ chưa? Các loại đạo pháp lẫn tiên thuật, chỉ có thứ ngươi không nghĩ đến chứ không có chuyện bọn họ không làm được. Lên trời xuống đất chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Mặc kệ là trong không trung, đáy biển, núi lửa, sa mạc, muốn cảnh gì thì có cảnh đó. Hơn nữa, mấy diễn viên đóng phim đều là tuấn nam mỹ nữ cả, đưa mỗi người ra đều có thể làm ngôi sao quốc tế luôn chứ chẳng đùa, nghe thích không? Thậm chí còn có cả mấy vai quần chúng từ thần thú ngầu lòi đến thú cưng đáng yêu nữa. Ngư Kiều Kiều gửi tin nhắn đi rồi mà vẫn không thấy Tống Thư Hàng trả lời lại ngay. Bây giờ hắn còn đang ở trong thời quang thành, không bắt được sóng. Thứ hai, ngày 5 tháng 8, Kim Cương Quân Tử Đao. Linh quỷ của Tống Thư Hàng đã đổi hướng đi. Nó vốn còn định đi tìm gặp Ngư Kiều Kiều, nhưng bây giờ nó lại quyết định sẽ đi cùng với Hòa Thượng Tây đi làm một vụ làm ăn siêu độ người chết. Bản thể của Tống Thư Hàng đã trải qua nỗi khổ lúc sinh tiền của vị cao tăng khổ hạnh nọ, lĩnh ngộ được cách siêu độ. Thư Hàng lĩnh ngộ được cũng đồng nghĩa với việc linh quỷ cũng đã lĩnh ngộ. Sau đó, trùng hợp hơn chính là điện thoại của Hòa Thượng Tây lại vang lên, có khách tới tìm. Là do người nhà trong gia đình nào đó qua đời, nên bọn họ gọi điện thoại cho Hòa Thượng Tây, muốn làm pháp sư siêu độ cho người chết. Gia đình này trước kia cũng từng mời Hòa Thượng Tây đến làm pháp sự rồi. Bọn họ cảm thấy tuy rằng Hòa Thượng Tây là người nước ngoài, nhưng quả thật là một vị cao tăng đắc đạo. Sau khi làm pháp sự xong thì ngay cả người bình thường cũng cảm giác được hiệu quả kinh người ấy. Vậy nên lần này nhà bọn họ có người qua đời thì vẫn cố ý mời Hòa Thượng Tây sang chủ trì pháp sự siêu độ lần nữa. Hòa Thượng Tây đồng ý ngay và luôn, siêu độ là chuyện hắn thích nhất mà. Còn linh quỷ của Tống Thư Hàng thì vì vừa mới biết cách siêu độ xong nên cũng hớn hở đưa ra đề nghị đi ăn ké Hòa Thượng Tây. Đến gia đình nọ xem có cơ hội thử cách siêu độ của mình hay không. Là ân nhân cứu mạng của Hòa Thượng Tây, nên Hòa Thượng Tây vui mừng gật đầu đồng ý trước yêu cầu xin được đi chung của linh quỷ. Vậy nên, một tên Hòa Thượng Tây, một con linh quỷ, bắt đầu hành trình đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, à lộn phim rồi, là leo lên xe bus để đến địa điểm cần đến. Ở bên trong địa hạ thành của thời Quang Thành, Tống Thư Hàng điều chỉnh trạng thái của mình lại. Sau đó lại dùng kình thôn thuật để nuốt một viên linh thú tinh hệ lừa. Linh thú tinh này cũng là do con ngựa được tinh kia mang qua xin lỗi, chỉ có cấp bậc nhị phẩm. Trước khi nuốt viên linh thú tinh này, Tống Thư Hàng cắn răng dùng bí pháp giám định để giám định linh thú tinh một lần. Đây là một viên linh thú tinh thuộc hệ lừa, cấp bậc nhị phẩm. Dùng nó thông qua kình thôn thuật thì có thể tăng cường thể chất một chút, tăng cường dung lượng chân khí, hoàn thiện ngụy tiên thiên chân khí. Nhắc nhở, sau khi dùng kình thôn thuật để ăn nó thì nếu người dùng thuật vác theo đồ nặng, xoay vòng 5.000 mét như lửa kéo cối xay, thì có thể đẩy tốc độ dung hợp linh thú tinh lên nhanh nhất. Cái giá của nó là một vết thương khá nhỏ, cảm giác đau đớn vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận của Tống Thư Hàng. Thuận tiện nói luôn, Tống Thư Hàng cảm giác càng lúc dây thần kinh cảm giác đau của mình càng không được bình thường cho lắm. Khả năng chịu đau của hắn tăng lên vèo vèo. Dù cho cường độ của cơn đau do mấy vết thương nhỏ này mang đến có tăng lên gấp bội thì cũng không ảnh hưởng gì đối với Tống Thư Hàng bây giờ lắm. Có thể tưởng tượng được, theo việc bí pháp giám định này được dùng liền tù tì, khiến cho Tống Thư Hàng phun máu liên tục, một ngày nào đó, hắn sẽ không ngán bất kỳ cơn đau đớn nào nữa. Đến lúc đó, ba đao sáu lỗ đối với hắn cũng là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi. Tống Thư Hàng không ngán vết thương, nghĩ thôi cũng thấy ngon lành cành đào rồi. Sau khi dùng kình thôn thuật nuốt linh thú tinh loại lửa kia xong thì cũng ngụy tiên thiên chân khí trong cơ thể của Tống Thư Hàng lại được hoàn thiện thêm. Sau đó, Tống Thư Hàng đứng dậy. Diệp Sư Tỷ cười hì hì nhảy lên lưng của hắn. Trước đó Tống Thư Hàng từng hỏi Diệp Sư Tỷ rằng trong không gian này có thứ gì phù hợp để tu luyện hạng nặng hay không, Diệp Sư Tỷ giơ tay chỉ chính bản thân cô ấy. Ta chính là vật nặng thích hợp nhất đây, thiên khấp bảo điển của ta là công pháp có hai loại thuộc tính là thủy và thổ. Thiên cân trụy và gia trọng tăng trọng đạo thuật của ta đều đã tu luyện đến cực hạn, đừng có thấy ta ốm nhom như thế, nhưng chỉ cần ta dùng tới gia trọng đạo thuật và thiên cân trụy thì có thể tăng thể trọng lên đến 10 tấn đấy. Diệp Sư Tỷ đáp, Diệp Sư Tỷ tuyệt đối không thích hợp để ở trên, bảo đảm luôn. Đương nhiên là Tống Thư Hàng không cần sức nặng đến tận 10 tấn làm gì, hắn chỉ cần nặng chừng 1.000 cân là được rồi. Sau đó,
Đợi hấp thu hết linh thú tinh loại lửa kia xong thì hắn cõng Diệp sư tỷ bắt đầu chạy vòng tròn quanh một cây cột trong không gian thư viện nọ. Hi 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 hi, nhanh nữa lên, thư hàng nhanh lên tí nữa, Diệp sư tỷ rất vui vẻ, hình như kể từ sau khi có cảm giác điện giật lúc tiếp xúc với ngón tay của Tống thư hàng xong thì tâm trạng của cô ấy vẫn luôn vui vẻ như thế nửa ngày rồi mà cô ấy không hề khóc một tiếng nào. Không thành vấn đề, thế ta tăng tốc nhé, Tống thư hàng nói. Hắn bắt đầu vận chuyển thân pháp, quân tử vạn lý hành, dựa vào lĩnh ngộ từ đợt dùng cả hai tay hai chân để chạy lần trước, khi Tống Thư Hàng dùng thân pháp quân tử vạn lý hành càng lúc càng có trật tự và lưu loát hơn. Hi 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 hi, tiếng cười lanh lảnh của Diệp sư tỷ vang vọng khắp không gian này. Sở Sở lặng lẽ quay lại không gian thư viện nọ bởi vì có kinh nghiệm lần trước, nên cô không lỗ mãng nhảy sộc vào trong không gian thư viện nữa, sợ phá hỏng thế giới riêng tư của Diệp sư tỷ và Tống Thư Hàng. Lỡ như hai người bọn họ đang làm chuyện ý gì đó thì sao? Vậy nên Sở Sở cô nương lặng lẽ tới gần thư viện, ló đầu ra liếc nhìn không gian thư viện nọ. Sau đó, cô lập tức nhìn thấy cảnh tượng Tống Thư Hàng đang cõng Diệp sư tỷ chạy vòng vòng quanh cây cột. Diệp sư tỷ thì cười đến là ngọt ngào. Thư Hàng nhanh hơn nữa đi, nhanh lên. Tống Thư Hàng đáp rõ to. Được, vịn chắc vào nhé. Sau đó hắn lại chạy vèo vèo quanh cây cột như một cơn gió lốc. Cảnh tượng này đẹp đến mức Sở Sở không đành lòng nhìn thẳng. Người trẻ tuổi bây giờ chịu chơi thật đấy, SS lặng lẽ gật đầu, rồi lại lặng thầm lùi về sau, hai thước. Sau đó, cô móc điện thoại di động của mình ra, mở chế độ quay phim lên, im ỉm quay lại một đoạn. Tương lai nếu như có ngày Thư Hàng và Diệp sư tỷ trở thành đạo lữ song tu, thì nhất định vòi bọn họ cho cô một bao lì xì bự thiệt bự mới được. Cô đã cố gắng hết sức chế tạo không gian riêng tư cho bọn họ. Nên mới khiến cảm tình của bọn họ phát triển nhanh tới cỡ này. Thời gian trong thời quang thành nhanh chóng trôi qua. Ngày hôm sau, Tống Thư Hàng lại dùng kình thôn thuật nuốt một viên linh thú tinh loại lạc đà. Đây cũng là linh thú tinh nhị phẩm do con ngựa được kia cúng lên. Diệp sư tỷ, Thư Hàng, người có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Mặc dù chỉ có ít cốc đan thôi. Không ăn đâu, Tống Thư Hàng nhẹ giọng nói hắn phải học theo lạc đà. Hôm nay không động vào một giọt nước nào. Mấy hôm nay người tu luyện vất vả như thế tốn sức lắm, thế mà không ăn thật à? Diệp sư tỷ tò mò hỏi. Hôm nay không ăn, Tống Thư Hàng đáp lại chắc nịch. Sở Sở ngồi bên cạnh bắt đầu bổ não giận nhau à? Lại thêm một ngày. Trong tay Tống Thư Hàng cầm một viên linh thú tinh loại nai. Viên linh thú tinh này là viên mà Bạch Tôn Giả đã mua được ở trong đợt tụ tập giao dịch của tu sĩ. Đây là một viên linh thú tinh có cấp bậc tứ phẩm. Phẩm cấp của viên linh thú tinh này rất cao, chẳng khác gì một viên linh thạch tứ phẩm cả. Nếu như Tống Thư Hàng cưỡng chế dùng kình thôn thuật để dùng nó thì bảo đảm sẽ dẫn tới nguy cơ chân khí bạo thể. Tạm thời vẫn không thể hấp thu viên linh thú tinh này được, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Hắn bắt đầu chuyển sự chú ý lên người của linh quỷ. Theo như tin tức đồng bộ được từ chỗ linh quỷ thì nó đang đi cùng với Hòa Thượng Tây, muốn tham gia một pháp sự siêu độ nào đó. Tuy rằng Tống Thư Hàng đã nắm giữ cách siêu độ rồi, dù hắn cũng đã thành công độ hóa lời nguyền bám theo trên người hắn do gã đàn chủ để lại. Nhưng thứ lưu lại bên trong lời nguyền của đàn chủ chỉ là tàn hồn, chứ không phải linh hồn hoàn chỉnh. Chương 575, ra Bích Thủy Các đi dạo đi. Hòa Thượng Tây là một người đàn ông biết rõ cái gọi là ăn quả nhớ kẻ trồng cây cho nên, dù bản thân hắn là một gã cuồng siêu độ, thích siêu độ vong hồn. Nhưng khi linh quỷ của Tống Thư Hàng đưa ra yêu cầu muốn siêu độ vong hồn thì hắn vẫn cắn răng nhường vụ siêu độ này lại cho linh quỷ của Tống Thư Hàng. Sau khi đến nơi, Hòa Thượng Tây không lập tức đưa ra yêu cầu làm pháp sự siêu độ với người nhà, mà điều đầu tiên hắn làm chính là đi mua một số đồ với linh quỷ của Tống Thư Hàng toàn là mấy thứ dùng để bày đạo tràng của các hòa thượng cả. Sau đó, Hòa Thượng Tây mới đến căn nhà có người qua đời nọ. Sau vài câu trao đổi đơn giản, Hòa Thượng Tây bắt đầu bố trí. Đầu tiên là phải bố trí pháp đàn dùng để siêu độ, sau đó là chuẩn bị đạo tràng. Thật ra thì những chuyện này chỉ là làm để lòe người bình thường mà thôi, chứ thật ra để siêu độ vong hồn của người thường thì Hòa Thượng Tây chỉ cần niệm địa tạng độ hồn kinh, sau đó giơ tay ấn nhẹ một cái là siêu độ xong. Nhưng nếu như làm đơn sơ quá thì, khách hành, nhìn thấy sẽ cảm thấy thiếu tin tưởng. Nói thật, theo khoa học kỹ thuật hiện đại ngày càng phát triển thì có rất nhiều khách hàng mời hòa thượng đến nhà siêu độ, cũng không phải họ mê tín dị đoan hay tin tưởng tôn giáo tín ngưỡng gì, đại loại là để lòe thiên hạ mà thôi.
phần lớn người thường đều mượn dịp này để khoe khoang, muốn chứng tỏ tình cảm nhung nhớ của mình dành cho người thân đã qua đời. Muốn để cho người thân có lìa đời thì cũng phải mở mày mở mặt với thiên hạ. Cho nên, nếu như làm không đủ hoành tráng thì sau này Hòa Thượng Tây khó mà nhận được mấy vụ, làm ăn siêu độ, này lắm. Vì để cho mình có khả năng nhận được nhiều mối làm ăn siêu độ hơn nữa, đặng còn tiện bề siêu độ vong hồn, nên lúc lập đàn và đạo tràng ở trước mặt gia chủ, Hòa Thượng Tây cũng tốn rất nhiều công sức. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cũng làm khó Hòa Thượng Tây rồi, bản tông của hắn vốn là đạo sĩ, nay vì nghiên cứu cách bày đạo tràng của Hòa Thượng mà hắn cũng tốn đủ công sức. Sau khi sắp xếp đạo tràng xong, Hòa Thượng Tây khoác áo cà sa, bắt đầu lặng lẽ tụng kinh văn. Tay thì gõ mõ, trước mặt hắn được đặt một quyển kinh văn, theo tiếng tụng của hắn, quyển kinh văn ẩn ẩn sáng lên. Bản kinh văn này cũng là do Hòa Thượng Tây tự tay viết ra lúc còn ở trong tù, xem như một loại có tác dụng tương tự như phù bảo, lúc đối phó với quỷ vật thì chỉ cần xé nó ra là có thể tấn công được. Đây cũng là ưu điểm khiến Hòa Thượng Tây nổi bật hơn những hòa thượng bình thường khác, hắn có bản lĩnh thật sự. Đủ loại đạo cụ có thể phát ra Phật quang, lúc hắn tụng kinh có thể khiến cho người bình thường ở xung quanh cảm thấy bình tâm lại, dáng vẻ lúc hắn gõ mõ trông đặc biệt thần thánh. Theo tiếng tụng kinh của hắn vang lên, người thân đang ngồi bên chân quan tài khóc than bất giác đều bình tĩnh lại, nỗi buồn đau còn sót lại do người thân qua đời cũng bị cuốn sạch. Lần này chẳng ai dám xem thường vị Hòa Thượng Tây này nữa rồi. Nói thật, có khá nhiều trông thấy Hòa Thượng Tây chỉ đến đây siêu độ có một mình. Không dẫn theo vị hòa thượng nào khác thì có hơi bất mẫn. Bởi vì chỉ có một vị hòa thượng thì không đủ hoành tráng. Hòa thượng người nước ngoài tụng kinh thì cũng được đấy, nhưng chỉ có một người thôi, sao có thể sánh bằng cả nhóm hòa thượng bản địa đến cùng lúc chứ? Nhưng sau khi trải qua tràng diện này xong, rốt cuộc cũng không ai dám xem thường vị hòa thượng này nữa. Đây đúng là một vị, cao tăng, có tu vi cao thâm mà. Mà lúc này đây, linh quỷ của Tống Thư Hàng cũng bắt đầu hành động. Nó bay lơ lửng đến phía trên quan tài. Mỗi nơi đều có tập quán riêng của mình, người dân ở khu này thì sau khi người nhà qua đời sẽ đặt ở trong nhà, lập linh đường để từ 2 đến 3 ngày, sau đó sẽ đưa đi hỏa táng. Linh quỷ của Tống Thư Hàng bay đến trên quan tài, nó có thể nhìn thấy một quả cầu ánh sáng mờ ảo đang lơ lửng ở trên quan tài, đó chính là linh hồn của người chết. Đó là một linh hồn rất bình thường, đốm sáng mờ ảo lơ lửng trên chiếc quan tài. Dường như còn không nỡ xa rời thân thể của mình. Khi còn sống linh hồn này không hề làm chuyện xấu xa gì, bình thường cũng chú ý làm việc thiện tích đức. Cho nên sau khi chết, mặc dù có quyến luyến, nhưng cũng không có dấu hiệu biến thành oán quỷ. Khi cảm ứng được sự có mặt của linh quỷ thì đốm sáng này lập tức hoảng sợ lùi lại phía sau, giống như gặp phải thiên địch vậy. Linh quỷ của Tống Thư Hàng đúng là có thể xem như thiên địch của linh hồn và oán quỷ bình thường. Bởi vì danh sách thức ăn của nó có cả oán quỷ. Đã có thể thôn phệ được linh quỷ thì đương nhiên cũng có thể thôn phệ được quỷ hồn bình thường. Chẳng qua là linh quỷ của Tống Thư Hàng chưa từng làm thế mà thôi. Nó vươn tay ra, trong lòng mặc niệm đía tạng độ hồn kinh, sau đó điểm nhẹ ngón tay. Linh quỷ không thể nào xác định được mình có thể dùng độ hóa thuật hay không, bởi vì mặc dù linh quỷ cũng biết được nguyên lý của mấy loại đạo thuật như trưởng tâm lôi lẫn ngự hỏa thuật mà Tống Thư Hàng nắm giữ. Nhưng bởi vì thân thể linh quỷ hạn chế mà nó không thể nào thi triển ra được. Cũng may là độ hóa thuật này khác với mấy loại đạo thuật như trường tâm lôi. Một ngón tay của linh quỷ điểm lên linh hồn bình thường kia, trên người linh hồn kia truyền tới cảm giác kinh ngạc, sau đó kinh ngạc lại biến thành vui mừng. Vong hồn này cứ thế biến thành đốm sáng rồi tiêu tán dần. Siêu độ thành công rồi. Trong thiên địa có một đạo công đức chi lực hạ xuống trên người linh quỷ của Tống Thư Hàng. Công đức chi lực chi ra làm 3 phần, một phần biến thành ánh sáng công đức mỏng manh quấn quanh người của linh quỷ, đạo ánh sáng công đức này quá đỗi mờ ô nhạt. Ít nhất phải độ hóa vong hồn của cả ngàn người mới có thể khiến cho ánh sáng công đức này hiện ra. Ít nhất phải độ hóa 10 vạn người thì mới có thể khiến nó biến thành thực chất. Một phần khác thì dung nhập vào trong tinh thần lực của linh quỷ, tăng cường tinh thần lực của nó, chỉ là đối với linh quỷ ở trình độ nhị phẩm thì tia tinh thần lực này chỉ tăng lên được rất ít mà thôi. Phần cuối cùng thì dung nhập vào trong thân thể của Tống Thư Hàng, cường hóa thân thể của nó, cũng chỉ tăng cường được rất ít mà thôi. Sau khi linh quỷ thành công tịnh hóa vong hồn bình thường đó thì nó lơ lửng giữa không dung, cảm thụ loại ánh sáng công đức nhập thể này kỹ càng hơn. Sau đó lại truyền loại cảm ứng này về cho Tống Thư Hàng thông qua ký ức đồng độ. Hòa Thượng Tây đang tụng kinh đột nhiên chắp hai tay lại, khẽ nói. Công đức vô lượng.
Linh quỷ quay sang gật đầu với Hòa Thượng Tây, sau đó chính thức tạm biệt Hòa Thượng Tây. Đạo hữu, sau này gặp lại. Hòa Thượng Tây im lặng gật đầu. Sau đó hắn tiếp tục tụng kinh, giả vờ gõ mõ tiếp đạo tràng cũng bày ra cả rồi, không thể nào chỉ đọc mấy câu đã bỏ đi được đúng không? Tệ lắm cũng phải tụng 10 lần rồi hãy đi chứ. Bằng không làm màu không đủ, sẽ khiến khách hàng khó chịu đấy. Ôi cái hình thức xã hội chủ nghĩa chết bầm này, vừa hành hạ người ta, cũng hành hạ bản thân mình. Linh quỷ bay lên không trung. Trước khi bay đi, nó còn cố ý đánh giá xung quanh Hòa Thượng Tây nữa, mấy gã quỷ tu đuổi giết Hòa Thượng Tây không đến đây, tiếc quá đi mất. Mấy con quỷ tướng kia ăn ngon lắm, thôi bỏ đi, nếu như chúng nó không tới thì thôi vậy, xem như chúng nó may mắn tránh thoát một kiếp. Sau đó, nó lại nhìn về phía Hòa Thượng Tây đang ngồi gõ mõ tụng kinh, mặc dù gã Hòa Thượng này trông mặt đần chết đi được, nhưng Linh quỷ biết rõ hắn không phải kẻ ngu, chỉ là cách suy nghĩ của hắn có phần dở hơi quá, không giống với người bình thường mà thôi. Trong lúc có quỷ tu muốn lấy mạng hắn thế này, tất nhiên là Hòa Thượng Tây sẽ không ở lì một chỗ quá lâu. Đợi làm xong pháp sự này thì chắc là hắn sẽ chạy về sư môn của mình mà thôi. Linh quỷ cũng không cần lo lắng cho Hòa Thượng Tây. Vậy nên Linh quỷ bay về phía nhà của Tống Thư Hàng. Đồng thời, nó lại truyền một suy nghĩ về cho bản thể, ta có cảm giác rằng cách siêu độ rất hữu dụng đối với ta. Có lẽ đây chính là cơ hội để ta đột phá đến linh quỷ cao giai. Lúc công đức chi lực trong thiên địa chia ra làm 3 phần rơi lên người nó, thì nó lập tức sinh ra một loại cảm ngộ thuộc về trực giác, rằng chỉ cần tiếp tục dùng cách siêu độ này xong thì nó sẽ có cơ hội mượn nhờ công đức chi lực này để chính thức đột phá đến cảnh giới linh quỷ cao giai. Đó chính là cảnh giới mà nó vẫn theo đuổi. Ở trong địa hạ thành của thời Quang Thành, sau khi Tống Thư Hàng chấm dứt thời gian tu luyện xong thì nhận được tin tức do linh quỷ gửi tới. Cách siêu độ này lại có thể giúp ích cho linh quỷ tấn cấp ư? Thư Hàng biết rõ linh quỷ trung giai và linh quỷ khác nhau rất nhiều. Linh quỷ trung giai sẽ bị hạn chế thực lực, cùng lắm chỉ có thể tấn thăng đến cảnh giới lục phẩm mà thôi. Nhưng linh quỷ cao giai thì lại có thể sánh với những tu sĩ vào hàng thiên tài khác, nó cũng có thể tu hành lên đến trình độ kiếp tiên cửu phẩm. Thậm chí còn có thể tu luyện pháp thuật quỷ tiên đặc thù, lại còn là một phân thân châu bò trung thành tuyệt đối nữa. Nếu như linh quỷ có thể tấn cấp lên thành linh quỷ thượng giai thì cho dù sau này Tống Thư Hàng có nằm lười ra không thèm động đậy, phải dựa vào cảnh giới của linh quỷ để kéo hắn lên thì cũng có thể lên được đến cảnh giới kim đan ngũ phẩm ấy chứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể vượt qua được thiên kiếp. Đây là điểm khác nhau giữa tun hách bình thường với tun hách VIP. Vậy nên Tống Thư Hàng truyền một ý niệm lại cho Linh Quỷ, sau khi liên hệ với Ngư Kiều Kiều xong thì xem thử cô ấy có cần giúp cái gì không. Sau đó thì đặt chuyện siêu độ vong hồn lên hàng đầu. Trước khi ta quay về trái đất thì ngươi cứ tự do làm việc. Sau khi trả lời cho Linh Quỷ xong, Tống Thư Hàng yên lặng nhìn về phía hai tay của mình, sau khi Linh Quỷ siêu độ vong hồn bình thường kia thì bản thể của Tống Thư Hàng không hề nhận được bất kỳ chỗ tốt nào. Hình như ánh sáng công đức của linh quỷ chỉ tính riêng cho mình nó thôi thì phải. Hoặc có thể là phải đợi đến khi linh quỷ quay lại thân thể của hắn xong thì ánh sáng công đức trên người nó mới có thể kết hợp với mình nhỉ. Ngươi đang nghĩ chuyện gì thế? Lúc này, Diệp sư tỷ đã chỉ điểm Sở Sở tu luyện xong xuôi, quay lại bên cạnh Tống Thư Hàng, nhìn thấy hắn có vẻ trầm tư như thế thì lên tiếng hỏi thăm. Đang nghĩ chuyện ánh sáng công đức, Tống Thư Hàng mỉm cười trả lời. Đồng thời kể lại chuyện mình dùng linh quỷ để thử nghiệm cách siêu độ. Sau khi kể xong, Tống Thư Hàng lại hỏi. Diệp sư tỷ, ở gần Bích Thủy Các có nơi nào có thể tìm được vong hồn để độ hóa hay không? Xung quanh Bích Thủy Các là vũ trụ bao la, nhưng cũng có không ít sân đấu của tu sĩ ở không gian, biết đâu ở gần đó lại có vong hồn thì sao? Ở gần Bích Thủy Các sao? Ta không để ý cái này lắm, Diệp sư tỷ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên vỗ tay cái bộp rồi nói. Hay là ta dắt ngươi đi dạo xung quanh Bích Thủy Các nhé, chúng ta ở trong địa hạ thành này cũng lâu rồi. Bây giờ ra ngoài đổi gió hít thở không khí cũng được đấy. Hơn nữa, không rõ tại sao, ở trong trí nhớ của cô thì hình như đã lâu lắm rồi cô chưa từng bước chân ra khỏi Bích Thủy Các. Rõ ràng ở tu vi linh hoàng ngũ phẩm như cô thì đã đạt đủ cấp bậc có thể xuống núi lâu lắm rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi Bích Thủy Các ra ngoài du lịch. Nhưng bao năm nay hình như cô chưa từng có suy nghĩ rời khỏi Bích Thủy Các ra ngoài dạo chơi thì phải. Đúng là chuyện lạ. Chương 576, tôn giả thất phẩm. Thế là, Diệp sư tỷ vui vẻ ra mặt, dẫn theo Tống Thư Hàng, rời khỏi địa hạ thành của thời Quang Thành.
Sở Sở không đi cùng họ, tuy rằng trong lòng cô rất muốn biết rốt cuộc là Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ đã phát triển đến giai đoạn nào rồi, nhưng tại thời điểm thế này, cô cảm giác bản thân không nên làm một cái bóng đèn hình người sáng chói mà chi. Đặc biệt là, trong tình huống trước khi mang Tống Thư Hàng đi, Diệp Sư Tỷ đã dạy cho cô một chiêu kiếm thuật rất thần kỳ. Ám kiếm thuật, kiếm trung kiếm, lúc chém ra một kiếm lại còn có thể ẩn giấu thêm một luồng kiếm khí ở bên trong kiếm nữa. Nó khá bí ẩn, trong chiến đấu khó có thể bị người khác phát hiện. Vì thế, Sở Sở bắt đầu tu luyện chiêu kiếm thuật thần kỳ này với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Sở Sở cô nương là một cô gái rất dễ thỏa mãn. Sau 5 phút đồng hồ, Diệp Sư Tỷ đã dẫn Tống Thư Hàng rời khỏi địa hạ thành của thời Quang Thành. Trong chớp mắt, trong người Tống Thư Hàng bỗng dâng lên cảm giác nóng rực. Giống như trong một ngày hè oi bức nóng nực, bản thân chợt rời khỏi phòng có máy điều hòa, bước ra nơi có ánh mặt trời gay gắt. Đây chính là tu chính chi lực của thế giới, sau khi ngươi rời khỏi thời Quang Thành, trong nháy mắt tuổi thọ sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng tu chính chi lực này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đến ngươi. Tối đa thì tuổi thọ cũng chỉ bị ảnh hưởng 1-2 phút mà thôi. Diệp Sư Tỷ mỉm cười giải thích. Tống Thư Hàng gật đầu một cái, dùng 1-2 phút tuổi thọ để đổi lấy tỷ lệ thời gian 1 giờ 12 ở địa hạ thành của thời Quang Thành thì đúng là lời to rồi. Diệp Sư Tỷ đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng, cười nói. Nhưng mà, nếu ngươi ở lại địa hạ thành quá 12 ngày, thì đó sẽ là 12 ngày thật sự. Tuổi thọ cũng sẽ không tính theo thời gian như một ngày ở bên ngoài nữa đâu. Tống Thư Hàng hơi hụt hẫng, dường như không gian tu luyện này không trâu bò được như trong tưởng tượng của hắn. Diệp Sư Tỷ cười hì hì, nói. Đi thôi, ta đưa ngươi lén trốn ra bằng cửa sau Bích Thủy Các, chúng ta đi âm thầm thôi. Không đi cửa chính à? Tống Thư Hàng hỏi lại, hơn nữa vì sao lại phải đi trong âm thầm chứ? Nếu như ngươi muốn bị toàn thể đệ tử Bích Thủy Các vây xem thì chúng ta có thể đi bằng cửa trước cũng được. Diệp Sư Tỷ cười nói. Hiện tại toàn bộ người trong Bích Thủy Các đều biết cô đã tìm được một đạo lữ, lại còn là loại song tu ấy ấy nữa. Hiện tại, e rằng hơn một nửa trong tổng số các đệ tử của Bích Thủy Các đều đang có hứng thú giạt rào với Tống Thư Hàng đây. Nếu mà đụng phải, tuy rằng bọn họ sẽ nể mặt mũi của cô mà không làm ra việc gì quá đáng. Nhưng không thể tránh khỏi việc bị mọi người bu quanh soi mói đâu. Vì thế, Tống Thư Hàng lặng lẽ đi theo Diệp Sư Tỷ rời khỏi Bích Thủy Các bằng cửa sau. Tại cửa chính Bích Thủy Các, Khốc lão nhân vẫn ngồi kiên định nguyên ở đó, hắn ngồi xuống tu luyện ngay tại cổng chính, bởi vì thiên khắp bảo điển nên suốt cả ngày, cứ hở một tí là hắn lại bỗng dưng khóc một trận rất lớn trước cửa Bích Thủy Các. Chẳng qua là thời gian vẫn cứ trôi qua từng ngày từng giờ, nhưng cánh cửa lớn của Bích Thủy Các vẫn đóng chặt như cũ. Không sao cả, ta đã quyết tâm rồi, cho dù có chờ thêm mấy năm nữa thì ta cũng có thể chịu được. Khốc lão nhân cắn răng thể hiện quyết tâm của mình. Đây chính là cơ duyên của hắn, đạt được phần công pháp còn lại của thiên khấp bảo điển liên quan đến tương lai của hắn, hắn sẽ không buông bỏ dễ dàng như vậy được. Khốc lão nhân hoàn toàn không biết rằng ngay vừa rồi, duyên phận giữa hắn và hai người Diệp Sư Tỷ lẫn Tống Thư Hàng vừa trôi sát qua nhau. Nếu như Khốc lão nhân biết rõ Diệp Sư Tỷ chọn rời khỏi từ cửa sau, thì hắn nhất định sẽ khóc ngất trước cổng chính của Bích Thủy Các. Vân Trung Các bên trong Bích Thủy Các. Lý Âm Trúc vẫn bị treo trên không trung như cũ. Xin thả ta xuống có được không, cho dù là giam ta lại thì cũng không sao cả. Chỉ xin đừng có tiếp tục treo ta như thế này nữa có được không? Lý Âm Trúc thật muốn khóc lắm rồi, hơn nữa hàn khí trên người cô lại ngày càng nghiêm trọng hơn rồi, nói không chừng là hàn bệnh kia lại bắt đầu tái phát rồi ấy chứ. Đến lúc đó nếu như hàn bệnh lại tái phát, lỡ khi bị đóng băng mình lại tè ra quần thì phải làm sao bây giờ? Đấy là còn đỡ đấy nhé. Hiện tại thì cô ngày càng mắc tiểu dữ lắm rồi, nhưng lỡ như trong lúc giải khai băng phong mà tiểu ra quần thì xấu hổ lắm. Đến lúc đó thì cô không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa đâu. Rốt cuộc thì chủ nhân của tòa lầu các lớn này là ai đây, vì sao lại treo cô ở chỗ này chứ không để xuống, lại không thả cô ra, cũng chẳng thèm bắt lại, lẽ nào kẻ này bị biến thái à? Tại một chỗ khác, ước chừng cách Bích Thủy Các trên 500 cây em. Một chiếc phi chu cỡ lớn đang đi trong vũ trụ. Tại mũi thuyền, có một vị nữ tu tóc vàng đang nằm đó. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, váy xẻ đến tận đùi, lộ ra khoảng da thịt trắng nõn, vừa gợi cảm mà cũng vừa tao nhã. Cô có mái tóc dài màu vàng kim, giống như những sợi tơ được làm từ vàng, phát ra ánh sáng lấp lánh.
Đôi mắt của cô bị che lại bởi một lớp bịt mắt màu đen, đồng thời nó cũng che khuất hơn phân nửa gương mặt cô. Lúc này, cô đang ngồi ngáy ngủ ngon lành bên cạnh ghế phó lái Phi Chu. Bên cạnh cô còn có một con bạch ngọc sư tử đang liếm láp móng vuốt của mình, trên mặt lộ rõ vẻ nhàm chán. Phía sau Tiên Chu, có 13 linh hoàng kim đan bị trói bởi pháp thuật trói buộc, có một sợi tóc dài màu vàng kim đang ghim thẳng vào những vị trí quan trọng trên cơ thể bọn họ. Đây cũng là những tu sĩ kim đan bị bắt được khi xông vào thất tu phủ lần trước. Có Thiên Nham tán nhân, Khung Quỷ tán nhân, Yến Vô Hoan, đại yêu hình người mặc nhiễm cùng với Bảo Bình phong chủ của Vô Cực Ma Tông và 7 vị phong chủ khác của Vô Cực Ma Tông. Chiếc tiên chu này là lục tu Phượng Hoàng Đao Mạt Lị và tứ tu Bạch Ngọc Sư Tử đang áp tải 13 linh quỷ kim đan đi khai thác tại một mỏ linh mạch xa xôi. Nhân tiện sẽ mang linh thạch đã được đào trong một quý về. Phía trước, cách Phi Chu không xa có một đội quân đang phục kích tại đây. Người này chính là đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường của Vô Cực Ma Tông, mang theo đám phong chủ thuộc hạ của hắn đến đây để mai phục. Dù sao thì người bị bắt đi chính là 8 vị phong chủ cấp bậc linh hoàng kim đan ngũ phẩm cả. Đối với một môn phái lớn như Vô Cực Ma Tông thì đây đều là chiến lực cao cấp quý giá hết. Cho dù có phải đắc tội với thất tu phủ thì đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường cũng không thể không cứu người được. Đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường chuẩn bị đánh úp Phi Chu, sau đó cứu đám thuộc hạ của mình ra với tốc độ nhanh nhất. Rồi lại bỏ chạy với tốc độ còn nhanh hơn thế. Lần này tới đây, hắn đã bố trí phủ văn độn thuật để chạy thoát thân cho mỗi một tên thuộc hạ rồi. Hắn muốn dùng chiến thuật đánh nhanh chớp nhoáng, đánh nhanh thắng nhanh. Ở một nơi khác, tại một vùng vũ trụ xa hơn, có một bóng người cũng đang tìm kiếm Phi Chu của thất tu phủ. Bóng người này chính là người bạn thân thiết của thất tu tôn giả, nữ cổ vu Elise. Cô vừa nhận được tin khẩn cấp rằng dường như người của Vô Cực Ma Tông muốn cướp Phi Chu của thất tu tôn giả, nên cô vội chạy thật nhanh đến để giúp cho thất tu một tay, trả lại món nợ ân tình cho hắn. Thế nhưng cách tư duy của nữ cổ vu Elise có phần đâm hơi. Dù cho là ai đi chăng nữa thì cũng không thể nào đoán được cô sẽ trợ giúp chiếc Phi Chu của thất tu tôn giả bằng kiểu gì. Sau 10 phút, Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ đã đi đến cửa sau của Bích Thủy Các. Đi thôi, đi qua nơi này là ngươi có thể rời khỏi Bích Thủy Các trong âm thầm, sẽ không khiến quá nhiều người chú ý đâu. Diệp Sư Tỷ cười hì hì nói. Cửa sau Bích Thủy Các không có người canh gác. Mà đừng nói chi đến cửa sau, ngay cả cửa chính cũng chẳng có đệ tử chịu trách nhiệm đứng canh gác nữa là. Nếu như Tống Thư Hàng mà nhạy bén hơn thì sẽ phát hiện, toàn bộ Bích Thủy Các đang nằm trong trạng thái không hề có phòng ngự gì. Lúc trước cũng là Kim Đồng Ngọc Nữ đặc biệt đi đến cửa, chịu trách nhiệm mang bọn Thư Hàng vào Bích Thủy Các. Dường như đối với Bích Thủy Các thì phòng ngự là thứ quá dư thừa thì phải. Dù sao thì lúc Diệp Sư Tỷ và Tống Thư Hàng đi thẳng một đường đến cửa sau Bích Thủy Các cũng không đụng phải đệ tử nào khác. Sau khi mở cánh cửa ra, khung cảnh vũ trụ mênh mông xuất hiện trước mặt Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ. Xa xa, còn có một ít thiên thạch nhỏ chịu lực hấp dẫn của ngôi sao chứa Bích Thủy Các mà bay đến đây. Tống Thư Hàng lấy bộ quần áo du hành vũ trụ ra khỏi túi thu nhỏ, rồi mặc lên người. Dù cho thân thể yếu ớt cấp bậc nhị phẩm của hắn đã giải quyết được vấn đề hô hấp thông qua quy tức thuật đi nữa, nhưng thân thể của hắn mà lộ ra trực tiếp trong vũ trụ thì sẽ rất nguy hiểm. Vì thế hắn vẫn cần phải mặc quần áo du hành vũ trụ bảo vệ. Diệp Sư Tỷ cười hì hì, vươn tay ra triệu hồi một quyển sách rất dày. Đây là pháp khí phi hành của cô. Quyển sách này mở ra, thì có hàng trăm phù văn màu vàng xoay tròn vây quanh quyển sách. Tốc độ phi hành của quyển sách này tuyệt đối không thua kém tốc độ của phi kiếm là bao. Lên đây đi, ta chở ngươi. Diệp Sư Tỷ gọi. Thế là Tống Thư Hàng bò lên quyển sách này, nếu hắn muốn di chuyển trong vũ trụ thì chỉ có thể dựa vào trận pháp nhỏ bổ sung động lực trong bộ quần áo du hành vũ trụ này mà thôi, nhưng tốc độ của nó thì cực kỳ chậm chạp. Do đó, muốn bay trong vũ trụ thì phải dựa vào Diệp Sư Tỷ. Ngồi vững nhé. Diệp Sư Tỷ vươn tay bấm pháp ấn. Quyển sách dưới chân bay lên, rời khỏi phạm vi Bích Thủy Các. Ngay lúc hai người sắp rời khỏi tầng phòng ngự của Bích Thủy Các. Đúng lúc này, Diệp Sư Tỷ đột ngột dừng lại, ngay cả quyển sách thật dày đang phi hành cũng ngừng theo. Nước mắt bắt đầu tràn mi, không thể ngăn lại được. Lần này, cô không phát ra tiếng khóc gì cả, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng, lăn dài trên gương mặt cô, rồi nhỏ xuống đất. Lại bị chuyện gì cho trúng điểm khóc à? Tống Thư Hàng mỉm cười, vươn tay lau nước mắt trên khóe mi Diệp Sư Tỷ rất đỗi dịu dàng.
hắn cảm thấy lần khóc này của Diệp sư tỷ rất quái dị. Không hề có tiếng khóc thút thít hu 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 dễ nghe kia nữa, mà là lẳng lặng rơi lệ trong im lặng, nhìn Diệp sư tỷ lúc này mới đúng là bộ dạng đau lòng thật sự. Hả, ta đang khóc ư? Diệp sư tỷ lại xoa xoa khóe mắt mình, cảm thấy quái lạ. Đang khóc thật hả, lạ quá vậy, vì sao nước mặt bỗng dưng rơi xuống thế này? Lần này ta không bị cái gì cho trúng điểm khóc đâu, trong lòng ta cũng không có cảm giác đau lòng gì cả. Trong lúc hai người nói chuyện, có một luồng hào quang bay ra từ bích thủy cát, rơi vào người Diệp sư tỷ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Chẳng lẽ là Diệp tư cô không được phép rời khỏi đây à? Tống Thư Hàng nhớ tới bộ dáng khi Diệp sư tỷ lặng lẽ rời khỏi bích thủy cát, hắn thấp thỏm hỏi lại, chẳng nhẽ Diệp sư tỷ phạm phải sai lầm gì nên bị cấm túc ở bên trong bích thủy cát, vừa rời khỏi thì sẽ bị trừng phạt gì gì đó sao? Luồng ánh sáng vừa rồi nãy là ánh sáng trừng phạt à? Đâu có đâu, ta nhớ trước đó ta hay rời khỏi bích thủy cát lắm. Ta cũng đâu có bị cấm túc gì đâu. Diệp sư tỷ cũng không hiểu nổi. Vậy tia sáng vừa rồi là cái gì? Chính cô cũng cảm thấy hoảng sợ hơn cả Tống Thư Hàng. Nhưng mà, cô không thể tránh được tia sáng này. Hơn nữa, cô cảm giác được tia sáng này rất thân thiết, giống như sẽ không bao giờ làm tổn thương đến cô. Sau một lát, nước mắt của Diệp sư tỷ không rơi xuống nữa. Không sao đâu, Thư Hàng, người không cần lo cho ta đâu. Diệp sư tỷ lại lên tiếng an ủi ngược lại Thư Hàng. Cô vốn là người như thế đấy. Rõ ràng trong lúc cô khóc đến chết đi sống lại nhưng vẫn không quên an ủi bảo Tống Thư Hàng đừng lo lắng. Tống Thư Hàng gật gật đầu, lại vươn tay lau nước mắt cho Diệp sư tỷ lần nữa. Sau đó chủ động ôm cô vào trong lòng. Trong nháy mắt khi tia sáng vừa rồi dính vào người Diệp sư tỷ, hắn đã cảm ứng được một loại cảm giác đặc biệt, nó giống hệt như khi đối mặt với Bạch Tôn giả vậy. Chương 577, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, Hủy Diệt Chi Đao. Bởi vì Thư Hàng mặc một bộ du hành vũ trụ cồng kềnh, nên động tác lau nước mắt cho Diệp Tư của hắn trở nên cực kỳ vụng về, vì thế hắn lại càng cẩn thận từng ly từng tí, động tác ngón tay cực kỳ dịu dàng. Trong chớp mắt lúc nãy, khí tức mà hắn cảm ứng được trên người DST chính là của tôn giả thất phẩm, thậm chí, đó là lực áp bách còn cường đại hơn cả tôn giả thất phẩm nữa. Tuy rằng chỉ vẻn vẹn một cái nháy mắt, nhưng Tống Thư Hàng ở chung với Bạch Tôn giả lâu đến vậy, đương nhiên cực kỳ quen thuộc với những khí tức uy áp đến từ cấp bậc tôn giả trở lên. Không thể nào sai được. Vì sao khí tức cấp bậc tôn giả trở lên lại đột ngột xuất hiện trên người Diệp sư tỷ? Nhưng nhìn thấy Diệp sư tỷ lệ rơi đầy mặt thế này, Tống Thư Hàng tạm đè ép sự tò mò của mình xuống đáy lòng. Cảm ơn ngươi, Thư Hàng. Diệp sư tỷ bắt lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình của Tống Thư Hàng, giọng nói vẫn còn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. Không biết tại sao, sau khi rời khỏi bích thủy các rồi quay lại nhìn nơi này, đột nhiên ta lại khóc nữa. Cái đặc điểm này của thiên khấp bảo điển không tốt chút nào, cho dù có là công pháp hệ thổ hay hệ thủy gì cũng đừng để ta trở thành người khóc nhè thế này chứ. Hiện tại không sao rồi chứ? Tống Thư Hàng cười nhẹ an ủi. Ừ, không sao thật rồi. Diệp sư tỷ cười hì hì, cô buông tay Thư Hàng rồi xoa xoa mắt mình. Lúc ngón tay cô lướt qua mi mắt, lau hết phần nước mắt còn đọng lại trên đó, trên mi mắt của cô xuất hiện một lớp viền mắt màu tím rất nhạt. Chỉ có thêm cặp viền mắt nhạt màu như thế thôi nhưng khí chất của Diệp sư tỷ lại biến hóa rất nhiều. Khí chất vốn dĩ thuộc về một cô thiếu nữ văn học ngây thơ, hiện tại lại đượm thêm một phần quyến rũ trưởng thành. Không chỉ như thế, toàn thân cô lại toát ra một cỗ ý vị xuất trần. Thấy đẹp không? Diệp sư tỷ mở to mắt, hỏi Tống Thư Hàng. Giữa lúc nói chuyện, cô lại thút thít vài tiếng. Rất phá hỏng khí chất của cô. Đẹp lắm. Tống Thư Hàng thành thật trả lời không cần phải sử dụng ngôn ngữ mỹ miều hoa lá gì, chỉ hai chữ đẹp lắm đã đủ khiến cho Diệp sư tỷ hài lòng. Đi nào, ta dẫn người đi dạo chơi khắp nơi gần bích thủy cát, thử xem có thể gặp được vong hồn nào có thể siêu độ hay không. Diệp sư tỷ vươn tay nâng cách tay Thư Hàng. Sau khi bay ra khỏi trận pháp phòng ngự của bích thủy cát, Tống Thư Hàng sẽ bay lơ lửng vì bị mất trọng lực. Cho nên cô phải bắt lấy Thư Hàng, tránh cho hắn bay mất. Trên quyển sách cực lớn đang mở kia có phù văn bay lên, chở Thư Hàng và Diệp sư tỷ bay nhanh về phía trước. Trận pháp phòng ngự của bích thủy các chẳng những không ngăn cản cô và Thư Hàng, mà còn chủ động mở ra một cách cửa nhỏ, để các cô tùy ý rời khỏi dễ dàng. Sau khi rời khỏi phạm vi bích thủy các, khí chất xuất trần trên người Diệp sư tỷ lại càng rõ ràng hơn. Diệp sư tỷ hỏi, chúng ta nên đi theo hướng nào tiếp đây? Đi đâu cũng được,
ta cảm thấy nhìn trái nhìn phải, nhìn lên, nhìn xuống cũng chẳng khác nhau chỗ nào. Tống Thư Hằng cười nói, đưa mắt nhìn ra vùng không gian tràn ngập sao trời. Vậy ta tự chọn đại một địa điểm nhé. Diệp sư tỷ cười nói, cô nhắm mắt lại, phát tán tinh thần lực ra ngoài, cẩn thận cảm ứng khu vực lân cận. Sau 3 giây, mắt Diệp sư tỷ mở to, hai mắt trở nên sáng ngời. Đi hướng kia đi, sắp có chuyện thú vị xảy ra ở chỗ đó đó. Hướng cô vừa chỉ cũng chính là vị trí phi chu của thất tu phủ. Trên phi chu thất tu phủ, một bóng người đang mặc váy dài màu xanh nhạt đang đứng trên mũi thuyền, mái tóc vàng không gió vẫn bay bồng bềnh. Suối tóc vàng như hoàng kim tạo nên, kéo dài ra dài ơi là dài. Tóc vàng kết thành một tấm lưới lớn, bao lấy phi chu, bảo vệ tất cả mọi thứ ở bên trong. Lúc này, trên chiếc lưới do mái tóc vàng tạo thành đó có rất nhiều dấu vết công kích pháp thuật. Có dấu vết đóng băng, có dấu vết sau khi bị ngọn lửa nóng thiêu đốt, có dấu vết bị đao khí, kiếm khí chém qua. Thế nhưng toàn bộ những pháp thuật tấn công này không thể phá vỡ được lớp lưới được kết ra từ suối tóc vàng kia. Lục Tu vươn tay, tháo bịt mắt của mình xuống, lộ ra đồng tử màu vàng đang tràn ngập sát khí. Giống hệt với dự đoán của thất tu, quả nhiên là sẽ có đám tạp chủng đến đây cứu người. Hắc hắc, ta chờ đám người các ngươi lâu lắm rồi. Phía trước mặt cô chính là đám người vô cực ma tông do đường chủ cửu nhãn già ma đường đã mai phục sẵn trước đó. Hai tay đường chủ cửu nhãn già ma đường thả lỏng chắp ra sau, hắn có thể thấy được, cô gái trước mắt cũng như hắn, đều có cùng cảnh giới chân quân lục phẩm. Nếu như việc phục kích không thành công, vậy thì đánh một trận đường đường chính chính vậy. Đều có cảnh giới lục phẩm như nhau, bản thân hắn thì đã đạt tới cảnh giới lục phẩm đỉnh phong, không hề sợ phải giao chiến chính diện chút nào. Hơn nữa, phía sau hắn lại có rất nhiều tu sĩ ngũ phẩm ủng hộ, phần thắng rất lớn. Đồng tử màu vàng của Lục Tu đảo qua tất cả những người trong đám cứu viện của vô cực ma tông, ánh mắt dừng lại hơi lâu trên người một số nữ tu. Oài, không có người nào có dáng chân đẹp hơn một chút à. Ngay cả một đôi chân đẹp mà cũng không có. Vẻ mặt Lục Tu cực kỳ khinh thường. Trong mắt của Lục Tu, mấy vị nữ tu trong vô cực ma tông còn thua cả Tống Thư Hàng. Ban đầu khi Tống Thư Hàng ở trong mộ Lục Tu tôn giả, còn bị Lục Tu cô nương bình luận hắn chỉ có được dáng chân, không tệ, mà thôi. Đường chủ cửu nhãn già ma đường. Chân đẹp hay không đẹp thì liên quan gì đến việc chiến đấu đâu. Trong đám người các ngươi không có lấy một người có chân đẹp, vậy thì ta cũng không cần phải thương hoa tiếc ngọc làm gì nữa, ta sẽ không nương tay đâu. Lục Tu khoanh tay trước ngực, động tác này càng làm cho đôi gò bồng đào của cô nhô cao hơn. Kỹ năng kéo thù hận của Lục Tu cô nương đã đạt điểm tuyệt đối rồi. Cụm từ thương hoa tiếc ngọc này đủ để khiến cho gân xanh trên trán mỗi một người trong đám phong chủ của vô cực ma tông đều giật giật, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nhân lúc ta chưa ra tay, ta khuyên các ngươi tấn công mau đi. Bởi vì các ngươi chỉ có một cơ hội để ra chiêu thôi, nếu để đến lúc ta ra ai, các ngươi sẽ không thể đứng đó được nữa đâu. Một bộ phận tóc vàng trên đầu Lục Tu cô nương giống như có sinh mệnh, chỉ thẳng vào đám người vô cực ma tông. Vậy thì xin đạo hữu chỉ giáo. Gương mặt đường chủ cửu nhãn già ma đường cực kỳ bình tĩnh, thân là cường giả chân quân lục phẩm, đương nhiên là phải trải qua rất nhiều sóng to gió lớn rồi, há lại bị ảnh hưởng bởi vài ba câu nói chứ. Trong lúc nói chuyện, hai tay của đường chủ cửu nhãn già ma đường chấn động, một hư ảnh ma quỷ xuất hiện phía sau hắn. Dường như ma tượng kia đang muốn hủy trời phá đất, đập một chưởng về phía phi chu. Nếu phi chu bị đập trúng, thì bảo đảm cái tiên chu này sẽ nát bấy. Vừa mới ra tay thì đã sử dụng chiêu tấn công mạnh mẽ nhất. Hừ, rõ ràng chân ngắn có một mẫu, nhưng xem qua ngươi cũng có chút bản lĩnh ấy nhỉ. Đồng tử vàng kim của Lục Tu sáng ngời, nếu chiêu này của đối phương đập tới, thì ngay cả cô với cảnh giới lục phẩm bây giờ cũng không dễ chịu gì. Vì vậy, Lục Tu vươn tay chảo một cái ở trong hư không. Ngọn lửa hừng hực bùng lên ở trong bàn tay phải của Lục Tu. Sau đó, Lục Tu rút một thanh đao toàn thân rực lửa từ ra trong hư không. Ngọn lửa bao phủ toàn bộ thân đao, làm người ta không thể thấy rõ hình dạng cụ thể của thanh đao này là gì, chỉ nhắc thấy thấp thoáng hình dạng một con thần điểu bằng lửa. Cửu Tu Phượng Hoàng Đao. Hiện tại đã thức tỉnh đến cảnh giới đạo khí tôn giả thất truyền. Lục Tu cầm thanh đao này, chém ra một đao nghênh đón đường chủ cửu nhãn già ma đường. Chỉ trong tích tắc, thế giới trong mắt của những thành viên vô cực ma tông chỉ còn lại biển lửa ngập tràn. Chương 578, siêu độ linh hoàng kim đan ngũ phẩm.
Một đao kia vừa chém ra thì đã thắng bại đã được phân rõ. Chỉ là một đao thôi, nhưng đường chủ của cửu nhãn già ma đường đã thất bại thảm hại ngay lập tức. Hư ảnh ma tượng do chính ma công của hắn biến thành là thứ bị đánh nổ đầu tiên. Sau một khắc, phượng hoàng chi hỏa kia quấn quanh khắp mọi ngóc ngách trên người hắn, không chỗ nào không có, chỉ trong vòng hai hơi thở thôi nhưng đã thiêu hủy phòng ngự hộ thể của hắn, một hơi tiếp theo thì đốt cháy rụi pháp bào của hắn. Sau đó, trong vòng ba hơi thở thì đã phá vỡ pháp bảo phòng ngự còn lại của đường chủ cửu nhãn già ma đường. Cuối cùng, ngọn lửa này cuốn lấy toàn bộ cơ thể hắn, thiêu đốt điên cuồng, không chết không tắt. Đường chủ cửu nhãn già ma đường liên tục gào lên đầy thảm thiết. Không chỉ riêng gì hắn, những phong chủ phẩm cấp kim đan ngũ phẩm phía sau hắn cũng bị tổn thương bởi phượng hoàng đao hỏa, bọn họ kêu thảm không ngừng. Chạy! Đường chủ cửu nhãn già ma đường quyết đoán ra lệnh. Sau một khắc, tất cả độn quang trên người các phong chủ đều bị kích hoạt. Bọn họ hóa thành rất nhiều hình thái, hoặc huyết độn, âm ảnh độn, hoặc cực tốc kiếm độn, chạy thoát thân với tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, cho dù đang trong quá trình bay nhanh chạy trối chết thì phượng hoàng chi hỏa kia vẫn quấn lấy bọn họ như cũ, giống như ruồi nhặng bâu trên xác chết. Trong quá trình bọn họ chạy thoát thân thì vẫn luôn miệng kêu la thảm thiết. Có thể còn mạng để sống sót hay không thì phải xem vận khí của bọn họ rồi. Đường chủ cửu nhãn già ma đường cũng kích hoạt một độn pháp đặc biệt, quyết đoán chạy trốn thoát thân. Hắn cũng chẳng lấy làm bất ngờ lắm khi thất bại thế này, vì hắn cũng lường trước là có thể bọn họ sẽ không thành công rồi, dù sao thì đối phương là thế lực của thất tu tôn giả của thất tu phủ mà. Nhưng mà, hắn chẳng ngờ rằng bản thân lại thất bại thảm đến cỡ này. Kế hoạch mai phục của bọn hắn thật sự quá mức nực cười. Thực lực tuyệt đối đè ép. Ước lòng hơn nữa là đối phương đè ép bọn họ đến mức nhục nhã đều dựa vào thần binh có lực công kích cộng 99.999. Cũng may là mọi người đều đã được trang bị độn pháp bảo vệ tính mạng, chỉ cần có thể trốn về vô cực ma tông thành công, nhất định sẽ có cách loại bỏ đốm lửa quái dị trên người bọn họ rồi. Lúc Diệp Sư Tỷ mang Tống Thư Hàng bay đến gần chỗ Phi Chu, thì có một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ. Bên trong quả cầu lửa kia có một tu sĩ mặc áo đen đang gào thảm liên tục, dường như trên người vị này có báu vật gì đó, tạm thời khởi động một lớp phòng ngự hình tròn chặn đứng phượng hoàng chi hỏa kia. Nhưng trạng thái của người này thì không tốt lắm, phòng ngự hình tròn kia đã sắp không chịu nổi nữa rồi, đã có mấy đốm lửa nhỏ xâm nhập vào pháp bảo phòng ngự của hắn. Hắn sử dụng kiếm độn để bảo vệ tính mạng mình, chạy trối chết với tốc độ cực nhanh. Mong mỏi sau khi rời khỏi chiến trường kia thì sẽ tìm một chỗ nào đó để loại bỏ ngọn lửa này. Tu sĩ của vô cực ma tông. Tống Thư Hàng liếc nhìn pháp bào trên người tu sĩ mặc đồ đen nọ, liền phát hiện ra thân phận của đối phương. Người quen à? Diệp Sư Tỷ hỏi dò. Đã từng có tiếp xúc với bọn họ rồi. Tống Thư Hàng gật đầu xác nhận, đúng là hắn và vô cực ma tông có duyên thật đấy, cho dù đi đến nơi nào cũng có thể gặp được bọn họ. Diệp Sư Tỷ. Bạn bè à? Không, có thể xem như đó là kẻ địch của ta. Tống Thư Hàng quyết đoán trả lời, cùng lúc đó, hắn cũng rút bảo đao bá toái ra từ trong túi thu nhỏ một tấc, đối đầu với đệ tử vô cực ma tông này, chỉ cần có cơ hội, hắn hoàn toàn không hề ngán việc bỏ đá xuống giếng đâu. Diệp Sư Tỷ gật nhẹ đầu. Sau đó, hai tay Diệp Sư Tỷ vỗ vào nhau ba lần, cất tiếng nói. Ngã khấp thiên khấp bảo điển. Gã tu sĩ đang chạy như điên kia đột nhiên cảm giác có một nỗi bi thương không thể nào nén lại đang trào dâng trong lòng mình. Hu 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 hu. Hắn cất tiếng khóc giống lên, cực kỳ đau thương. Không thể ngăn được dòng nước mắt đang chảy ra. Nương theo những giọt nước mắt rơi xuống, thân thể của hắn trở nên nặng nề hơn, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống thì cả người lại nặng thêm gấp đôi. Thiên khấp bảo điển là công pháp đặc thù có hai thuộc tính thủy và thổ. Công pháp này thật đáng sợ. Đây chính là công pháp khiến cho người ta nói khóc là khóc ngay lập tức trước mặt tất cả mọi người đó. Năng lực tổn thương tâm lý của nó còn cao hơn cả pháp thuật có năng lực tổn thương người nữa. Bên cạnh đó, công pháp này còn là công pháp tấn công phạm vi rộng nữa, nếu như dùng một chiêu thiên khấp bảo điển ở đại hội meeting chừng bạn người nào đó thôi, cái cảnh tượng mấy vạn người đồng thanh khóc giống lên ấy chắc đẹp mắt lắm nhỉ. Hu 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 hu, vị tu sĩ này ngày càng sốt ruột, nhưng càng sốt ruột thì càng khóc thương tâm hơn. Khóc càng thương tâm, thì thân thể lại càng nặng dần. Và lại, điều đáng sợ hơn chính là, hắn phát hiện ra linh lực của mình lại trôi theo từng giọt nước mắt rơi xuống. Linh lực của hắn đang bị tiêu hao không ngừng. Đáng chết,
chuyện gì đang xảy ra thế này? Nước mắt làm nhòe cả mắt của hắn, khiến hắn không nhìn thấy rõ sự vật trước mặt mình. Hắn cố gắng sử dụng một số đạo thuật và tịnh hóa phù để giải trừ trạng thái quái dị hiện giờ bằng hết sức mình. Nhưng mà, nó không có chút hiệu quả nào cả. Đây là công pháp quái quỷ gì thế này? Nhớ rồi, đây là công pháp của cái tên Khốc lão nhân kia. Khốc lão nhân đáng chết, chỉ là một tán tu mà cũng dám phục kích người của Vô Cực Ma Tông bọn họ, sau khi giữ được mạng sống mình thì sẽ đi tìm hắn tính toán cho ra nhẽ chuyện này. Nhưng mà, hắn không còn cơ hội đó nữa. Khi hắn bay đến trước mặt Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ, thì cả người hắn đã bị thiêu đốt bởi Phượng Hoàng Chi Hỏa. Mất đi phòng ngự, mất đi pháp bào, chỉ trong vòng 5 hơi thở ngắn ngủi, một cường giả cấp bậc Linh Hoàng Kim Đan ngũ phẩm đã bị đốt thành cho bụi. Tong hư không, một đốm Phượng Hoàng Chi Hỏa đang bốc cháy leo loét. Tống Thư Hàng nhìn đốm Phượng Hoàng Chi Hỏa này, đột nhiên trong lòng hắn lại nảy sinh ra cảm giác cực kỳ thân thiết. Đám Phượng Hoàng Chi Hỏa này cũng sinh ra cộng hưởng với hắn, sau một khắc, nó chủ động bay tới chỗ Tống Thư Hàng. Diệp Sư Tỷ đã từng thấy sự đáng sợ của ngọn lửa này nên điều khiển pháp khí phi hành muốn tránh né đốm lửa đó. Lúc này, Tống Thư Hàng lại chủ động giơ bảo đao bá toái ra. Phượng Hoàng Chi Hỏa chạm vào thanh đao bá toái, sau đó dung nhập vào bên trong. Bảo đao bá toái, dài 3 thước 3, được chế tạo từ lôi trì trọng kim, chí dương chí cương, độ cứng vượt xa bảo đao cùng giai, có thể cắt đứt thân thể tu sĩ tứ phẩm. Hơn nữa, bảo đao bá toái trải qua sự chui rèn của thiên kiếp chi hỏa, nên có tính chất dung hợp đặc biệt với lửa. Phượng Hoàng Chi Hỏa dung hợp vào trong bảo đao bá toái, khiến cho bá toái vốn dĩ đen thẫm một màu lại xuất hiện nhiều đường vân đỏ rực. Diệp Sư Tỷ hỏi, ngươi đã từng tiếp xúc với ngọn lửa kỳ dị này rồi à? Không, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó. Tống Thư Hàng trả lời. Nhưng mà, ta biết rõ đây là loại lửa gì. Nó là Phượng Hoàng Chi Hỏa, ngọn lửa sinh ra từ cửu tu Phượng Hoàng Đao. Cửu tu Phượng Hoàng Đao. Dường như Diệp Sư Tỷ chưa từng nghe thấy tên của thanh đao này. Ừ, đó là một thanh thần binh rất thần kỳ, ta đã có một giao ước với nó. Có lẽ bởi vì chuyện này nên ngọn lửa do nó tạo thành không hề có ý xấu với ta đấy. Tống Thư Hàng cười cười giải thích. Hắn đã ký khế ước cùng với Lục Tu, sẽ trở thành thiếu nữ ma pháp. À nhầm, là người đàn ông có cơ hội trở thành bát tu. Ta luôn có cảm giác mấy thứ duyên phận các loại của ngươi rất kỳ lạ. Diệp Sư Tỷ mở to hai mắt, cười trêu. Sau đó, Diệp Sư Tỷ chỉ về hướng cách đó không xa. Thư Hàng, mau nhìn qua đó xem, có một vong hồn mới toanh luôn kìa, hơn nữa lại là linh hồn của tu sĩ cấp bậc ngũ phẩm nữa. Khi còn sống nó đã bị chúng công kích đặc thù, thần trí đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trở thành một linh hồn trống không cực kỳ cường đại. Chẳng phải đây chính là vong hồn mà ngươi muốn tìm sao? Linh hồn của tu sĩ ngũ phẩm là thứ rất khó có thể tìm thấy được. Bởi vì ngay thời khắc những tu sĩ cấp bậc ngũ phẩm khác chết đi đều rơi vào kết quả thần hình đều bị diệt. Cái chết này rất triệt để, thân thể và linh hồn đều bị diệt vong hoàn toàn cùng một lúc. Cho dù lúc tu sĩ ngũ phẩm hao hết tuổi thọ mà chết đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ chọn hóa đạo, dùng linh hồn mình hóa đạo rồi biến mất, sau khi chết lại tiến vào một vòng luân hồi khác, vốn dĩ không cần phải siêu độ làm gì. Cho dù có một số ít tu sĩ ngũ phẩm không muốn dùng linh hồn mình để hóa đạo, thì với linh hồn có tinh thần lực cực mạnh của bọn hắn, có muốn siêu độ cũng không dễ chút nào. Ít nhất là một tu sĩ nhị phẩm như Tống Thư Hàng không có cách nào để siêu độ cho linh hồn của một tu sĩ ngũ phẩm được. Nhưng cái linh hồn trống rỗng trước mắt này lại khác. Phượng Hoàng Chi Hỏa cực kỳ bá đạo, thiêu đốt hết thảy tu sĩ ngũ phẩm đến mức gần như chẳng còn gì, thân thể, pháp khí, linh thạch, thậm chí là cả tinh thần lực. Nhưng mà, sự hủy diệt của cửu tu Phượng Hoàng Đao lại đại diện cho Niết Bàn sống lại nên có thể nói cái linh hồn trống rỗng này là một tia sinh cơ ở bên trong hủy diệt kia. Chính vì lẽ đó, sau khi tu sĩ ngũ phẩm bị thiêu đốt, thứ còn lại sau cùng chỉ có một linh hồn trống rỗng cực kỳ cường đại, thậm chí còn không có cả ấn ký linh hồn. Nếu như sau khi có người siêu độ cho linh hồn này, tuy rằng vẫn còn thua việc siêu độ linh hồn tu sĩ ngũ phẩm nguyên vẹn, nhưng nhất định có thể có được thu hoạch không nhỏ. Linh hồn tu sĩ ngũ phẩm, tuy rằng đó chỉ là một linh hồn rỗng, nhưng sau khi siêu độ thì chắc chắn vẫn mang đến rất nhiều công đức chi lực ấy nhỉ. Trong lòng Tống Thư Hàng nghĩ thầm, ta sẽ đề phòng giúp ngươi, ngươi siêu độ nhanh đi. Diệp Sư Tỷ dặn dò, sau đột nhiên che mắt khóc thành tiếng. Lại bị trọt trúng điểm khóc rồi à? Tống Thư Hàng hỏi lại. Không phải,
bởi vì sau khi sử dụng thiên khấp bảo điển, đôi khi sẽ tự dưng khóc một trận. Không sao đâu, nó sẽ ngừng nhanh thôi. Diệp sư tỷ vừa khóc hu hu vừa giải thích. Quả thực thiên khấp bảo điển này không phải là thứ phiền phức bình thường mà. Tống Thư Hàng bay đến bên cạnh linh hồn tu sĩ ngũ phẩm nọ. Siêu độ một vong hồn thế này có thể mang đến bao nhiêu công đức chi lực cho hắn đây nhỉ? Hắn lặng lẽ vận chuyển cách siêu đó, sau đó im lặng niệm địa tạng độ hồn kinh, rồi điểm nhẹ vào linh hồn tu sĩ ngũ phẩm kia. Bắt đầu siêu độ. Linh hồn giống của tu sĩ ngũ phẩm không chống cự gì cả, cứ thế dần dà bị siêu độ, hóa thành những đốm sáng tinh khiết. Còn Tống Thư Hàng lại không cảm nhận được bất kỳ ý niệm gì bên trong linh hồn mà hắn đang siêu độ cả. Không có đau thương, không có oán hận, không có lưu luyến gì. Bởi vì tất cả những thứ đó đều bị thiêu đốt bởi Phượng Hoàng chi hỏa rồi. Thời gian của lần siêu độ này vẫn còn kéo dài. Cứ tiến hành siêu độ mãi, đến sau cùng, rốt cuộc thì linh hồn trống rỗng đó truyền ra một loại cảm xúc như cảm kích. Sau một khắc, một luồng công đức chi lực trong trời đất rơi xuống người Tống Thư Hàng. Công đức chi lực chia làm 3 phần. Một phần gia tăng tinh thần lực của Tống Thư Hàng. Phần tăng cường lấy được từ việc siêu độ tu sĩ ngũ phẩm, mà chỉ có thể khiến tinh thần lực của Tống Thư Hàng tăng lên được thêm một tia. Một phần khác dùng để tăng cường thân thể của hắn, mà cũng không tăng lên nhiều lắm. Một phần khác thì biến thành công đức chi lực, quấn quanh bên cạnh hắn, lúc ẩn lúc hiện. Công đức chi lực như ẩn như hiện, cũng đại biểu cho đây là phần công đức siêu độ vong hồn nghìn người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Siêu độ vong hồn 1.000 người mới có thể gọi là công đức. Siêu độ vong hồn vạn người mới có ánh sáng công đức hộ thể. Siêu độ vong hồn 10 vạn người thì ánh sáng công đức hộ thể mới biển đổi về chất. Một vong hồn trống rỗng suy yếu của linh hoàng ngũ phẩm thì đã tương đương với công đức siêu độ 1.000 người trở lên rồi. Nếu đó là vong hồn nguyên vẹn của linh hoàng ngũ phẩm thì có bao nhiêu công đức đây? Một linh hồn đã tương đương với phần công đức của 1.000 người, nếu có 10 linh hồn giống như thế, chẳng phải là có thể có được ánh sáng công đức hộ thể ngay rồi sao? Chương 579, hy vọng là sẽ không dọa hắn sợ. Ôi chao, không cẩn thận lại trở nên tham lam quá rồi. Hiện tại có thể siêu độ linh hồn trống rỗng của một kim đan linh hoàng đã là một việc cực kỳ may mắn. Bản thân lại muốn thêm 10 cái linh hồn giống thế, đúng là lòng người chưa đủ rắn nuốt voi mà. Trên đời này không có việc nào trùng hợp đến thế đâu. Tống Thư Hàng nghĩ thế, đang chuẩn bị thu hồi ngón tay của mình về. Lúc này, không biết Diệp Sư Tỷ đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào. Giống hệt như lần trước, cô lại vươn ngón tay đáng yêu của mình ra chọc vào ngón tay của Tống Thư Hàng. Uy lực của siêu độ chi pháp trên ngón tay Thư Hàng vẫn còn. Ngón tay Diệp Sư Tỷ lại tiếp xúc với ngón tay hắn lần nữa, cảm giác giống như điện giật truyền đến thêm một lần. Hai người đều run run một cái. Hơn nữa, lúc này đây, dòng điện này còn mạnh mẽ hơn lần trước, Thư Hàng còn có cảm giác thân thể mình bị tê dại. Thư Hàng lập tức sở khóc sở cười. Diệp Tư. Có. Diệp Sư Tỷ trả lời nhanh nhỏ, hai mắt mở to nhìn chừng chừng Thư Hàng. Trong lúc nói chuyện, Thư Hàng cảm ứng được cảm xúc của Diệp Sư Tỷ từ ngón tay cô mừng rỡ và mong chờ. Thôi được rồi, cô vui vẻ là được. Thư Hàng nói khẽ. Xem như đầu hàng. Ừ. Diệp Sư Tỷ cười hi hi. Cùng lúc đó, Bích Thủy Các, Vân Trung Các. Rốt cuộc thì em gái Lý Âm Trúc đã được cứu rồi. Kim Đồng Ngọc Nữ lật tung toàn bộ Bích Thủy Các mà không tìm được cô, Kim Đồng mới đến cấm địa cuối cùng, Vân Trung Các. Quả nhiên vừa vào trước cửa Vân Trung Các, hắn và Ngọc Nữ đã thấy Lý Âm Trúc bị treo với một tư thế cực xấu hổ. Vì vậy, Kim Đồng Ngọc Nữ lập tức sử dụng phương thức đặc biệt gọi Sở Các Chủ đến. Vất vả lắm thì Sở Các Chủ mới đáp lại tín hiệu của Kim Đồng Ngọc Nữ. Sau cả một buổi giày vò, rốt cuộc thì Lý Âm Trúc cũng được đặt xuống đất. Giờ này khắc này, Lý Âm Trúc không kìm được nước mắt chảy dài. Xin nói cho ta biết đi, WC ở chỗ nào thế? Giọng nói của Lý Âm Trúc đã trở nên run rẩy. Chấm. Sau khi Kim Đồng Ngọc Nữ mang Lý Âm Trúc rời khỏi, trong Vân Trung Các, Sở Các Chủ xoa xoa mắt, ngồi dậy. Buồn ngủ tương đương quá tương đương. Cô duỗi lưng, mái tóc rất dài lại tựa như dài hơn, nhưng Sở Các Chủ không có dự định cắt nó đi, để tùy nó trải kín mặt đất. Đúng là muốn ngủ thêm một lát nữa. Sở Các Chủ nói bằng giọng miễn cưỡng. Ngồi trên giường mỏi mệt rã rời cả buổi trời, rốt cuộc thì Sở Các Chủ mới phát hiện ra điều gì đó, cô mở chức năng thu hình của kết giới ra.
Sau đó, cô thấy được con sứa phát sáng để lại tin nhắn cho cô. Con sứa phát sáng gửi tin nhắn xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ cho cô, nhân tiện lấy tiền thù lao mà cô ta được nhận. Hơn nữa, cô có kể về những điều đã trải qua trong mấy năm qua. Cuối cùng, trong màn hình giám sát và điều khiển, con sứa phát sáng nói bằng giọng dịu dàng. Vậy thì, hẹn gặp lại, sở nha đầu. Ừ, hẹn gặp lại, bạn của ta. Hy vọng ngươi có thể tìm được con đường trường sinh cho chính mình. Giọng sở các chủ đáp lại rất khẽ, cô biết rõ, tuổi thọ của con sứa phát sáng chỉ còn vỏn vẹn 3.000 năm mà thôi. Đối với một người bình thường, đây là một khoảng thời gian dài dằng dặc đầy buồn tẻ. Nhưng đối với một kiếp tiên cửu phẩm, 3.000 năm quá ngắn ngủi. Nếu như cô ấy không tìm được con đường trường sinh cho chính mình, cũng chỉ còn có thể đợi đến lúc hao hết tuổi thọ, thân tử đạo tiêu. Sau đó, sở các chủ lim dim chìm vào giấc ngủ lần nữa. Cơn buồn ngủ bắt đầu trào dâng. Nhưng sau một lát, đôi mắt cô bỗng dưng mở to, xoa xoa mi tâm. Ôi, rốt cuộc thì cũng nhớ ra mình quên cái gì rồi. Mình bỏ quên thằng nhóc thư hàng và một cô nương trẻ tuổi trong địa hạ thành của thời quang thành rồi. Thông qua lời nhắn của bạn tốt, thằng nhóc thư hàng kia lĩnh ngộ được truyền thừa ám dạ thời hoàn do Tống Đầu Gỗ để lại rồi. Cùng là họ Tống, cuối cùng thì mối quan hệ giữa Tống Đầu Gỗ và thằng nhóc này là gì? Đây chắc chắn không phải là cùng một người, cũng không thể nào là chuyển thế gì gì đó. Nhưng nhất định là có liên quan đến nhau nếu không ấy hả, vì sao Tống Thư Hàng lại bắt được truyền thừa của Tống Đầu Gỗ một cách trùng hợp đến thế? Được rồi, nhân lúc mình còn chưa quên, mang thằng nhóc Tống và cô nương trẻ tuổi kia rời khỏi thời quang thành đi thôi. Sở các chủ đứng dậy, kéo theo mái tóc đen thật dài, chuẩn bị vớt Tống Thư Hàng ra khỏi thời quang thành. Nhưng lúc cô vừa đi được hai bước, một ký ức khác tràn ngập trong đầu, đồng bộ với trí nhớ trước đó Diệp Tư tiên tử gặp Tống Thư Hàng, trở thành đạo lữ của hắn. Sau đó, hiện tại Diệp Tư đã dẫn Tống Thư Hàng ra khỏi Bích Thủy Các, dạo chơi quanh khu vực gần đây. Sở các chủ. Mình vừa ngủ mấy ngày thôi, rốt cuộc là Bích Thủy Các đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi. Thằng nhóc tên Thư Hàng này không chỉ tiếp xúc với truyền thừa ám dạ thời hoàn mà còn gặp được Diệp Tư, sau đó trở thành đạo lữ của cô ấy. Sở các chủ thở dài yếu ớt. Sở các chủ ấn nhẹ lên lồng ngực mình, đó là vị trí tâm khiếu, có một phù văn khế ước. Đạo lữ hợp ý. Sở các chủ cúi đầu, nói lẩm bẩm. Khi nói đến đạo lữ, cô đã từng có suy nghĩ này. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, khi Bích Thủy Các bị hủy diệt, cô tưởng tượng ra một người có thể ra mặt cứu vớt Bích Thủy Các. Đương nhiên, kết quả lại chỉ toàn là tiếc nuối. Mọi người trên thế giới đều cho rằng, sở tiên tử của Bích Thủy Các thượng cổ chỉ đang sống trong giấc mộng cho cô ấy dệt ra. Sau khi Bích Thủy Các bị hủy diệt, sở tiên tử xinh đẹp đã gầy dựng nên một giấc mộng mang tên Bích Thủy Các mà cô mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Nhưng trên thực tế, cô đã không còn là một sở tiên tử sống trong giấc mộng do mình dệt nên nữa. Ngay lúc giấc mộng này được dệt nên trong khoảng thời gian dài thật dài, có một ngày kia, đột nhiên cô khóc đến mức tỉnh lại từ trong giấc mơ. Cho dù thực tại ảo có thể huyễn hóa ra con người, có nhiệt độ, tức giận, chẳng khác gì người thật cả, nhưng giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Sau khi sở tiên tử khóc một trận thật lớn, đã tỉnh lại. Nhưng cô không loại bỏ cảnh vật Bích Thủy Các trong mơ. Bích Thủy Các do thực tại ảo ngưng tụ ra đã biến thành đạo của cô, đạo khiến cô thành công bước vào cảnh giới trường sinh. Cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày, ta sẽ giúp tất cả những đệ tử của Bích Thủy Các chính thức sống lại thật sự trên thế giới này. Không biết cảnh giới trường sinh có thể làm được việc này hay không nữa. Thế nhưng không sao, nếu trường sinh không làm được, vậy thì cô sẽ nghĩ cách để trở thành thiên đạo. Vị chúa tể thiên đạo nắm giữ tất cả thiên đạo, không có việc gì là không làm được. Toàn bộ Bích Thủy Các đều là cảnh vật trong mơ do thực tại ảo của sở tiên tử dệt nên. Những đệ tử bên trong đó đều chỉ có thể hoạt động bên trong Bích Thủy Các, không thể nào rời khỏi phạm vi thực tại ảo của sở tiên tử. Nhưng mà, nếu như thằng nhóc họ Tống kia muốn mang Diệp Thư rời khỏi Bích Thủy Các, ta phải tạo điều kiện cho hắn gặp phải một vài thứ gì đó mới được. Sở các chủ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía hình cầu bằng đồng thau. Đây chính là mô hình địa cầu. Điểm nhìn của sở các chủ rơi vào vị trí hoa hạ. Và cũng là cổng vào Bích Thủy Các ban đầu. Hy vọng sẽ không dọa hắn sợ. Ừ, tuy rằng có dọa đi nữa thì cũng thú vị nhỉ. Ha ha ha. Sở các chủ bật cười thành tiếng rất vui vẻ. Cô lại ấn nhẹ lên lồng ngực của mình, hào quang phù văn như ẩn như hiện bắt đầu tối dần, sau đó chui vào trong tâm khiếu, không ra nữa.
Sau khi ngừng cười, ánh mắt Sở Các Chủ lại nhìn xuyên qua toàn bộ Bích Thủy Các, rơi xuống người Khốc lão nhân trước cửa. Thiên Khấp Bảo Điển ấy à, đúng là một nhân quả thú vị. Sau đó, Sở Các Chủ rời mắt, để mặt Khốc lão nhân tiếp tục ở lại trước cửa chính. Khốc lão nhân tu luyện Thiên Khấp Bảo Điển, nên có nhân quả với Diệp Tư. Vì thế, không cần phải quá gấp gáp làm gì, đợi đến khi Diệp Tư và Tống Thư Hàng trở về, gặp mặt Khốc lão nhân là được rồi, Sở Các Chủ không có ý định nhúng tay vào làm gì. Cuối cùng, ánh nhìn của Sở Các Chủ xuyên qua phân nửa Bích Thủy Các, liền nhìn thấy cô gái Lý Âm Trúc đang lao nhanh về phía WC. Chuyện này thật sự rất đáng sợ, toàn bộ Bích Thủy Các đều không còn là bí mật gì trong mắt của Sở Các Chủ. Dường như cô nhóc này bị cô dán trước cổng chính mấy ngày rồi thì phải. Ánh mắt cô lướt qua thân thể Lý Âm Trúc, lập tức phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của cô nàng. Từ khi người mẹ mang thai đã mang theo một tia khí cực hàn, hơn nữa vì không được chữa trị chính xác nên căn bệnh đã chuyển biến xấu. Cô nhóc có thể sống đến bây giờ thì đã là kỳ tích lắm rồi. Sở Các Chủ không hiểu rõ công pháp thuộc tính hàn băng, nên không có cách nào với căn bệnh này cả. Nhưng cô có thể quan sát được, lượng hàn khí trong cơ thể cô nhóc kia đã đến cực hạn rồi. Trước kia dựa vào nhiều loại dược liệu quý giá để bảo vệ tính mạng, hiện tại nếu chỉ dựa vào những dược liệu kia thì cũng không thể đè ép được hàn khí nữa. Nhiều nhất là một năm nữa, nếu không giải quyết lượng hàn khí này, cô nhóc sẽ phải đối mặt với kiếp số sinh tử. Vượt qua được, có thể sống thêm vài năm nữa. Nếu không độ qua được, thì sẽ bị đóng băng vĩnh viễn, không còn cơ hội thức tỉnh nữa. Không biết rằng, thằng nhóc Tống Thư Hàng kia biết được chuyện này chưa nhỉ? Đến lúc đó, nên nhắc nhở cho nhóc Tống Thư Hàng một chút đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Các Chủ lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Chẳng mấy chốc, cô bắt đầu ngủ khò khò. Ở một nơi khác, Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ đang chuẩn bị tiến đến phi thuyết của Thất Tu Phủ, bỗng dưng, có một quả cầu lửa cực lớn vừa gào khóc vừa bay tới chỗ này. Có tất cả 12 người. Tất cả bọn họ đều là linh hoàng ngũ phẩm. Ánh mắt Diệp Sư Tỷ lướt qua, lập tức phát hiện được tu vi của các tu sĩ trong quả cầu lửa. Tất cả đều là người của Vô Cực Ma Tông. Hai mắt Tống Thư Hàng trợn to. Trước đó mình chỉ nói thuận miệng vậy thôi, không ngờ lại có một đám linh hoàng ngũ phẩm bị thiêu cháy bay tới đây rồi. Hôm nay dường như mình đang gặp may mắn đặc biệt. Chẳng lẽ hôm nay lúc Bạch Tiền Bối đi mạo hiểm tại di tích cổ, đột nhiên nghĩ đến mình, nên chúc phúc cho mình luôn à? Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, đó là 12 linh hoàng ngũ phẩm đang bị lửa thiêu đó. Nếu như có thể bắt hết lại, thì chính là 12 vong hồn linh hoàng trống rỗng. Một vong hồn đã tương đương với 1.000 vong hồn người bình thường, chẳng mấy chốc thì hắn đã có thể ngưng tụ được ánh sáng công đức hộ thể rồi. Diệp Tư, cô có thể chặn những độn quang này lại không? Tống Thư Hàng hỏi. Không thành vấn đề, ta nói rồi, Thiên Khấp Bảo Điển của ta rất mạnh đó. Giọng điệu Diệp Tư mang theo 10 phần tự tin. Vậy thì chúng ta lập tức chặn bọn họ lại. Tống Thư Hàng quyết định. Khi hình thành ánh sáng công đức hộ thể thì cũng là lúc quay trở về trái đất. Vốn dĩ sau khi đánh cược thua Bạch Tiền Bối, hứa là sẽ ở trong vũ trụ 30 ngày. Hiện tại, tính cả thời gian ở lại thời Quang Thành và Địa Hạ Thành, hắn đã trong không gian thời gian quá 30 ngày rồi. Có lẽ, đó cũng phù hợp với yêu cầu của Bạch Tiền Bối. Sau khi trở về, học thử xem đóng phim như thế nào. Ừ, cho dù quay bộ điện ảnh nào, nhất định phải quăng cái bộp ra một đống hình chụp giấy chứng nhận sở hữu xe. Tuy rằng nhất định là hình tượng này rất ngu, nhưng phải có một kết quả chót lọt mới báo cáo kết quả công tác cho bố được. Thư Hàng, cẩn thận, tập trung nào. Tiếng kêu của Diệp Sư Tỷ truyền đến. Một độn quang bị bao bọc bởi một đám lửa đang bay tới chỗ Thư Hàng lập tức vươn tay ngăn cản trong vô thức. Sau đó, một bí pháp được kích hoạt. Qua hai lớp bao tay nhưng vẫn cố chấp kích hoạt như cũ. Chương 580, Linh Quỷ, sắp chết rồi. Trò đùa gì thế này? Vì sao bí pháp giám định lại bị kích hoạt? Tống Thư Hàng không hiểu nổi. Hiện tại hắn vẫn còn đeo bao tay tình yêu của Mộc Ngưu kiếm khách, mặc thêm quần áo du hành vũ trụ rất dày. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, hiện tại tay của hắn không đụng vào bất kỳ vật gì hết. Lúc độn quang bị ngọn lửa vây quanh kia đập tới, thật sự là hắn muốn vươn tay ngăn cản trong vô thức, mương tay của hắn còn chưa tiếp xúc đến độn quang trong đám lửa kia đâu đó. Phản ứng bản năng là một chuyện, nhưng phản ứng thứ hai của hắn chính là trốn sang một bên mà. Huống chi, Diệp Sư Tỷ còn đang bảo vệ bên cạnh hắn nữa.
Tất nhiên là Diệp Sư Tỷ sẽ không để độn quang bốc lửa kia đụng thẳng vào người Tống Thư Hàng. Độn quang bị cháy vẫn còn cách một quãng đường để đến chỗ Tống Thư Hàng. Cho dù Tống Thư Hàng không muốn né tránh, nhưng Diệp Sư Tỷ cũng sẽ ngăn cản lại mà. Nhưng cứ như thế mà bí pháp giám định của Thư Hàng lại khởi động mà không hiểu vì sao. Lừa bố à! Trên người hắn có hơn 70 vết thương, phun ra máu tươi. Hơn nữa 70 vết thương này rất sâu, Tống Thư Hàng đau đến mức co rúm người. Hắn lập tức khởi động thuật trì rũ từ mặt nhẫn đồng cổ, ánh sáng chữa trị bao quanh người hắn, giảm bớt cảm giác đau nhức kịch liệt. Diệp Sư Tỷ đang chặn đường 12 độn quang kia, vừa thấy Thư Hàng co người lại, lập tức hỏi han. Thư Hàng, cái bí pháp kia lại gây chuyện rồi hả? Đúng thế đó, không hiểu vì sao mà lại khởi động nữa. Xem ra, cho dù đeo bao tay cũng không thể ngăn cản bí pháp này khởi động được. Tống Thư Hàng cười miễn cưỡng, trả lời bằng cách truyền âm nhập mật. Ngươi dáng nhịn đau một chút, ta ngăn 12 độn quang này trước đó, sau đó sẽ trị thương cho ngươi. Diệp Sư Tỷ trấn an. Thiên khấp bảo điển của cô cực kỳ quái dị khó lường, cả thảy 12 người linh hoàng ngũ phẩm của Vô Cực Ma Tông đang dùng độn thuật chạy trốn lại bị cô chặn lại. Đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường bố trí độn thuật cho đám thuộc hạ phong chủ đủ để chạy trốn khỏi chân quân lục phẩm đó. Những độn thuật này, hoặc là đã đạt đến tốc độ tương đương với tu sĩ lục phẩm ngự kiếm, hoặc là huyết độn có thuộc tính quái dị, hoặc như âm dương độn là loại độn pháp chuyển hóa thân thể trong thời gian ngắn. Nhưng mà, cả đám 12 phong chủ Vô Cực Ma Tông sử dụng độn pháp này đều bị cản lại. 12 người cất tiếng khóc thút thít như trẻ con, nước mắt ướt cả mặt. Thân thể của bọn họ ngày càng nặng dần. Linh lực toàn thân cứ thế sói mòn. Cùng lúc đó, hai ngón tay Diệp Sư Tỷ đặt lên mi tâm của chính mình, đôi mắt màu tím nhạt đảo qua 12 phong chủ. Hai mắt Diệp Sư Tỷ phát ra một loại pháp thuật kỳ dị. Không phải là đạo thuật, mà là một loại năng lực thiên phú. Chỉ trong chốc lát, 12 phong chủ cảm thấy tâm thần bị hút vào, ý thức của bọn hắn trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một đôi mắt màu tím nhạt đang nhìn chằm chằm bọn họ với vẻ lạnh lùng. Trong ánh nhìn chằm chằm của đôi mắt này, 12 vị phong chủ cảm giác bản thân giống hệt như những con ếch bị rắn chú ý đến, không thể nhúc nhích. Bọn họ bị dính cứng ngắc tại chỗ, phượng hoàng chi hỏa trên người họ bắt đầu cắn nuốt bọn họ. Lúc này, phù văn trong mắt Thư Hàng tuôn ra như nước chảy, chạm vào người đang kiếm độn bị bao bọc bởi một đám lửa. Phù văn ngưng tụ thành hình dạng đồng hồ báo thức, nhanh chóng quay ngược. Sau một lát, phù văn trở về hai mắt của Thư Hàng. Phượng Hoàng Chi Hỏa do đạo khí cửu tu Phượng Hoàng Đao chém ra, là một trong những nguyên mẫu của Thiên Kiếp Chi Hỏa, đại diện cho hủy diệt, thiêu đốt tất cả kẻ địch, đến chết mới thôi, nhưng, bên trong hủy diệt có ẩn chứa một tia sinh cơ. Thứ mà bản thân bỏ ra cái giá quá lớn để giám định chính Phượng Hoàng Chi Hỏa à. Một trong những nguyên mẫu của Thiên Kiếp Chi Hỏa, nói cách khác, Thiên Kiếp Chi Hỏa hình thành dựa trên sự dung hợp giữa Phượng Hoàng Chi Hỏa và các loại lửa đặc biệt khác ư. Có lẽ bởi vì chính cửu tu Phượng Hoàng Đao có thuộc tính đặc biệt này nên nó mới trở thành thần khí bảo vệ tính mạng khi độ kiếp. Cho dù chủ nhân của nó độ kiếp thất bại đi chăng nữa, nhưng lại có thể trả một cái giá cực lớn để có thể che giấu thiên đạo, giúp bản thân sống sót bằng một cách thức đặc thù khác. Thậm chí, nó còn có cơ hội trạng thái đảo ngược trở lại, phục sinh hoàn mỹ. Nhưng mà thông tin này có tác dụng đích gì với ta đâu? Hốc mắt Tống Thư Hàng hơi ươn ướt. Chỉ xem xét được chút tin tức như thế mà đã khiến cho bản thân mình trả giá bằng 70 vết thương rất sâu, rốt cuộc thì nguồn gốc của cửu tu Phượng Hoàng Đao này là gì nhỉ? Tống Thư Hàng tiếp tục tưởng tượng như thế, bỗng dưng, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác khác thường xông thẳng lên đầu. Dường như cái bí pháp giám định quái dị kia đang đi sâu vào thêm một tầng nữa, xuôi theo Phượng Hoàng Chi Hỏa để tiếp xúc thẳng với bản thể của cửu tu Phượng Hoàng Đao. Không ổn chút nào, đùa cái gì vậy nè? Dừng lại đi, chết người đó. Nhưng mà đã muộn màng rồi. Một thông tin mới đã xuất hiện trong đầu của hắn. Đạo khí cửu tu Phượng Hoàng Đao là thần binh còn sót lại khi thiên đạo thứ ba biến mất. Một tin tức đơn giản. Nhưng lại bao hàm một nội dung không hề đơn giản chút nào. Liên quan đến thiên đạo đó. Thiên đạo bất diệt, bất tử bất diệt. Nhưng không hiểu vì lý do gì, từ thời thái cổ đến nay, vị bất hủ quản lý thiên đạo lại bị thay đổi nhiều lần. Bất hủ thiên đạo, không chết, không diệt, chỉ cần muốn trở thành thiên đạo thì không có bất kỳ ai gây tổn thương cho bọn họ. Trừ khi bọn họ tự nguyện, không ai có thể khiến bọn họ biến mất. Không biết thiên đạo thứ ba là ở thời kỳ nào của thiên đạo. Nhưng trước khi hắn mất tích,
cố ý để lại cửu tu phượng hoàng đao, nhất định ẩn chứa bí ẩn rất lớn. Thậm chí nó có thể liên quan đến vì sao mà các thiên đạo lại mất tích. Một bí mật nặng nề như thế, hắn sẽ phải trả giá lớn đến cỡ nào đây? Trong lòng Tống Thư Hằng có một dự cảm không tốt đẹp chút nào. Đừng nói là rất thê thảm đó nhé. Hắn cắn chặt răng, chuẩn bị chịu đựng thống khổ sắp đến với mình. Thế nhưng, qua nửa ngày rồi, trên người Tống Thư Hằng lại chẳng có thêm vết thương nào cả. Không cần phải trả giá lớn nữa hả? Từ lúc nào thì cái bí pháp giám định này trở nên nhân từ như thế rồi? Trong lúc đang suy nghĩ, giọng điệu dịu dàng của Diệp Sư Tỷ truyền đến. Thư Hằng, người có sao không? Ừ, không sao đâu. Tống Thư Hằng gật nhẹ đầu, vết thương trên người đã khôi phục, nhưng vẫn còn hơi đau. Vậy là tốt rồi. Diệp Sư Tỷ thở phào nhẹ nhõm, nói. Thư Hằng, đến siêu độ vong hồn đi. Trước mặt cô, 12 kim đan linh hoàng của Vô Cực Ma Tông đã bị Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt thành linh hồn rỗng. Diệp Sư Tỷ chỉ cần chặn được bọn chúng, sau đó không cần làm thêm điều gì nữa, Phượng Hoàng chi hỏa trên người họ sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Sư Tỷ rất kỳ vọng sau khi Thư Hằng siêu độ số lượng vong hồn nhiều như thế, công đức chi lực sẽ xuất hiện biến hóa gì đây? Tống Thư Hằng hít sâu một hơi, linh hồn rỗng của 12 kim đan linh hoàng, chỉ cần siêu độ, hắn có thể nhận được ánh sáng công đức hộ thể rồi. Miệng hắn bắt đầu tụng niệm địa tạng độ hồn kinh, bắt đầu siêu độ 12 vong hồn này. Mỗi lần siêu độ được một vong hồn kim đan linh hoàng, lại có một luồng công đức chi lực đáp xuống người hắn, ít nhất thì mỗi một luồng công đức chi lực có hơn 1.000 giá trị công đức. Cách Tống Thư Hằng, Diệp Sư Tỷ không quá xa. Đôi mắt đường chủ cửu nhãn giả ma đường nhìn chừng chừng như muốn nứt ra, hắn vừa nhìn thấy hình ảnh Tống Thư Hằng đang siêu độ cho từng phong chủ cấp dưới hắn. Quả thật là hắn hận đến mức muốn xông lên, dùng một tay bóp nát tên tu sĩ nhị phẩm nho nhỏ Tống Thư Hằng này. Nhưng hiện tại, hắn không làm được. Hắn trả cái giá rất lớn, dùng một loại pháp thuật thoái hóa mới thoát khỏi sự vướng víu từ Phượng Hoàng chi hỏa. Sau đó, hắn lập tức bị người khác đuổi giết rồi. Mà người đuổi giết hắn không phải là lục tu tóc vàng kia mà là một cô gái mặc quần áo và trang sức của miêu tộc Hoa Hạ. Dáng người của cô cao gầy, một vết thuốc màu đỏ được vẽ trên chiếc mũi tinh xảo của cô, kéo dài đến tận hai bên má. Vệt màu đỏ này không hề phá hủy gương mặt xinh đẹp của cô, ấy thế mà còn làm cho cô tỏa ra một sắc đẹp rất đặc biệt. Đây chính là Vu Nữ Elise, truyền nhân cổ Vu, người mà công tử Hải đang cố gắng dụ dỗ trong lặng lẽ. Hi 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 hi. Tiếng cười của Vu Nữ Elise quanh quẩn trong hư không, giống như chui thẳng vào tai từng người, chẳng khác nào đang truyền âm nhập mật cả. Nếu ở tình huống bình thường, cuộc chiến đấu giữa đường chủ cửu nhãn giả ma đường và Vu Nữ Elise thì tỷ lệ thắng bại là 5-5. Nhưng hiện tại, đường chủ cửu nhãn giả ma đường vừa chịu một đao từ cửu tu Phượng Hoàng đao, mới vừa rồi còn dùng pháp thuật bảo vệ tính mạng mới thoái khỏi Phượng Hoàng chi hỏa, tiêu hao cực kỳ to lớn. Vì thế, đường chủ chỉ còn cách cố sức chạy trốn liều mạng để thoát chết. Đan dược, túi càn khôn của hắn đều bị Phượng Hoàng chi hỏa thiêu cháy thành tro. Lúc này hắn có muốn sử dụng vài thứ để khôi phục linh lực nhưng cũng không được. Do đó, hắn chỉ có thể nhìn Tống Thư Hằng từ xa bằng lòng tràn ngập oán hận, ghi nhớ thật kỹ hình dạng của Tống Thư Hằng, sau đó tiếp tục chạy trốn chết. Tống Thư Hằng tiếp tục siêu độ cho 12 vong hồn linh hoàng kia. Diệp Sư Tỷ bảo vệ bên cạnh Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí. Ánh mắt của Sư Tỷ nhìn qua đường chủ cửu nhãn giả ma đường đang ở xa, cô nhìn thấy được sự phẫn nộ và oán hận từ trong đôi mắt của đối phương. Cũng may là đường chủ cửu nhãn giả ma đường đang bị đuổi giết, nếu không thì hắn mà tới đây, chắc chắn là Diệp Sư Tỷ và Tống Thư Hằng phải chạy thoát thân. Dù sao thì thực lực của Diệp Sư Tỷ chỉ ở cấp bậc ngũ phẩm, mượn nhờ thiên khấp bảo điển Donnie đóng giày cho chính bản thân thì để chạy trốn khỏi đối thủ cấp bậc chân quân đã không tệ lắm rồi. Ở bên cạnh, sau khi Tống Thư Hằng siêu độ 12 vong hồn linh hoàng, công đức chi lực trên người hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Mỗi một vong hồn linh hoàng đều có ít nhất 1.000 giá trị công đức. Thậm chí có một số linh hồn mạnh mẽ thì được đến 1.300, 1.400. Vì thế, lại thêm một vong hồn từ ban đầu, giá trị công đức của Thư Hằng đã đạt đến số lượng 1 vạn. Giá trị công đức 1 vạn thì sẽ có ánh sáng công đức hộ thể. Hiện tại, chỉ cần là tu sĩ có tu luyện, đều có thể cảm ứng được công đức chi lực quanh thân Thư Hằng. Nếu tu sĩ đã mở nhãn khiếu, họ có thể thấy được một lớp ánh sáng vàng kim sáng ngời bên cạnh hắn. Trái đất, Hoa Hạ.
Linh quỷ thư hàng nằm không mà cũng trúng đạn lần nữa. Vốn dĩ linh quỷ đang chuẩn bị quay về nhà thư hàng ở thành phố Văn Châu, liên hệ với Ngư Kiều Kiều. Nhưng trên đường về nhà, bỗng dưng linh quỷ cảm nhận được một đợt đau nhức cực kỳ kịch liệt. Hai vết thương trên lưng lại vỡ ra lần nữa, phần lỗ hổng bị rách ra còn lớn hơn, sâu hơn và đau hơn cả lần trước nữa. Linh quỷ biết ngay, nhất định là bản thể xui xẻo kia đã khởi động bí pháp giám định quái gì kia rồi. Sau đó không biết là giám địch vật gì mà khiến cho bản thân linh quỷ nằm không mà cũng trúng đạn. Cũng may là nhờ có kinh nghiệm trước đó, linh quỷ chủ động chặt đứt mối liên hệ giác quan giữa mình và Tống Thư Hàng. Sau đó, nó gửi tin nhắn đến cho bản thể một cách lặng lẽ. Chương 581, xin bản thể hãy an ủi ta thật dịu dàng trong vòng 5 phút. Một con sứa phát ra ánh sáng xuyên qua không gian, xuất hiện trong tầng khí quyển của địa cầu. Cô có cảnh giới kiếp tiên cửu phẩm. Nắm giữ không gian chi lực, có thể xuyên qua cả hệ mặt trời, đi từ rìa ngoài của hệ mặt trời về tận trái đất chỉ trong có mấy giây đồng hồ. Con sứa phát sáng mang theo chiếc dương báu phong ấn, pháp thuật truyền thừa ám dạ thời hoàn. Cô định tìm một vài đạo hữu sống chết có nhau để cùng nghiên cứu ám dạ thời hoàn ấy. Không lâu sau, oán hận và sát khí truyền ra từ ám dạ thời hoàn thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tâm hồn cô, làm cho cô trở nên bất an. Đi về phía Đông Hải trước vậy, con sứa phát sáng nói nhỏ. Cô nhớ một vị đạo hữu của mình có động phủ ở Đông Hải, hy vọng là vị đạo hữu ấy giờ không vắng nhà. Sau khi con sứa phát sáng tiến vào khí quyển của địa cầu, chiếc dương báu trong tay cô đột nhiên động đậy. Ngay sau đó thì một cánh cửa không gian xuất hiện ngay bên cạnh chiếc dương, dường như có cái gì đó trong dương muốn phá phong ấn thoát ra. Con sứa phát sáng nhướng mày, trong ám dạ thời hoàn ngập tràn oán hận và sát khí. Trước khi hiểu rõ thứ đồ ở trong đó thì cô không muốn để cái gì nguy hiểm thoát ra ngoài. Hay, cô kêu lên một tiếng rất nhỏ, sau đó vươn xúc tu của mình ra. Những xúc tu hệt như kim chỉ khâu kín cánh cửa không gian lại. Thế nhưng đằng sau cánh cửa không gian bị khâu lại ấy lại xuất hiện một đường hầm không gian. Một người đàn ông ăn mặc như thư sinh bước ra từ trong đường hầm không gian nọ, toàn thân hắn trong suốt như thủy tinh, hai mắt đỏ ngầu toát ra vẻ điên cuồng. Cánh cửa không gian này mở ra hai con đường, đằng sau nó vẫn còn một cánh cửa ngầm náu kín. Thư sinh lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Khi con sứa phát sáng nhìn thấy thư sinh này thì trợn to hai mắt. Tống đầu gỗ. Thư sinh như thủy tinh đang chìm trong trạng thái điên cuồng này chính là tống đầu gỗ để lại, pháp thuật truyền thừa ám dạ thời hoàn, bạn tốt của cô và sở các chủ. Thế nhưng vì sao tống đầu gỗ lại ở trong, pháp thuật truyền thừa ám dạ thời hoàn? Năm đó rõ ràng là tống đầu gỗ giao, pháp thuật truyền thừa ám dạ thời hoàn, và một bảo bối chứa thời gian pháp tắc cho sở các chủ. Vì sao bây giờ hắn lại chui ra từ ám dạ thời hoàn? Chẳng lẽ năm đó hắn tự phong ấn mình trong ám dạ thời hoàn, rồi dùng thuật phân thân gì đó để giao nó cho sở các chủ à? Lúc này thư sinh cả người như thủy tinh kia dường như nghe thấy giọng nói của con sứa phát sáng. Trong đôi mắt đỏ ngầu vẫn ngập đầy sát ý và điên cuồng. Thế nhưng vẻ mặt của hắn lại vô cùng bình thản. Sát ý điên cuồng kia đã bị hắn áp chế lại rồi. Chào đạo hữu, thật ngại quá, ta không phải là tống đầu gỗ, thư sinh như thủy tinh mỉm cười rồi nói với vẻ có lỗi. Nhiều năm trước ta đã nhờ hắn giúp một tay, xin hắn phong ấn ta vào trong ám dạ thời hoàn, rồi đợi đến thời gian đã hẹn thì mở phong ấn thả ra ra. Thư sinh toàn thân như thủy tinh giải thích tiếp. Còn ngoại hình hiện tại của ta thì chắc là thú vui tao nhã của tên tống đầu gỗ kia rồi. Nếu đạo hữu đã biết tống đầu gỗ thì chắc phải biết tính cách thần kinh kia của hắn nhỉ. Con sứa phát sáng hơi gật đầu, chuyện này có vẻ đúng với tác phong của tống đầu gỗ thật. Đạo hữu à, ta không có nhiều thời gian cho lắm. Nếu không có việc gì khác thì ta xin cáo từ trước nhé. Trạng thái của ta hiện giờ tiêu hao, thời gian, rất nhiều, mỗi một giây đều cực kỳ quý giá, thư sinh mỉm cười hành lễ, nhân lúc, thời gian, còn chưa hao hết, ta muốn đi gặp một người. Sau khi cáo từ xong, chưa đợi con sứa phát sáng trả lời thì thân thể của thư sinh đã dung nhập vào không gian rồi biến mất. Con sứa phát sáng mở hộp báu của mình ra, pháp thuật truyền thừa ám dạ thời hoàn, ở trong đó vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Thật sự là thư sinh cả người như thủy tinh kia chủ động nhờ tống đầu gỗ phong ấn hắn lại sao? Nếu không phải thế thì khi hắn phá phong ấn thoát ra, ám dạ thời hoàn đã bị phá vỡ ra rồi. Sau khi suy tư chốc lát, con sứa phát sáng cắn chặt răng đuổi theo phương hướng thư sinh kia mà đi. Cô muốn xem thử xem rốt cuộc tên thư sinh đó muốn làm gì.
Thư sinh như thủy tinh nọ cũng ở cảnh giới kiếp tiên cửu phẩm, sau khi hắn vượt qua không gian thì xuất hiện ngay bên cạnh linh quỷ của Tống Thư Hàng. Tìm thấy rồi, thư sinh thủy tinh mỉm cười nói với linh quỷ trên mặt đất. Lúc này linh quỷ đang đau đến chết đi sống lại. Sau khi gửi thông tin báo cho bản thể thì nó bèn đáp xuống nóc một tòa nhà rồi nằm im rũ ra ở đấy. Vì ăn hành đau quá, nên sau khi nghĩ ngợi một tí thì linh quỷ lại gửi thêm một tin cho Tống Thư Hàng. Xin bản thể hãy an ủi ta thật dịu dàng trong vòng 5 phút, nói cách khác, bây giờ ta mở cộng hưởng cảm quan đây. Đau mình ên không bằng đau hội đồng, cả nhà đau mới là đau chân thật. Nó vừa mới gửi tin đi thì thư sinh cả người như thủy tinh kia đã xuất hiện ngay bên cạnh. Trong mắt tên thư sinh ấy đượm đầy sát khí và cuồng điên, nhưng trên mặt lại nở nụ cười hết sức ôn hòa. Cha này là ai đây? Trong trí nhớ của linh quỷ không hề có người này. Thời gian gấp quá nên ta không dư thì giờ để giải thích với ngươi, thư sinh thủy tinh nọ nói, ta muốn mượn thân thể linh quỷ của ngươi dùng một chút để đi gặp một người. Sau khi xong việc ta sẽ đưa linh quỷ về an toàn, sau đó sẽ trả ngươi một khoản thù lao vừa ý. Linh quỷ sửng sốt, mượn thân thể dùng một chút há. Quỷ nhập thân, nhưng nó vốn đã là linh quỷ thì lấy quái đâu ra thân mà nhập. Đừng phản kháng, cứ để ta tiến vào thân thể của ngươi là được, thư sinh nói rất dịu dàng, trong giọng nói lại mang theo sự uy nghiêm không cho phép người ta từ chối. Tôi từ chối, tôi không muốn để cho một người đàn ông tiến vào thân thể của mình đâu. Linh quỷ của Tống Thư Hàng há miệng ra thở dốc hồng hộc, thế nhưng tiếc là nó lại chẳng thể thốt nên lời. Sau đó thì thư sinh toàn thân như thủy tinh kia đã tiến vào cơ thể linh quỷ của Tống Thư Hàng. Linh quỷ cảm thấy ý thức của mình lịm đi. Sau khi mất đi hết thảy cảm giác, nó không còn cảm thấy đau đớn trên lưng mình nữa. Đây có lẽ là điều may mắn trong bất hạnh. 2 giây sau, linh quỷ đứng lên từ mặt đất. Đôi mắt nó đỏ ngầu tràn ngập sự điên cuồng và sát ý, nhưng vẻ mặt nó lại bình tĩnh cực kỳ. Đồng thời trên người linh quỷ huyễn hóa ra một bộ áo dài của thư sinh thời cổ. Linh quỷ đứng yên tại chỗ chẳng hề nhúc nhích, nhưng phong thái cao thủ và uy nghiêm thì hừng hực toát ra. Song chỉ một lát sau, vẻ mặt bình tĩnh của linh quỷ trở nên vặn vẹo. Đau 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 đau, đau quá, chết rồi, đau chết đến nơi rồi. Chấm chấm. Ở một nơi khác, sau khi siêu độ vong hồn của tất cả các linh hoàng ngũ phẩm thì giá trị công đức của Tống Thư Hàng đã lên tới 1.7 vạn. Chỉ trong một ngày, hắn đã hoàn thành được 1/5 của con số 10 vạn công đức. Song đúng lúc này thì hắn hơi khựng lại. Bởi vì có một tin tức từ chỗ linh quỷ truyền sang. Sắp chết rồi, sắp teo rồi. Linh quỷ làm sao thế? Chẳng lẽ nó gặp phải nguy hiểm gì à? Tống Thư Hàng lập tức chuẩn bị liên hệ với linh quỷ để hỏi cho rõ ràng chi tiết. Đúng lúc ấy thì tin tức thứ hai đã truyền tới, xin bản thể hãy an ủi ta thật dịu dàng trong vòng 5 phút, nói cách khác, bây giờ ta mở cộng hưởng cảm quan đây. Đau mình ên không bằng đau hội đồng. Cả nhà đau mới là đau chân thật. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Bây giờ thì hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Bảo sao lúc nãy thi triển bí pháp giám định xong không thấy đau đớn gì, hóa ra là linh quỷ ăn đủ. Bí pháp giám định kia cực kỳ lạ lùng. Có lúc linh quỷ giám định gì đó thì Tống Thư Hàng gánh hết vết thương, có lúc hắn giám định gì đó thì lại đến linh quỷ húp trọn đau đớn. Nghe tới đó, Tống Thư Hàng liên hệ với linh quỷ để chuẩn bị an ủi tâm hồn bị tổn thương của nó. Ai ngờ chính vào lúc ấy thì liên hệ giữa hắn với linh quỷ lại biến mất tiêu. Không phải là bị cắt đứt, mà là bị một loại lực lượng cường đại nào đó cưỡng chế chặn lại. Sau khi ký kết khế ước và hoàn thành, đồng bộ, thì liên hệ giữa tu sĩ và linh quỷ là không thể cắt đứt được. Thế nhưng dùng lực lượng cường đại thì có thể tạm thời chặn đứng liên kết giữa linh quỷ và bản thể của nó. Trước khi liên hệ bị chặn đứng, linh quỷ đã truyền hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy cho Tống Thư Hàng thông qua cộng hưởng. Một thư sinh toàn thân như thủy tinh đã mượn thân thể của nó. Tống Thư Hàng. Không gạch dưới không. Mượn thân thể của linh quỷ mà cũng được luôn à. Diệp sư tỷ thấy Tống Thư Hàng ngẩn ra thì hỏi. Thư Hàng, có chuyện gì thế? Linh quỷ của ta bị người ta dùng sức mạnh mượn đi rồi, Tống Thư Hàng đáp. Linh quỷ bị mượn đi á? Diệp sư tỷ cũng ngẩn ra luôn. Linh quỷ mà mượn được hay sao? Diệp tư. Ta muốn về địa cầu một chuyến, Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ rồi nói. Linh quỷ vô cùng quan trọng đối với hắn, nếu không có nó thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm lại rất nhiều. Hơn nữa linh quỷ chính là một nửa của hắn, tuy rằng đối phương nói sẽ trả lại và còn trả thêm cả thù lao, thế nhưng Tống Thư Hàng không thể vững lòng cho nổi.
Người ta mượn mất một nửa của mình đi thì làm sao mà không nóng ruột cho được. Được, chúng ta về Bích Thủy Các trước, ta báo cáo cho sư phụ hoặc các chủ một câu rồi mình cùng nhau về địa cầu. Diệp sư tỷ dịu dàng an ủi Tống Thư Hàng, đừng sốt ruột, liên hệ giữa linh quỷ và bản thể không thể bị cắt đứt. Cho dù đối phương dùng sức mạnh để mang linh quỷ đi thì chúng ta vẫn sẽ tìm được nó về thôi. Diệp Tư, cảm ơn cô, Tống Thư Hàng gật nhẹ đầu rồi nói. Ngồi cho vững, chúng ta về Bích Thủy Các trước, Diệp sư tỷ nói. Linh quỷ bị mượn đi à, trong đầu Diệp sư tỷ bỗng hớ đến một việc. Hình như cô cũng đã từng trải qua việc này rồi thì phải. Thế nhưng ký ức của cô lại rất mơ hồ. Diệp sư tỷ điều khiển pháp khí phi hành, chuẩn bị về Bích Thủy Các. Đúng lúc này thì một chiếc tàu cao tốc lao nhanh về phía họ. Trong tàu cao tốc, một con sư tử bạch ngọc hình như bị ai đó đạp văng ra. Lục Tu, đồ ngốc kia, không dịu dàng được một tí à? Sư tử bạch ngọc tứ tu vừa bay vừa cắm cẩu. Cái đồ sinh vật bốn chân ngắn cũng như ngươi mà cũng đòi ta phải dịu dàng á? Tiếng nói của Lục Tu cô nương truyền ra từ con tàu cao tốc. Tứ tu, gạch nối, ta là bạch ngọc sư tử đó. Chẳng lẽ ngươi muốn ta phải có bốn cái chân dài như hươu cao cổ mới được à? Tứ tu lăn mình rơi xuống trước mặt Tống Thư Hàng, rũ rũ người rồi nói rất chi là bình tĩnh. Thư Hàng tiểu hữu, lại gặp rồi. Tứ tu tiền bối, mình lại gặp rồi, Tống Thư Hàng nói. Vô cực ma tông bị xử lý bởi cửu tu Phượng Hoàng Đao, cho nên tứ tu và lục tu ở gần đây cũng chẳng khiến hắn bất ngờ gì. Chương 582, cái gì? Đại Minh ta đã diệt vong rồi. Truy Nhật phi độn phù chắc hẳn là độn pháp không khác với vạn lý phi độn thuật lắm nhỉ. Sư tử Bạch Ngọc giải thích tiếp. Thư Hàng tiểu hữu, sau khi nghiên cứu thì thất tu đã có một vài manh mối về cái phệ hồn yêu hồ kia của ngươi rồi. Truy Nhật phi độn phù này là một loại trong các pháp thuật phi độn. Bao giờ thất tu tìm thấy người có liên quan đến phệ hồn yêu hồ thì có thể thông báo cho tiểu hữu qua Truy Nhật phi độn phù này rồi kéo ngươi tới bên cạnh mình. Tống Thư Hàng. Người có liên quan tới phệ hồn yêu hồ ư? Hắn dùng phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả ném cái phệ hồn yêu hồ kia vào vũ trụ, sau này cái hồ lô ấy trải qua dị biến trong vũ trụ, chính hắn cũng không biết bây giờ nó lại có quan hệ với ai. Đó là một kẻ rất đặc biệt, trước khi tìm ra hắn thì chúng ta không thể nhắc tới tên hắn. Bằng không hắn sẽ cảm ứng được rồi lặn mất tăm. À đúng rồi, thất tu nhờ ta nhắc nhở Thư Hàng tiểu hữu, có phải ngươi đang rất muốn có một cái gì đó không? Thế thì chuẩn bị nhiều linh thạch vào. Chỉ cần có đủ linh thạch thì ngươi muốn cái gì cũng có thể mua được hết, tứ tu nhắc nhở. Đều mua được hết à? Vậy thì có thể mua được cả máu của Long Ma đúng không? Cảm ơn tứ tu tiền bối, ta biết rồi, Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Thế nhé, Thư Hàng tiểu hữu, sau này chúng ta còn gặp lại, sư tử Bạch Ngọc vung móng cuốt, sau đó dưới chân hóa gió, về lại tàu cao tốc. Tống Thư Hàng nhận lấy lá Truy Nhật phi độn phù nọ. Nếu có thể mua được máu Long Ma thật thì vấn đề lại quay về điểm xuất phát đó là linh thạch. Hắn cần một lượng linh thạch rất lớn. Làm sao để có được một lượng lớn linh thạch trong thời gian ngắn đây? Ngoại trừ cách bay trong vũ trụ rồi va phải một ngôi sao băng làm bằng linh thạch ra, thì phương pháp nhanh nhất để có được nhiều linh thạch là gì? Biện pháp để có nhiều linh thạch trong khoảng thời gian ngắn nhất chính là tìm tiền bối mà vay. Ta có thể cho ngươi vay đấy. Giọng nói của Bạch Tôn giả văng vẳng bên tai Tống Thư Hàng. Phải đi vay à? Sau khi chia tay tứ tu, Diệp sư tỷ đưa Tống Thư Hàng về Bích Thủy Các. Lần này họ vào thẳng từ cửa trước. Khi Tống Thư Hàng và Diệp sư tỷ tới gần Bích Thủy Các thì có tiếng khóc từ xa vẳng lại. Hu hu hu, tiếng khóc này như tiếng quỷ rót vào đầu, dù ở giữa hư không cũng vẫn xuyên thẳng vào não bộ người ta cứ như là truyền âm nhập mật. Thiên khấp bảo điển, Tống Thư Hàng quen với tiếng khóc này lắm luôn. Lần nào Diệp sư tỷ bị chọc vào huyệt khóc thì đều khóc ra tiếng như thế cả. Thế nhưng tiếng khóc của Diệp sư tỷ rất dễ nghe, dáng vẻ như bông hoa lê tắm mưa làm cho người ta xót lòng xót dạ. Còn cái tiếng khóc từ đâu vẳng tới này nghe chẳng khác gì con mèo phát tình kêu gào thảm thiết, xuyên vào não như quỷ khóc, làm cho người ta run bắn cả da đầu. Diệp sư tỷ khó hiểu. Đúng là thiên khấp bảo điển, thế nhưng trong Bích Thủy Các chỉ có mỗi ta luyện thiên khấp bảo điển thôi cơ mà. Thiên khấp bảo điển là công pháp Donnie đóng giày thuộc về riêng mình cô, do cô và sư phụ nghiên cứu sáng tạo ra. Trong cả Bích Thủy Các chỉ có một mình cô tu luyện nó, chứ ngay cả sư phụ cô cũng không luyện. Thế thì, tiếng khóc phát ra từ thiên khấp bảo điển kia, là của ai? Thế là Diệp sư tỷ đi nhanh hơn nữa,
đưa Tống Thư Hàng vượt qua đại trận phòng ngự của Bích Thủy Các, đi tới cửa chính. Hai người phóng mắt nhìn sang. Ở cửa chính của Bích Thủy Các, có một ông lão tóc bạc trắng nhưng mặt mũi lại chẳng có mấy nếp nhăn đang đả tỏa. Ông chỉ ngồi đó thôi mà đã hiện rõ khí phách cao nhân. Linh hoàng ngũ phẩm, hơn nữa số lượng long văn trên kim đan không hề ít hơn bốn đạo. Lúc này ông lão đang khóc tu tu, hai mắt đỏ au. Hu hu hu, nhìn từ chỗ ta thì sáu hòn thiên thạch trước mặt đang tạo thành một đường lượn sóng kìa. Hu hu hu, cảm động quá đi mà. Hu hu hu, cảm động quá, ta không thể nào mà dừng khóc được. Tống Thư Hàng quay sang nhìn cái hình ảnh mà ông lão đang nhìn thấy, đậu ngoá, chỉ có một đống thiên thạch đang bay bất quy tắc mà thôi. Rốt cuộc ông lão này dòm đống thiên thạch đó từ góc độ nào mà ra hình ảnh làm ổng đau lòng muốn chết thế hả? Diệp sư tỷ cũng tò mò, định quay sang xem một cái thì bị Tống Thư Hàng vươn tay ra bịt kín mắt lại. Đừng nhìn. Hắn có dự cảm, nếu Diệp sư tỷ mà nhìn thấy hình ảnh, sáu hòn thiên thạch xếp thành đường lượn sóng, kia thì cũng sẽ xúc động mà khóc ầm lên mất. Một người khóc đã phiền lắm rồi, nếu mà hai người cùng khóc thì biết đến đời ông bà nào mới dừng lại được. Diệp sư tỷ. Gạch nối. Sau đó cô và Tống Thư Hàng cùng đứng trước mặt ông lão. Diệp sư tỷ hành lễ rồi hỏi ngay. Chào đạo hữu, xin hỏi ngươi là ai vậy? Ông lão kia cũng đã nhìn thấy Diệp sư tỷ và Tống Thư Hàng rồi, thế nhưng ổng không thể dừng khóc nhanh được nên vẫn chưa chào hỏi họ. Hu hu hu, chào đạo hữu. Bần đạo là Khốc lão nhân, là một tán tu không môn không phái mà thôi, Khốc lão nhân đứng dậy trả lễ. Sau đó hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống tiểu hữu, rốt cuộc thì bần đạo cũng tìm thấy ngươi rồi. Hu hu hu, bần đạo tìm ngươi vất vả quá, hu hu hu, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, bần đạo vui quá đi. Ngay sau đó, dưới hai tầng kích thích mang tên, sáu hòn thiên thạch xếp thành đường lượn sóng, và Tống Thư Hàng, Khốc lão nhân khóc lên khóc xuống, khóc đến mức tưởng có thể lăn đùng ra mà ngất lịm ngay được. Tống Thư Hàng tò mò mà hỏi, tiền bối biết ta à? À, ta được bạch tiền bối nhờ. Hu hu hu, đi vào vũ trụ chờ ngươi, hu hu hu, còn sắp xếp sân tập luyện khổng lồ cho ngươi, để ngươi tập luyện trong vòng một tháng nữa cơ, Khốc lão nhân nói rồi lấy một chiếc điện thoại di động ra, mở khóa màn hình, tìm tấm ảnh Tống Thư Hàng, mà bạch tiền bối gửi cho. Khi Tống Thư Hàng nhìn thấy tấm ảnh này thì khóe miệng giật mấy phát liền. Đó là một trong những tấm ảnh mà bạch tiền bối chụp hắn khi ngài dẫn hắn đi nhảy ban gì. Thư Hàng tiểu hữu trong ảnh tươi cười miễn cưỡng còn xấu xí hơn cả khóc. Không ngờ bạch tôn giả còn sắp xếp người cho hắn tập luyện ở trên vũ trụ. Thật ngại quá, Khốc lão nhân tiền bối. Sau khi vãn bối vào vũ trụ đã gặp rất nhiều chuyện, một lời khó mà nói hết được, Tống Thư Hàng cảm thán. Khốc lão nhân. Không sao, thực ra thì ta cũng đã nghe chuyện của tiểu hữu rồi. Hu hu hu. Dường như những gì nghe thấy lại chọc đúng huyệt khóc của Khốc lão nhân, ổng lại càng khóc dữ hơn. Diệp sư tỷ và Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, Diệp sư tỷ hỏi. Khốc đạo hữu, ngươi tu luyện thiên khấp bảo điển sao? Chính là thiên khấp bảo điển. Ta có được tàn quyền của nó từ một di tích có liên quan tới Bích Thủy Các Thượng Cổ, Khốc lão nhân trả lời thành thật. Di tích Bích Thủy Các, Thượng Cổ. Diệp sư tỷ hơi trao mày. Di tích á? Khốc lão nhân trả lời. Đúng vậy, một di tích. Trong di tích ấy miêu tả lại chuyện Bích Thủy Các bị hủy diệt. Không ngờ ta lại có thể nhìn thấy một Bích Thủy Các mới được xây dựng lại ở nơi này. Cái gì cơ, Bích Thủy Các đã diệt vong từ thượng cổ. Chương 583, người đã bị con khỉ đập cho một trận. Làm sao có thể như thế được, cô vẫn luôn sống ở Bích Thủy Các này, Bích Thủy Các đã truyền thừa từ thượng cổ tới nay, diệt vong lúc nào chứ? Diệp sư tỷ muốn lên tiếng phản bác, thế nhưng không hiểu vì sao câu phản bác đã ra đến miệng lại chẳng thể thốt lên thành lời. Đồng thời, không hiểu sao cô thấy cả người mềm nhũn rồi cứ thế ngã về phía sau. Sao lại thế này? Tại sao cả người lại mềm oặt ra, chẳng còn chút sức lực nào thế này? Tống Thư Hàng đang cởi đồ du hành vũ trụ bên cạnh vội vàng đỡ lấy Diệp sư tỷ. Thân thể của cô trở nên nhẹ bẫng như thể không hề có chút trọng lượng nào. Thư Hàng, Diệp sư tỷ ngẩng lên nhìn Tống Thư Hàng, nước mắt ẩn ẩn dâng lên trong đôi mắt. Sư tỷ đừng sợ. Mình xem xét lại sự tình từ đầu tới cuối rồi tính tiếp nha, Tống Thư Hàng đỡ Diệp sư tỷ rồi an ủi, nói không chừng chỉ là một môn phái nào đó trùng tên với Bích Thủy Các, đã bị diệt vong từ rất lâu trước kia rồi thôi. Tống Thư Hàng vừa nói câu này ra khỏi miệng thì đã lẳng lặng phủ định nó trong đầu. Môn phái thì có thể trùng tên,
thế nhưng Khốc lão nhân tu luyện thiên khấp bảo điển hàng thật giá thật kia kìa. Lúc này thì Khốc lão nhân cuối cùng cũng nín khóc, thế nhưng trong lòng ông ta thì như đang có cả vạn con ngựa đang cùng lồng lên. Ngoá nó, mình vừa mới nói gì? Đứng trước cửa Bích Thủy Các mới mà nói với người ta là, Bích Thủy Các đã từng bị hủy diệt, chẳng phải là lao đầu tìm chết hay sao? Nói cách khác, cảm giác này giống như, trong Tây Du Ký, Ngọc Hoàng vất vả lắm mới sửa chữa xong thiên cung bị con khỉ đại náo phá tới bời. Thế mà đúng lúc đó lại có khách đến, vừa mở mồm đã bảo ngay, nghe nói ngài vừa bị con khỉ đánh cho một trận hả? Chính là như thế đó. Chắc ban nãy mình khóc lú đầu nên mới nói chuyện này ra mà. Xem đi, ấn tượng ban đầu với người ta hỏng hết cả rồi, nói không chừng còn bị người ta ghét luôn rồi ấy chứ. Phải làm thế nào để cứu vãn đây? Đầu óc của Khốc lão nhân vận động điên cuồng. Chuyện này liên quan đến việc hắn có thể tìm được phần công pháp tiếp theo của thiên khấp bảo điển hay không đấy. Lúc này, Tống Thư Hàng mới ướm hỏi. Khốc tiền bối, ngài có thể miêu tả một chút xem di tích Bích Thủy Các mà ngài nhìn thấy trông như thế nào không? Tống Thư Hàng cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Nếu Bích Thủy Các đã bị hủy diệt từ thời thượng cổ thì Bích Thủy Các trước mắt hắn đây là cái gì? Chẳng lẽ thực sự là Bích Thủy Các được xây dựng lại hay sao? Hay chăng, nó chính là Bích Thủy Các tồn tại bằng một phương thức nào đó khác? Khốc lão nhân ngừng khóc rồi miêu tả cho Tống Thư Hàng nghe. Đó là một động phủ của tiên nhân thời cổ trông rất bình thường, nằm sâu dưới đất. Lúc còn trẻ, ta đã tình cờ đi vào trong đó. Dường như động phủ đã bị vứt bỏ từ lâu, hoặc là trước khi ta vào thì đã có ai đó đến trước một bước rồi, đồ đạc bị dọn đi hết, chỉ để lại một giá sách rất lớn mà thôi. Có lẽ trên giá sách ấy từng có rất nhiều công pháp và đạo pháp đấy. Có một bức tranh tường còn lại trên bức tường của động phủ ấy. Trong tranh là cảnh tượng của Bích Thủy Các khi còn phồn vinh, giống y như Bích Thủy Các trước mắt chúng ta lúc này vậy. Bên cạnh đó có một đoạn văn giới thiệu về Bích Thủy Các. Trong đoạn văn đó viết, dưới sự dẫn dắt của Sở Các Chủ, Bích Thủy Các năm đó phồn vinh hưng thịnh, các đệ tử trong các sống cuộc đời cách biệt với thế nhân. Bích Thủy Các chẳng khác nào một gia đình lớn. Thế nhưng ở thời kỳ thượng cổ, năm thế lực tu chân cường đại đấu đá lẫn nhau, kéo Bích Thủy Các cuốn vào cuộc chiến của họ. Chỉ trong vòng một đêm Bích Thủy Các đã bị hủy diệt, không có một đệ tử nào may mắn thoát thân. Khi Khốc lão nhân nói đến đoạn này thì Diệp Sư Tỷ bên cạnh Tống Thư Hàng siết chặt lấy cánh tay của hắn. Dường như cô đang nhớ lại điều gì đó, thế nhưng vẻ mơ hồ vẫn phủ trùm lên đôi ánh mắt. Tống Thư Hàng vỗ về Sư Tỷ rồi hỏi tiếp. Thiên khấp bảo điển của khấp tiền bối được lấy từ động phủ kia ra à? Thiên khấp bảo điển là công pháp do sư phụ của Diệp Sư Tỷ và chính cô tạo ra cho riêng cô, trong cả Bích Thủy Các chỉ có Diệp Sư Tỷ và sư phụ mới có thiên khấp bảo điển. Nếu vậy thì động phủ mà Khốc lão nhân tìm được có liên quan đến Diệp Sư Tỷ ư? Đúng vậy, ta tìm thấy thiên khấp bảo điển trong động phủ đó, đáng tiếc chỉ có tàn quyển mà thôi, công pháp dừng lại ở cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm. Chính vì thế nên ta dừng lại ở cảnh giới linh hoàng đã bao năm mà chẳng thể tiến lên thêm được bước nào, Khốc lão nhân nói. Tống Thư Hàng. Khốc tiền bối có biết chủ nhân của động phủ ấy là ai không? Có manh mối gì không? Khốc lão nhân lắc đầu, chủ nhân của động phủ không hề lưu lại tên tuổi gì cả. Tống Thư Hàng lại nhìn về phía Diệp Sư Tỷ. Vẻ mặt của Diệp Sư Tỷ vẫn hoang mang như cũ, sau đó thì vẻ mặt cô đượm nét buồn rầu. Ta không nhớ ra gì hết. Thư Hàng. Bởi vì không nhớ ra được cho nên cô nóng ruột nóng gan, trông như thể sẽ òa khóc bất cứ lúc nào. Một khi đã thế thì chúng ta đi hỏi các chủ đi, chúng ta đứng đây đoán mò thì có ích gì. Đi hỏi Sở Các Chủ là biết đáp án ngay thôi. Nghe thấy tên của Sở Các Chủ, Khốc lão nhân tức thì kích động hẳn lên. Quả nhiên là Sở Các Chủ đã xây dựng lại Bích Thủy Các mới sao. Tống Tiểu Hữu. Nếu ngươi gặp Sở Các Chủ thì có thể hỏi dùm ta một tiếng xem Bích Thủy Các mới có nhận người nữa không được không? Chỉ cần cho ta chạm vào thiên khấp bảo điển bản hoàn chỉnh thì không phải lo gì về lòng trung thành của ta hết. Hắn là tán tu thân thế trong sạch, không môn không phái nhưng đã tu luyện tới cảnh giới kim đan ngũ phẩm, trên kim đan còn có đến năm đạo long văn. Tán nhân như hắn mà thành tâm muốn gia nhập môn phái nào, thì các môn phái bình thường đều sẽ thu nhận. Cho dù độ trung thành không thể so sánh với các trưởng lão trong phái của mình, thế nhưng nói thế nào thì cũng là thêm một phần chiến lực cấp bậc ngũ phẩm cơ mà. Mang về làm trưởng lão danh nghĩa hay, khách khanh cũng được. Tống Thư Hàng nhíu mày, người sáng lập ra thiên khấp bảo điển đang đứng ngay bên cạnh hắn đây đây chứ đâu. Hình như Bích Thủy Các đang nhận người thật,
đúng là Khốc tiền bối có cơ hội đấy. Để ta hỏi Sở các chủ thay tiền bối chút vậy, Tống Thư Hằng đáp. Tống Thư Hằng vừa dứt lời thì cổng lớn của Bích Thủy Các đã từ từ mở ra. Một bàn tay trắng muốt đột nhiên xuất hiện, túm áp Khốc lão nhân rồi nhấc cả người hắn lên khỏi mặt đất. Khốc lão nhân cấp bậc ngũ phẩm mà lại không hề có sức chống trả, bị bàn tay nhỏ bé trắng ngần ấy nhấc lên y như một con gà con. Lượn đi, tiếng nói của Sở các chủ khẽ vang lên. Sau đó Khốc lão nhân bị quẳng ra ngoài, bay xa mãi xa, chỉ để lại một tràng tiếng kêu gào á á á thảm thiết. Dám nhắc tới việc Bích Thủy Các bị hủy diệt ngay trước mắt Sở các chủ, chuyện này cũng làm cho người ta khó ở y như, ngài đã bị con khỉ đập cho một trận, vậy. Á á á, khi tiếng gào của Khốc lão nhân mới ngân được một nửa thì một cánh cửa không gian xuất hiện ngay sau lưng hắn. Khốc lão nhân ngã vào trong cửa không gian rồi bị truyền tống thẳng tới một phương trời xa lắm. Là pháp thuật truyền tống không gian. Sở các chủ vỗ vỗ tay rồi duỗi cái eo lười một cái. Mái tóc đen dài trải ra tản mát như một tấm áo choàng sau lưng bà. Sau đó, bà rũ mắt nhìn Tống Thư Hằng. Tống Tiểu Hữu, ban nãy ngươi nói định hỏi ta cái gì cơ? Tống Thư Hằng giật thót một cái. Hắn lẳng lặng nhìn Khốc lão nhân đã biến mất xa xa, trong lòng thầm cảm thấy bây giờ mà dám hỏi cái gì thì sẽ nối gót ổng ngay. Hắn chỉ là một tu sĩ nhị phẩm con, bị quăng như thế thì còn đâu là người. Lúc này, Diệp Sư Tỷ lại ngẩng đầu nhìn Sở các chủ. Các chủ, Bích Thủy Các chúng ta đã bị diệt vong từ thời thượng cổ có phải không? Sở các chủ mơn trớn mái tóc dài đen mượt rồi đáp rất nhẹ. Đúng vậy, bị diệt vong rồi, bị san thành đất bằng chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi. Đó là tâm huyết bao nhiêu năm của ta, năm ấy ta khóc lóc thảm thiết đến suýt nữa thì mù, sau chuyện ấy ta còn mắc bệnh tự bế mấy ngàn năm nữa. Diệp Tư không nhịn nổi mà rơi nước mắt. Sở các chủ kéo cô vào lòng rồi an ủi. Đứa bé ngốc này, có gì mà phải khóc, thời kỳ thượng cổ có vô vàn môn phái, diệt vong là chuyện thường tình. Bích Thủy Các của chúng ta chỉ là không may bị cuốn vào thị phi. Chúng ta không làm sai gì cả, nếu có sai thì chỉ trách năm đó chúng ta không đủ cường đại mà thôi. Nếu như năm đó bà đã có được tu vi của hiện nay thì Bích Thủy Các sẽ không bị tiêu diệt. Sở các chủ rõ ràng không có thiên phú an ủi người khác, lời an ủi của bà chỉ khiến cho Diệp Sư Tỷ khóc càng đau đớn hơn. Đúng là đã bị diệt vong à. Tống Thư Hằng thở dài rồi lại nhìn Bích Thủy Các trước mắt. Thế thì, Bích Thủy Các bây giờ là do Sở các chủ người xây dựng lại đúng không? Hai mắt của Sở các chủ đã lờ đà lờ đờ. Bà nhìn Tống Thư Hằng. Trong lòng ngươi đã đoán được thì cần gì phải hỏi nhiều nữa. Tống Thư Hằng cười khổ. Lúc trước đúng là hắn đã có một suy đoán to gan, rằng tất cả được tạo thành từ thực tại ảo năng lực đặc biệt của tôn giả thất phẩm. Chỉ có điều hắn không thể tin được suy đoán này của mình thôi. Từ con người đến kiến trúc, từ sông nhỏ uốn quanh đến từng cành cây ngọn ở Bích Thủy Các đều vô cùng chân thực. Các đệ tử trong cách đều rõ ràng hiển hiện, có được tư tưởng và ý chí của riêng mình. Nếu đây cũng là thực tại ảo thì có gì khác với sự thật đâu. Tống Thư Hằng đột nhiên thấy đồng cảm với Vân Vũ đạo nhân. Ngươi cho rằng trong nhóm này náo nhiệt lắm sao? Thật ra tất cả đều là clone của ta đó. Mà bây giờ thì hắn đang tự mình trải qua vơ dần người thật đây. Ngươi cho rằng Bích Thủy Các rất đông vui sao? Thực ra tất cả những người bên cạnh ngươi trong Bích Thủy Các này đều là clone của ta đó. Ủa, từ từ, chờ chút. Có vấn đề lớn rồi. Nếu toàn bộ Bích Thủy Các này đều là thực tại ảo, thì... Các chủ, con Diệp Sư Tỷ thì sao? Thư Hằng hỏi. Nếu toàn bộ Bích Thủy Các đều là thực tại ảo, vậy còn Diệp Sư Tỷ thì sao? Tuy rằng hắn và Diệp Sư Tỷ mới là đạo lữ dự bị, thời gian ở bên nhau ngắn ngủi và còn đang bồi dưỡng tình cảm. Đến tận bây giờ cả hai vẫn chỉ là bạn tốt có cùng hứng thú đam mê, có lẽ có thể thân hơn một tí, nhưng còn cách xa cả vạn dặm mới bồi đắp được tình cảm giữa tình nhân với nhau. Thế nhưng nói gì thì nói, Diệp Sư Tỷ vẫn được coi là mối tình đầu của Tống Thư Hằng đấy. Mối tình đầu chính là vừa chua xót lại vừa tàn nhẫn. Cõi lòng Tống Thư Hằng đắng ngắt. Đúng lúc ấy, Sở các chủ phất tay qua mặt Diệp Sư Tỷ một cái, cô lập tức chìm vào giấc ngủ say. Diệp Tư là đặc biệt, nó không phải là thực tại ảo mà ta huyễn hóa ra. Về một mặt nào đó thì thực tại ảo là một phần của ta. Nếu nó là thực tại ảo của ta thì không thể tìm ngươi rồi trở thành đạo lữ với ngươi được, Sở các chủ đáp. Bà chưa thèm khát đến mức độ đi tìm một tu sĩ con về làm đạo lữ song tu của mình đâu. Chương 584, ngủ ngon. Tống Tiểu Hữu,
không ngủ cùng sao? Nếu không phải là ảo giác do thực tại ảo biến thành thì Diệp sư tỷ là đệ tử của Bích Thủy Các còn sống sót từ năm đó sao? Hay cô ấy là đệ tử mà Diệp sư tỷ thu nhận khi đang thi triển thực tại ảo? Trong thực tại ảo, các trưởng lão và chủ của các phân các đều đang tích cực thu nạp đệ tử mà. Ban nãy Tống Thư Hằng còn định giới thiệu Khốc lão nhân vào Bích Thủy Các làm đệ tử, nhưng bây giờ xem ra duyên phận giữa Khốc lão nhân và Bích Thủy Các đã hết rồi. Thư Hằng có thể khẳng định Diệp sư tỷ không phải là một vong hồn, bởi vì cô đã từng tiếp xúc với ngón tay của Tống Thư Hằng trong trạng thái siêu độ hai lần, mà hoàn toàn không có dấu hiệu bị siêu độ. Nếu sư tỷ là vong hồn thì đã bị siêu độ ngay từ lúc ấy rồi. Cho dù cô có thực lực cao cường, không bị Tống Thư Hằng siêu độ thì ít nhất cũng phải xảy ra phản ứng siêu độ chứ. Vậy thì các chủ à, Diệp sư tỷ vẫn ổn chứ? Tống Thư Hằng hỏi. Lúc này Sở các chủ lại ngáp một cái dài thượt, vẻ mặt mệt mỏi như thể có thể lăn ra ngủ bất cứ khi nào. Sở các chủ ơi, tỉnh lại đã, xin người trả lời câu hỏi của ta đã rồi hẵng ngủ được không? Tống Thư Hằng biết rõ tính tình của Sở các chủ rồi. Bà buồn ngủ rũ ra rồi, nói ngủ là ngủ, tùy hứng cực kỳ. Hơn nữa bà mà ngủ thì sẽ quên rất nhiều việc quan trọng. Ví dụ như chuyện khi Tống Thư Hằng và Sở Sở ở trong thời Quang Thành đã bị bà quên hết sạch sành sanh. Sở các chủ không trả lời Tống Thư Hằng, nét mỏi mệt càng ngày càng rõ rệt. Bà quay người lại, sau lưng đã xuất hiện truyền tống không gian. Sau đó bà ôm Diệp Tư bước vào cánh cửa không gian đến một chỗ khác, đó chính là Vân Trung các phòng ngủ của bà. Tống Thư Hằng. Gạch nối. Sau đó hắn nhìn cánh cửa không gian mãi không có dấu hiệu đóng lại, bèn cắn răng rồi chui luôn vào. Sau đó, hắn cũng xuất hiện trong Vân Trung Các. Trước mắt hắn, Sở các chủ duỗi eo lười biếng, người đổ về giường, mí mắt sụp xuống. Sở các chủ, ít ra người trả lời ta đã chứ, Tống Thư Hằng vội la lên. Sở các chủ ngước mắt lên nhìn Tống Thư Hằng rồi bảo. Tống Tiểu Hữu, muốn cùng ngủ một giấc không? Tống Thư Hằng. Gạch nối. Tiền bối, người uống lộn thuốc à? Hay là hôm nay người chưa uống thuốc thế? À, không muốn ngủ cùng à? Thế người ngủ trên sàn đi nhé, Sở các chủ cô tay kéo một cái chăn rồi phủ lên người mình và Diệp Tư. Tống Tiểu Hữu, ngủ ngon, Sở các chủ nói khẽ. Tống Thư Hằng. Gạch nối. Người cố ý đúng không? Có tin ta lật giường của người lên không? Chỉ có hai chữ, đúng, hay là, không, thôi mà người nhất quyết không cho ta biết đấy à? Chỉ trong thời gian một ý niệm, tiếng thở đều đều của Sở các chủ đã vang lên từ phía giường. Hít vào thở ra, vững vàng đều đặn. Thực ra với tu vi của Sở các chủ thì bà đã không cần phải hít thở nữa từ lâu rồi. Thế nhưng khi đi ngủ thì Sở các chủ vẫn hít thở theo bản năng. Tống Thư Hằng thở dài u ám, chẳng lẽ bây giờ hắn phải học theo Khốc lão nhân rồi cắm rễ ở bên ngoài khuê phòng của Sở các chủ để đợi bà tỉnh lại à? Rồi mới biết được bà ấy còn ngủ tới khi nào mới tỉnh. Hay là, Tống Thư Hằng nhìn bao tay tình yêu của Mộc Ngưu kiếm khách trên tay mình, hay là hạ quyết tâm giám định cho Diệp sư tỷ một phát nhỉ? Lần trước sau khi giám định Diệp sư tỷ, hắn đã chìm vào hôn mê. Nhưng bây giờ cứ mỗi khi Tống Thư Hằng ngủ nghỉ thì âm thanh 88.888 lại không ngừng rót vào tai, qua đó hắn đã thấu hiểu bí pháp giám định thuật ngày càng sâu sắc. Khi giám định có thể thấy được nhiều nội dung hơn, và cái giá phải trả cũng giảm dần đi. Làm phát không? Tống Thư Hằng nhìn Diệp sư tỷ và Sở các chủ trên giường, hình ảnh miêu tả chính xác thế nào là hai mỹ nhân chìm trong giấc ngủ. Ngoá nó, giờ mình chạy tới lật chăn ra giám định, sau đó túa máu ngã bên cạnh thì khác quái gì biến thái. Hay là chờ sư tỷ tỉnh dậy rồi xem sao nhỉ? Không biết Sở các chủ ngủ tới bao giờ, thế nhưng Diệp sư tỷ không ngủ lâu vậy đâu đúng không? Khi Tống Thư Hằng nghĩ thế thì tiếng thở đều đều của Sở các chủ vẫn vang bên tai y như thuật thôi miên vậy. Mí mắt của Tống Thư Hằng cứ ngày một nặng dần. Sau đó hắn mềm người ngã rạp xuống đất. Rồi cứ thế mà thiếp đi. Sau đó Tống Thư Hằng cảm thấy mình lại nhập mộng. Nhập mộng khác với giấc mộng thông thường, bây giờ thì hắn đã có thể phân biệt được dựa vào những chi tiết rất nhỏ rồi. Từ từ, không đúng, đây không phải là nhập mộng. Tống Thư Hằng phát hiện ra tầm quan sát của mình đang đặt trên không nhìn xuống, không hề nhập vào cảnh mộng của ai cả. Quan trọng hơn là trong giấc mộng này không có âm thanh 88.888 lải nhải bên tai. Vậy rốt cuộc là ai đã đưa hắn vào cảnh mộng? Dường như chỉ có Sở các chủ là làm được việc này thôi. Cảnh mộng dần dần trở nên rõ ràng.
Dưới tầm mắt của hắn là nơi trú đóng của một môn phái lớn, chính là Bích Thủy Các. Ở vị trí dễ chú ý nhất của Bích Thủy Các, Sở Các Chủ mặc váy dài, tay nắm chặt, đứng hiên ngang. Sở Các Chủ trong hình ảnh mà Tống Thư Hàng nhìn thấy tóc chỉ tới eo, trên khuôn mặt cũng chẳng hề có vẻ gì mệt mỏi hay biếng nhác. Tuy rằng thiếu một chút mỹ cảm lười biếng, lại thêm vào mấy phần hăng hái sinh động. Bích Thủy Các duy trì trạng thái phòng ngự mạnh nhất. Vô số đệ tử đứng đúng vị trí của mình, rót toàn bộ linh lực trong mình vào đại trận phòng ngự của Bích Thủy Các. Sở Các Chủ lấy ra toàn bộ linh thạch dự trữ trong các để làm nguồn năng lượng cho trận pháp phòng ngự. Thư Hàng không thể tìm thấy Diệp Tư trong đám đông vô số đệ tử ấy, khung cảnh rất hỗn loạn, có lẽ cô đang đứng ở một góc khuất nào rồi. Trên bầu trời của cảnh mộng có lẽ chính là trận đại chiến của các tu sĩ thời đó. Thế nhưng ở góc độ thị giác của Tống Thư Hàng thì chỉ có thể nhìn xuống Bích Thủy Các chứ không thể thấy được trận chiến tu sĩ trên trời. Hắn chỉ từng đợt sóng gợn thi thoảng cuộn lên và hoa lửa chốc chốc tóe ra trên đại trận phòng ngự của Bích Thủy Các, đó là pháp thuật của các tu sĩ đang chiến đấu trên bầu trời lọt xuống. Cũng có thi thể của một vài tu sĩ cường đại rơi xuống. Khi các thi thể đó rơi xuống thì không, hóa đạo tiêu tán, mà lựa chọn phương thức tự bạo để nổ tung. Song chúng nó tự bạo căn bản không thể làm đối thủ bị thương, mà chỉ không ngừng tiêu hao lớp phòng ngự của Bích Thủy Các. Không sai. Đây chính là cảnh tượng khi Bích Thủy Các bị hủy diệt từ thượng cổ. Cửa thành cháy lớn, cá chậu vạ lây. Bích Thủy Các thời thượng cổ sống những tháng ngày không tranh với đời, chỉ tu luyện trong địa bàn của chính mình. Thế nhưng môn phái của họ lại nằm gần chiến trường của năm môn phái tu sĩ cường đại, dẫn đến việc bị cuốn vào trận chiến ấy. Tuy trận chiến của năm môn phái rất khốc liệt, thế nhưng nhìn từ hình ảnh này thì chiến trường chính không nằm ở Bích Thủy Các, cùng lắm chỉ có một vài dư chấn lọt tới mà thôi. Chỉ chút dư chấn từ trận chiến ấy mà đã khiến Bích Thủy Các bị hủy diệt hoàn toàn, cả phái chết hết chỉ còn lại một mình Sở Các Chủ ư. Chẳng lẽ trong hồi kết của trận chiến giữa năm môn phái ấy đã có người sử dụng đạo thuật, cấm chú, gì đó trong truyền thuyết, làm cho hết thảy mọi thứ xung quanh đó đều bị diệt vong? Hay là hồi sau trận chiến có chuyện gì đột biến? Trong lúc Tống Thư Hằng còn đang suy nghĩ thì thi thể tu sĩ trên trời không ngừng rơi xuống y như sủi cảo, nện xuống đại trận của Bích Thủy Các từng lớp một. Đã thế, khi những thi thể ấy rơi xuống thì căn bản còn không kịp tự bảo. Tống Thư Hàng vẫn không nhìn thấy cảnh tượng trên không, thế nhưng, ánh mắt của Sở Các Chủ bỗng trở nên ngạc nhiên, thậm chí còn pha lẫn nét kinh hoàng. Không đúng, tần suất các tu sĩ tử vong quá nhanh, nhanh gấp cả trăm lần lúc trước. Chuyện gì xảy ra vậy? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa nghĩ như thế thì ánh mắt rốt cuộc cũng không còn bị hạn chế trong Bích Thủy Các nữa. Cả tình hình chiến đấu trên trời cũng lọt vào trong tầm nhìn của hắn. Trên không trung, năm môn phái chia thành hai phe. Một phe là liên minh giữa hai đạo môn mặc đạo bào khác nhau và một Phật môn. Phe còn lại gồm một tông môn phủ mình trong ma vụ và một môn phái do toàn đại yêu quái hình người tạo thành. Lúc này, thành viên của cả hai phe đang không ngừng bị giết chết, thế nhưng họ lại không bỏ mạng trong tay địch thủ của mình. Họ chết bởi một thế lực thứ ba đột ngột xuất hiện. Đó là một thế lực có đa số thành viên là người bắt yêu, nhân số lên tới trên 3.000 người. Trang phục của người bắt yêu từ xưa tới nay chẳng thay đổi gì, Tống Thư Hàng nhìn qua một cái là nhận ra ngay. Một phía là phe người bắt yêu có sức chiến đấu mạnh đến mức biến thái, một phía là năm đại môn phái chém giết đã lâu, trở thành nỏ mạnh hết đà. Người bắt yêu vào trận sau, và bắt đầu điên cuồng đổ sát. Người bắt yêu thượng cổ cực mạnh, còn mạnh hơn tu sĩ bình thường. Ở thời kỳ thượng cổ, họ điên cuồng bắt giữ yêu quái để nghiên cứu các biện pháp đối phó với chúng, đồng thời họ cũng nghiên cứu ra rất nhiều cấm thuật. Hơn nữa, mỗi người bắt yêu đều tích lũy vô số kinh nghiệm chiến đấu cùng yêu quá, kinh nghiệm thực chiến của họ phong phú vô cùng. Lại thêm việc bọn họ biết dùng thân thể yêu vật để chế tạo ra các pháp khí rất mạnh. Người bắt yêu vào trận muộn, và chém giết không chút nương tay. Trong đám người bắt yêu ấy có một người trẻ tuổi rất thu hút sự chú ý của người khác. Trên hai tay hắn cấy vào tua tủa gần 10 con mắt yêu quái. Hắn xòe tay một cái, các loại thiên phú cổ yêu đáng sợ tung ra. Có cái làm hóa đá, có cái thả ảo giác, có cái phun chân hỏa, có cái lóe lên ánh sáng lạ lùng. Xung quanh hắn, cả người và yêu đều ngã rạp xuống. Người của năm đại môn phái thi nhau sử dụng độn pháp muốn bỏ chạy. Thế nhưng có một thiên la địa võng do 10 vạn sợi phược yêu tác tụ thành xuất hiện giữa không trung, cắt đứt đường lui của họ. Lên trời không cửa, xuống đất không đường.
Đội người bắt yêu này đến có chuẩn bị, họ căn bản không định để cho người của năm đại môn phái sống sót rời đi. Ở phía dưới, sắc mặt của Sở các chủ càng ngày càng khó coi. Đám người bắt yêu này đuổi cùng diệt tận như thế, họ sẽ bỏ qua cho Bích Thủy các ư? Sở các chủ lập tức hạ lệnh cho người trong Bích Thủy các chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Trên khuôn mặt cô còn mang do dự, không biết có nên để cho đệ tử của Bích Thủy các trực tiếp tham chiến hay không. Trong trận chiến trên trời, ai nấy đều có cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm trở lên. Mà số lượng tu sĩ linh hoàng ngũ phẩm trong Bích Thủy các còn chưa tới 30 người. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó, người của năm đại môn phái đã bị diệt sạch, không một ai may mắn thoát được. Quá nhanh, nhanh đến mức các đệ tử của Bích Thủy các còn chưa hề kịp phản ứng. Chương 585, ngày đó, linh quỷ mang thai. Tống Thư Hàng nhìn thấy hình ảnh này thì không khỏi thở dài một tiếng. Tuy đã biết được kết cục của Bích Thủy các từ lời kể của Sở các chủ, thế nhưng khi nhìn thấy 3.000 người bắt yêu đánh xuống Bích Thủy các thì cảm giác bất lực vẫn trào lên trong lòng hắn. Đó là cảm giác khi biết rõ kết cục mà bản thân chẳng thể làm gì để đổi thay. Thế nhưng, người bắt yêu thời thượng cổ điên cuồng như thế sao? Không chỉ nhắm vào yêu vật mà còn đồ sát cả tu sĩ, lẽ nào đây là nguyên nhân khiến cho sau này người bắt yêu đột ngột biến mất, không để lại mảy may dấu vết ư? Khi Tống Thư Hàng còn đang trầm tư thì giọng nói của Sở các chủ đột nhiên vang lên ngay bên tai hắn. Ây, lược bỏ đoạn này đi. Ta xem lại đoạn ký ức này bao nhiêu lần cũng vẫn thấy đau thương vô hạn, mình thua qua đi. Quả nhiên là Sở các chủ cố ý dẫn dắt hắn vào trong cảnh mộng này. Tiếp đó, hình ảnh trước mắt Tống Thư Hàng đen kịt. Tống Thư Hàng, gạch nối, bị Sở các chủ chen ngang vào, cảm giác đau thương trong lòng hắn thay đổi hẳn đi. Hình ảnh lại sáng lên một lần nữa. Bích Thủy các vốn dĩ phồn vinh hưng thịnh nay đã trở thành một mảnh hoang tàn máu chảy thành sông. Có dấu vết chiến đấu và có cả vô số dấu vết của sấm sét. Trong cảnh mộng, Sở các chủ bị trọng thương quỳ trong tàn tích, òa khóc thất thanh. Sở các chủ khi đó bi thương vô hạn, cô bị trọng thương, mà sấm sét trên bầu trời vẫn liên tục giáng xuống. Từng luồng sấm sét bổ xuống thân thể cô. Cô quỳ dạp trong tàn tích không hề động đậy, để mặc cho lôi kiếp giáng xuống người mình. Tống Thư Hàng nhìn hình ảnh ấy, lòng bỗng thắt lại. Lúc này, giọng nói của Sở các chủ lại vang lên bên tai hắn. Nhìn ta lúc đó xinh đẹp lắm đúng không, có cảm giác cực kỳ thê mỹ ha. Nếu tên đàn ông nào có đam mê đặc biệt mà nhìn thấy hình ảnh này thì sẽ nổi cơn hưng phấn luôn ấy nhỉ. Một đại mỹ nhân quỳ trên mặt đất, vừa khóc lóc thê thảm, vừa rên lên thống khổ khi bị sấm sét quất roi mà. Tống Thư Hàng, gạch nối. Sở tiền bối à, người đừng giảng giải nữa thì tốt hơn. Đúng rồi. Người thấy hình ảnh đó rồi có hưng phấn không? Sở các chủ lại hỏi. Tống Thư Hàng hô lớn. Hoàn toàn không hứng tí nào. Xem ra ngươi không có con mắt thưởng thức cái đẹp rồi, Sở các chủ nói. Tống Thư Hàng. Ta không phải là biến thái. Biến thái thì có gì mà không tốt. Không điên cuồng thì không phải là sống. Đôi khi kẻ điên lại sống tốt ấy chứ, Sở các chủ cười nhạt. Tống Thư Hàng. Biến thái với thằng điên là hai giống khác nhau mà. Sở các chủ tự nhiên cạn lời không biết đáp thế nào, chẳng lẽ trong mắt bà, kẻ điên chính là kẻ biến thái hay sao? Ngay sau đó, Sở các chủ đổi chủ đề rất chi là quyết đoán. Nhìn thấy hình ảnh phía dưới không? Đáng tiếc, nếu khi đó ta đột phá sớm một chút thì nói không chừng đã bảo vệ được Bích Thủy các rồi, thế thì tốt biết mấy. Khi đó ta dẫn kiếp lôi xuống giết chết hơn một nửa kẻ thù đấy. Lúc đó ta ôm ý nghĩ đồng quy vu tận, cố ý dẫn chúng vây quanh mình rồi bắt đầu độ kiếp. Kiếp lôi giáng xuống như mưa, đám khốn kiếp bao vây ta bị đánh thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Sau đó ta còn gánh kiếp lôi trên lưng đuổi theo bọn chúng mà đánh thật lâu, ít nhất cũng phải giết chết quá nửa. Sở các chủ nói đoạn này có chút lộn xộn. Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng chính ta cũng không ngờ rằng cuối cùng mình lại độ kiếp thành công, nếu ta chết ngay khi đó thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Trận thiên kiếp kia giáng xuống trọn 10 ngày. Sở các chủ quỳ gối trong phế tích. Bị kiếp lôi đánh trọn 10 ngày. Sở các chủ đang che giấu nỗi bi thương của chính mình ư. Tống Thư Hằng nghĩ, có cần an ủi Sở các chủ một chút không nhỉ? Sở các chủ nói tiếp. Thôi lướt qua phần bị sét đánh đi, đánh mấy ngày lận cơ. Đoạn tiếp theo chính là đoạn mà ngươi quan tâm đấy. Khi đó, sau khi ta độ kiếp thành công thì bắt đầu tìm kiếm xem có còn đồng môn nào của mình trong Bích Thủy các sống sót hay không. Nội dung mà mình quan tâm, Diệp Sư Tỷ.
Sở các chủ trong cảnh mộng bắt đầu tìm kiếm trong bích thủy các. Cô đào bới đống tàn tích tan hoang, vừa khóc gọi, vừa kiếm tìm. Đoạn này cũng xót lòng lắm, thôi cắt, lại cắt đi, sở các chủ lại nói. Tống Thư Hàng, gạch nối. Trước mắt hắn, hình ảnh lại tối thui. Đến khi khung cảnh sáng rõ lần nữa thì sở các chủ đã đi tới một nơi bên cạnh đại trận không còn toàn vẹn. Diệp sư tỷ nằm lại nơi đó, một nửa thân thể hóa thành đá, một nửa đã bị đánh nát tươm. Trên người cô không còn một chút hơi thở sinh mệnh mảy may, đến vong hồn cũng không còn nữa. Có lẽ là do thiên kiếp đã đánh tan cả hồn phách cô rồi. Lòng Tống Thư Hàng thắt lại. Diệp sư tỷ năm đó đã thân tử đạo tiêu, thế chẳng phải là đã hết rồi ư? Ha ha ha, vẻ mặt đẹp lắm, ta đang muốn nhìn thấy chính cái vẻ mặt kinh hoàng của ngươi đấy, sở các chủ cười nói. Hai mắt Tống Thư Hàng sáng ngời lên. Lẽ nào là sở các chủ người cứu sống cô ấy ư? Không, chết hẳn rồi, linh hồn nó cũng biến mất. Đừng nói ta khi đó chỉ là một tôn giả thất phẩm, cho dù là ta bây giờ cũng không thể cứu sống một thân thể bị hóa đá đánh nát, đến linh hồn cũng tiêu tán, sở các chủ đáp. Lậu mía, mối tình đầu của tôi tê mũ tê. Không thể cứu được hay sao? Tống Thư Hàng hỏi. Không cứu được, sở các chủ nói, đừng nóng ruột, xem tiếp đi. Trong hình ảnh, khi sở các chủ đi tới bên cạnh thi thể của Diệp Tư thì thấy có một hồn phách nhạt nhòa chui ra từ đó. Diệp sư tỷ đã chết, linh hồn cũng không còn, thế thì hồn phách này là cái gì đây? Hơn nữa tuy rằng hồn phách này cũng mang thân thể phụ nữ, nhưng lại hoàn toàn không giống với Diệp sư tỷ. Linh quỷ, sở các chủ trong cảnh mộng chậm rãi nói. Bên tai Tống Thư Hàng cũng truyền tới tiếng giải thích của sở các chủ. Đó là linh quỷ, thế nhưng không phải là của Diệp Tư. Không phải linh quỷ của Diệp sư tỷ, chẳng lẽ là linh quỷ mà cô ấy mượn từ đâu đó sao? Tống Thư Hàng nhớ tới linh quỷ bị mượn bằng sức mạnh của mình theo bản năng. Người biết nhiều ghê nhỉ? Cũng đúng, người cũng là tu sĩ may mắn có linh quỷ mà, sở các chủ giải thích tiếp, đúng vậy, linh quỷ này có thể nói là được mượn đến. Nó là linh quỷ được truyền thừa nhiều đời của nhà Diệp Tư, khi truyền tới tay Diệp Tư thì đã là đời thứ 5 rồi. Cũng không biết là đại năng nào cho gia tộc nhà họ Diệp mượn. Vậy Diệp sư tỷ mà ta nhìn thấy bây giờ là một linh quỷ sao? Tống Thư Hàng cười khổ hỏi. Mối tình đầu của mình là linh quỷ á? Không hiểu sao lòng đau quá. Cho dù là linh hồn của Diệp sư tỷ thì vẫn còn hơn là linh quỷ mà. Ít ra thì linh hồn cũng là của chính Diệp sư tỷ mà. Ha ha, người cũng là người có linh quỷ. Linh quỷ và chủ nhân ý thức tương thông, có thể nói là hai người chung một trái tim. Ngươi thấy ở dưới tình hình như vậy thì linh quỷ có thể chơi trò yêu đương với ngươi hay sao? Còn không biết chủ nhân chân chính của linh quỷ là nam hay nữ kia kìa, sở các chủ nói. Cũng đúng. Thế nhưng nếu không phải con linh quỷ này thì rốt cuộc chuyện là thế nào? Đúng lúc ấy thì linh quỷ trong cảnh mộng đột nhiên biến đổi. Cái bụng của nó lớn lên y như ai thổi bóng bay. Chuyện này, Tống Thư Hàng sợ ngu người. Đúng như ngươi nghĩ đó, sở các chủ bình tĩnh gật đầu. Vãi hồn, linh quỷ mang thai. Lần đầu tiên Tống Thư Hàng biết rằng linh quỷ còn có thể mang thai đấy. Đến lúc này thì gần như Tống Thư Hàng đã đoán ra chuyện sau đó rồi. Sau đó không phải là nó sẽ sinh Diệp sư tỷ ra đó chứ? Ngạc nhiên lắm đúng không? Lúc đó khi ta nhìn thấy cảnh này thì cũng không biết phải nói cái gì mới được nữa, sở các chủ nói. Trong cảnh mộng, dưới chân linh quỷ nó xuất hiện một đóa hoa sen thuần trắng, dần dần bao phủ cả thân thể nó. Sau đó nó nhìn sở các chủ với vẻ khát khao rồi vươn tay về phía cô. Trong tay nó xuất hiện một khế ước, thể hiện rằng nó cần năng lượng của cô. Sở các chủ trong cảnh mộng đưa tay ra không hề do dự, ký kết khế ước cùng linh quỷ. Không phải là khế ước linh quỷ, bởi vì linh quỷ này đã có chủ rồi. Đây chỉ là một khế ước linh lực mà thôi, bởi vì chủ nhân của linh quỷ này không thể cho nó năng lượng, dường như là vì bị hạn chế hay sao đó. Có lẽ là vì nó đang được gia tộc nhà Diệp Tư, mượn, chăng? Song dù sao đi chăng nữa thì, lúc đó sở các chủ đã vì Diệp Tư mà ký kết khế ước năng lượng với linh quỷ, không hề mảy may do dự. Phù văn khế ước in lên tâm khiếu của sở các chủ. Linh quỷ có được năng lượng của sở các chủ, đóa sen khổng lồ phủ kín cả người nó. Đóa sen trắng muốt nổi bật trên phế tích bích thủy các tan hoang, đẹp đẽ đến tàn khốc. Thật lâu sau. Bông sen khổng lồ ấy nở ra, trừ linh quỷ nọ, trong đó còn có một người khác. Đó là Diệp sư tỷ.
không phải là một đứa trẻ sơ sinh, mà là một Diệp sư tỷ đã trưởng thành. Trong thân thể ấy còn lưu giữ một linh hồn hoàn chỉnh của Diệp sư tỷ. Linh hồn tiêu tán của Diệp Tư được linh quỷ kỳ lạ này bảo vệ, sau đó mang thai và sinh thành nên một Diệp Tư khác. Đó chính là Diệp sư tỷ của bây giờ. Khó trách khi không khống chế được cảm xúc thì thân thể của Diệp sư tỷ lại nhẹ đến gần như không có trọng lượng. Trong cảnh mộng, sau khi linh quỷ sinh ra Diệp Tư thì bèn đứng lên từ biệt sở các chủ. Sau đó, nó bay lên trời. Giữa không trung, trên người nó phủ thêm một chiếc đạo bào và trên đầu buộc đạo quan lỏng lẻo. Cứ như thế, linh quỷ bay cao cao mãi, rồi biến mất khỏi tầm mắt của sở các chủ. Trong cảnh mộng, sở các chủ ôm lấy Diệp Tư mới được sinh thành rồi òa khóc nức nở. Diệp Tư mới được linh quỷ mang thai sinh ra tuy là người nhưng lại giống với linh quỷ hơn. Thế nhưng nói cô là linh quỷ thì cũng không đúng, bởi vì trong thân thể cô còn có một linh hồn toàn vẹn. Đó chính là Diệp Tư, sở các chủ nói rất thản nhiên. Diệp Tư mới sinh hôn mê trọn 10 năm, trong 10 năm ấy. Ta dùng thực tại ảo phục hồi hết thảy mọi thứ của Bích Thủy Các. Diệp Tư mới tỉnh lại có tất cả ký ức trước kia, chỉ duy đoạn Bích Thủy Các bị hủy diệt là không có. Đoạn ký ức Bích Thủy Các bị hủy diệt ấy dường như đã bị linh quỷ kia xóa đi, hoặc là đã bị linh quỷ kia ôm theo mang đi rồi. Tống Thư Hàng, gạch nối. Mối tình đầu của mình không phải là linh quỷ, tốt quá rồi. Thế nhưng, mối tình đầu của mình lại là do linh quỷ sinh ra. Mình phải làm sao đây? Đáng tiếc là ngươi đã khế ước một linh quỷ rồi. Linh quỷ nhà ngươi lại còn đang tiến hóa lên cấp cao nữa. Chứ nếu không thì ta còn muốn để cho ngươi và Diệp Tư ký kết khế ước linh quỷ đấy, sở các chủ nói bình thản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 585.